Tất cả những thiên tài tuấn kiệt này cũng kinh ngạc đến vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Nhất thân tam vực, mỗi một chủng loại lĩnh vực đều nghịch thiên như vậy. Ai có thể nắm giữ được một loại vực thì đều đã có khả năng trở thành cường giả một chốn, huống chi là nhất thân tam vực. Vô số người đều không thể bình tĩnh, không ngừng dụi mắt. Cầm đám người Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường, Ngọc Thiếu đều phải rơi trên mặt đất. Trước kia bọn họ đều tự xưng là anh tài cao nhất cấp tại Diệp Hồng Cảnh, nhưng mà khi đem so sánh với Phong Phi Vân thì cảm giác chính mình chỉ là một kẻ có tài trí bình thường. Lĩnh vực Phượng Hoàng Hỏa Thần, lĩnh vực Phượng Hoàng Hỏa Thần, chẳng lẽ mẫu thân Phong Phi Vân chính là Phượng Hoàng yêu tộc? Lưu Tô Tử nhỏ giọng suy nghĩ, khi nhắc đến từ cuối cùng thì âm thanh của nàng đã hoàn toàn lịm đi. Nàng ngẩng phát đầu lên kinh ngạc nhìn chăm chú Phong Phi Vân trong phủ đệ. Nếu như hắn thật sự truyền thừa huyết mạch của Phượng Hoàng yêu tộc thì liền thật là đáng sợ. Âm thanh của nàng mặc dù rất thấp, nhưng mà vẫn bị rất nhiều tu sĩ nghe được. Sắc mặt những tu sĩ này ai nấy đều đại biến, đặc biệt những lão nhân của Cố gia, trên mặt cơ hồ cũng không còn có huyết sắc. Đồn đại yêu huyết của Phong Phi Vân đều không thể kiểm nghiệm tại đại doanh bán yêu minh. Được những đại năng của bán yêu minh suy đoán chính là huyết mạch thánh yêu tộc Thái Cổ. Một ông lão đến từ Trung Cổ Thế Gia Hoàng gia mở miệng nói. Ta cũng nghe qua chuyện này, nghe nói Khổng Hầu và Bức Ứng của bán yêu minh nói rằng sẽ mang theo huyết dịch của Phong Phi Vân đi bán yêu minh tổng minh, phỏng đoán chính là muốn xác nhận chuyện này. Một vị lão tổ khác Trung Cổ Thế Gia khác hiện thân. Trông lão già nua đến không còn thần sắc gì, mái tóc bạc đều kéo dài tới mặt đất. Trời ạ, nếu như mà chuyện này lại được chứng thật, thì nó sẽ rung động cả đệ lục Trung ương Vương Triều. Vấn đề huyết mạch của Phong Phi Vân đã gây ra chấn động, chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã làm kinh động những tu sĩ tiền bối tối cao nhất Hồng Diệp Tinh, ai nấy đều bị rung động, đều suy nghĩ đến phía sau có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Phượng Hoàng yêu tộc chính là tồn tại cao hơn thánh yêu tộc Thái Cổ, huyết mạch vô cùng tôn quý, không có khả năng kết hôn với nhân loại. Nhưng mà hiện tại lại sinh ra một bán yêu mang Phượng Hoàng huyết mạch, chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài. E rằng không chỉ là rung động đệ lục Trung ương Vương Triều đơn giản như vậy. Cửu Thiên Yên Vũ đứng ở trên tháp cao, hai tròng mắt long lanh, mũi ngọc thanh tú trơn bóng. Nàng nhìn chăm chú hai vị anh tài đang kịch chiến phía dưới, trong mắt hiện ra vài phần nụ cười làm động lòng người. Xa xa, trên đỉnh một tòa ngọc điện, Hiên Viên Nhất Nhất lưng đeo cổ kiếm đứng ở dưới ánh trăng, bóng hình thon thả, quần trắng phất phơ như là một vị tiên nữ thuận gió mà đến. Khó trách thánh thần muốn triệu kiến hắn, thì ra hắn lại là người mang huyết mạch Phượng Hoàng, hơn nữa tu thành nhất thân tam vực, độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể được thánh thần triệu kiến, rốt cục đã hiểu rõ ràng nguyên nhân trong đó. Rất nhiều lão nhân đều ẩn náu trong bóng tối, tâm thần rung động rất lớn. Bọn họ đều rõ ràng chuyện này quan hệ trọng đại, một việc làm vụng về sẽ rước lấy cơn tức giận lôi đình của Phượng Hoàng yêu tộc. Đến lúc đó nói không chừng tất cả những ai hiểu rõ tình hình đều sẽ bị giết chết. Những lão nhân này đều che giấu thân thể, không dám hiện thân, coi như cũng không biết chuyện này. Đau đầu nhất thì không ai hơn được những lão già kia của Cố gia. Ai nấy đều có một loại ý nghĩ đang đâm đầu vào trở ngại. Trêu vào ai không trêu, làm thế nào liền chọc tới một bán yêu mang huyết mạch Phượng Hoàng. Cái này nói không chừng sẽ sinh ra đại phiền toái. Phàm là những Trung Cổ Thế gia đã có chuyện với Phong Phi Vân, gia chủ bọn họ giờ phút này đều đã tiến đến phủ cảnh chủ, vội vàng cầu kiến cảnh chủ đại nhân để thương lượng đối sách. Các ngươi không nên kinh hoàng, nếu thánh thần ra mặt triệu kiến hắn, như vậy nói rõ thánh thần khẳng định đã sớm biết được chuyện này. Tất cả nhân quả tự nhiên có thánh thần phán quyết sáng suốt. Đương nhiên chuyện này quan hệ trọng đại, tất cả những ai chứng kiến tối nay đều cần phải giữ kín bí mật này. Trước khi tình huống được làm sáng tỏ, nếu như ai nói việc này đi ra ngoài, đừng trách bản tước diệt toàn tộc hắn. Đây là pháp chỉ do cảnh chủ đại nhân giáng xuống. Ngài hạ phong khẩu lệnh do sợ tin tức khuếch tán ra ngoài, sẽ tạo thành đại loạn. Những gia chủ Trung Cổ Thế gia này đều bị hù dọa, vội vàng lùi về. Có người chạy đi bế quan ở cổ trận đài, có kẻ phái người đi che chắn thiên cơ, có vị lại đi truyền bá phong khẩu lệnh. Một đạo pháp chỉ nghiêm nghị nhất của cảnh chủ. Trong tối nay đã truyền khắp cả Hồng Diệp Tinh. Đương nhiên tất cả điều này đều được tiến hành một cách vô tri vô giác. Những tu sĩ tu vi thấp căn bản không biết chuyện này. Tam vực của Phong Phi Vân đều xuất hiện, chúng phô bày ra ba loại lực lượng không giống nhau,
thiếu chút nữa chèn ép vỡ vụn Ma Thiên Minh vực của Cố Bát thiếu gia. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân cầm trong tay Khai Thiên Thi, đánh bay Cố Bát thiếu gia ra xa. Lại đánh nát Kỳ Lân Tí vừa mới mọc ra của hắn, xương tay bị cắt đi một đoạn. Ta đã sớm nói, bán yêu cũng có thể vô địch với những người đồng thế hệ. Hôm nay ta liền muốn vượt cảnh giới chém người. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chằm chằm, hắn đã vận chuyển tất cả lực lượng ra. Khai Thiên Thi, Thiên Tủy Binh Đảm, Phượng Hoàng Linh cùng liên tiếp đánh bay Cố Bát thiếu gia hơn 10 lần. Thân thể lại lần nữa bị đánh cho sơ xước tả tơi, phảng phất như sắp bị chia năm xẻ bảy. Phong Phi Vân, ngươi đắc ý quá sớm. Ngươi cho là trong thân thể có được huyết mạch Phượng Hoàng liền có khả năng vô địch, ta hôm nay muốn đổ Phượng. Cố Bát thiếu gia bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu, trong đan điền có một cỗ tử vong chi khí truyền ra. Từng đợt khí lưu màu tím kích động ra từ trong rốn Cố Bát thiếu gia. Chúng ngưng tụ thành một mảnh khí hải khổng lồ, ở trong khí hải có một vị lão nhân đang ngồi xếp bằng, người mặc quái y áo càn khôn của thầy bói, da rẻ hồng hào, ở mi tâm hiện ra một đạo nguyệt ấn màu trắng. Ông lão này đang ngồi xếp bằng trong đan điền của Cố Bát thiếu gia. Cho dù lão mặc đạo bào, nhưng mà trên người đã có một cỗ tử khí vô biên vô tận rất là khiếp người, khiến cho vô số người đều như rơi vào trong hầm băng. Đây là có chuyện gì? Tại sao trong đan điền lão Bát lại có được một lão nhân ngồi xếp bằng? Ngay cả những lão già kia của Cố gia thì tất cả cũng kinh sợ. Từ trên người lão già kia tản mát ra vũ hóa chi khí khiếp người, làm cho người ta cảm giác sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược, như là một vị quỷ hồn sứ giả đi lại dưới vực sâu. Phong Phi Vân biết rất rõ ràng lực lượng mà ông lão này ẩn chứa. Ở trong thánh linh mộ táng, chính là ông lão này thiếu chút nữa đã giết chết tươi hắn. May là hắn được thánh thực quả nhanh chóng cứu đi, lại niết bàn trọng sanh. Không đúng a, ông lão này tựa hồ trở nên mạnh hơn. Phong Phi Vân linh tính sắc sảo, cảm giác được một nguy cơ mãnh liệt. Âm thanh của thánh thực quả truyền vào trong lỗ tai Phong Phi Vân, hắn nói. Ở trong thân thể lão gia gia kia có truyền thừa huyết kỳ bán thánh. Truyền thừa huyết kỳ bán thánh. Truyền thừa huyết kỳ bán thánh không phải để cấp cho Cố Bát thiếu gia sao, làm thế nào lại rơi vào trong thân thể ông lão này? Chẳng lẽ Cố Bát thiếu gia nhận được truyền thừa vẻn vẹn chỉ là da lông bên ngoài, còn đích thực truyền thừa huyết kỳ bán thánh là bị ông lão này cướp đi? Lão gia kia là chuyển luân vương, hắn lại không có chết, mà giấu ở trong đan điền lão Bát. Có một ông lão hàm răng đều đã rơi rụng sạch giật mình la lên. Mọi người lại kinh ngạc lần nữa, Lưu Tô Tử tâm thần rung động, nàng nói. Chuyển Luân Vương là một trong thập đại vương giả âm gian giới. Đồn đại vào một vạn năm trước cũng đã cùng ngã xuống với Diêm Vương, Tần Quảng Vương tại vạn tộc chiến trường sao. Sắc mặt Cố Bát thiếu gia bắt đầu trở nên hung ác, khí tức tà ác trên người dâng lên, tử khí hừng hực. Hắn đánh ra một đám mây mù màu tím. Một kích này của hắn mang theo lực lượng của Chuyển Luân Vương ngồi trong đan điền. Phong Phi Vân không hề sợ hãi, trên người có hỏa diễm bao quanh. Hắn khiến cho bốn con phượng hoàng ngưng tụ thành bốn ngọn núi hỏa diễm, rồi đồng thời cũng công kích đi. Ầm, 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 ầm. Cố Bát thiếu gia há to miệng thổ huyết, trên người sinh ra vô số huyết vân, hoa văn bằng máu, thân thể như là muốn nứt ra. Phong Phi Vân cũng bị một cỗ tử vong chi khí của Chuyển Luân Vương kia xâm nhập vào người, thân thể thiếu chút nữa bị đông cứng, lục phủ ngũ tạng quay cuồng kịch liệt như là muốn vỡ tan ra. Nhưng mà chiến ý trên người lại vẫn cường thịnh, lại lần nữa nện thẳng về phía trước, như phải hoàn toàn giết chết kẻ đại địch Cố Bát thiếu gia này. Trong đan điền Cố Bát thiếu gia lại che giấu một ông lão, khí tức khổng lồ, ẩn chứa dư vị xa xưa. Lão ngưng tụ khí tức phú hóa thần uy, có khiến cho tất cả lão nhân ở đây đều kinh động sợ hãi, như là một vị thần linh thời viễn cổ. Ông lão này chính là Chuyển Luân Vương trong truyền thuyết, là một trong thập đại vương giả của âm gian giới, đã chết vào một vạn năm trước. Hắn đã từng khiến cho vô số người e ngại, tên tuổi chính là cùng nghĩa với tử thần. Nơi nào lão đi qua, tuyệt không còn người sống. Hiện nay lão lại xuất thế lần nữa, làm cho lòng người vô cùng kinh động sợ hãi. Khiến cho rất nhiều lão nhân đã tu luyện mấy ngàn năm đều hơi bị phát run. Lão vẫn ngồi xếp bằng ở trong khí hải, hai mắt nhắm nghiền, trên người chứa đầy tử khí, tựa như thân thể con tò te nặn bằng bột. Mặc dù lão chưa tỉnh, nhưng không biết nguyên nhân gì đó, mà Cố Bát thiếu gia lại có thể sử dụng một bộ phận lực lượng của lão, để trở nên vô cùng cường đại.
nên lại có thể đạt được địa vị ngang nhau với Phong Phi Vân. Ầm, 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 ầm. Cánh tay hai người đều đã bị đập nát, quyền quyền nện vào nhau với lực lượng như nước cuộn trào. Cố Bát thiếu gia đã uống qua huyết dịch huyết kỳ bán thánh, trong thân thể có được một tia huyết khí bán thánh, nên cường độ thân thể cao hơn mọi người cùng cảnh giới. Quyền đầu bị vỡ vụn kia lại được một cỗ khí tức huyết kỳ lân nuôi dưỡng, lập tức liền khôi phục như cũ. Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân, lại có kim tàm Phật khí chảy lưu động trong thân thể. Thân thể so sánh Cố Bát thiếu gia còn mạnh hơn một phân, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn. Vụt! Bốn con phượng hoàng lại lần nữa bay ra, đồng thời đánh ra một đạo móng vuốt, tại ngực Cố Bát thiếu gia lại xé rách ra bốn khối huyết nhục. Phượng hoàng nghiệt hỏa liền đốt luyện huyết nhục kia thành cho bụi. Thần hạo cổ kiếm trong tay Cố Bát thiếu gia cũng đánh ra trên cánh tay Phong Phi Vân, nó xé rách một chút phòng ngự của kim tàm Phật vực, chém cho cánh tay xuất hiện một đạo lỗ máu, làm cho máu tươi chảy đầm đìa. Phượng hoàng linh. Phong Phi Vân mặc kệ lỗ máu trên cánh tay, lại ngưng tụ ra phượng hoàng linh lần nữa. Rồi hắn chém thân thể Cố Bát thiếu gia bay lên, cơ hồ xẻ cả người của hắn thành hai nửa. Mơ hồ có thể thấy được ruột gan trong thân thể hắn. Phong Phi Vân thừa thắng truy kích, thân thể đột ngột bay dựng lên. Hắn thi triển lực lượng của ba tòa vực mà công kích xuống, lại lần nữa đánh bay Cố Bát thiếu gia. Trên lưng của hắn thi triển ra đôi cánh phượng hoàng, liền vỗ cánh cả người bay lên cao, một cước giẫm xuống trên lưng Cố Bát thiếu gia. Dầm, dầm, dầm. Phong Phi Vân một cước lại một cước đạp lên trên lưng của hắn, khiến cho Cố Bát thiếu gia một mực bị đạp từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Mỗi một cú đạp đều nện cho Cố Bát thiếu gia há to miệng thổ huyết, cột sống thiếu chút nữa bị Phong Phi Vân đạp gãy. Ầm, 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 ầm. Cả người Cố Bát thiếu gia rơi xuống trên mặt đất, nện cho mặt đất nứt ra, thân thể đã sắp hoàn toàn nát như tử. Hắn há to miệng ho ra máu, trong mắt tràn đầy vẻ âm u và sát khí. Hắn lạnh giọng giống to. Tôn sư, giúp ta giết hắn. Từ mi tâm Cố Bát thiếu gia bắn ra một tia máu, chảy vào trong thân thể lão già kia. Ông lão kia đang ngồi xếp bằng trong khí hải tựa như được thắp cháy ngọn lửa sinh mệnh, trên người kích động xuất ra một uy năng rời núi lấp biển, một cỗ tử vong chi khí rung động trời cao. Đôi mắt già nua của lão chậm rãi mở ra, ánh mắt tựa như hai tòa hắc động, nuốt chửng ánh sáng và nhiệt độ chung quanh. Bất cứ ánh sáng và nhiệt độ nào mà đến gần chung quanh đôi mắt của lão đều lập tức biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Xem ra ngươi chỉ có chút xíu tiền đồ. Một âm thanh mênh mông mà lại già nua thốt ra. Đôi mắt của lão vừa động, bắn ra hai đạo mây tía. Vết thương trên người Cố Bát thiếu gia liền biến mất hầu như không còn, khí tức trên người trở nên càng cường đại hơn. Nó như được nhuộm bởi những tia sáng tím ngắt, tựa như dùng tử tinh để tạo hình thân thể. Cố Bát thiếu gia phục hồi lực lượng, ánh mắt càng thêm âm u, lửa chiến hừng hực, tinh thần so sánh với vừa rồi càng cường thịnh hơn. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, lễ bái với Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương mặc quái y, giống như một lão đạo. Mi tâm có một ấn ký hình trăng lưỡi liềm màu trắng, ánh mắt trống rỗng mà lại kỳ quái, lão quay sang Phong Phi Vân mà nhìn thoáng qua. Ầm, 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 ầm. Một cỗ khí tức đáng sợ mà lại lạnh như băng liền cuốn tới. Phong Phi Vân cảm giác được sinh mệnh đang bị uy hiếp, hắn triển khai luân hồi tật tốc, vội vàng lui thật nhanh. Nhưng mà tốc độ lui về phía sau lại vẫn không theo kịp tốc độ của một cỗ khí lạnh kia. Hắn bị công kích vào ngực, thân thể bắn văng đi ra ngoài, đập vào bức tường cao hơn 10 trượng. Ao ao! Khí lạnh làm cho cả thân thể Phong Phi Vân đều bị đóng băng, đông cứng lại ở trên vách tường. Trên người của hắn ngưng tụ một tầng băng tím thật dày. Quá mạnh mẽ. Đối mặt loại cường giả cấp bậc cao hơn hẳn, thì ngay cả khả năng bỏ trốn cũng không có. Chuyển Luân Vương, ngươi lòng lang dạ thú a, không ngờ lại gửi gắm bản thân ở trong thân thể người kế thừa Cố gia ta. Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt gia nghiệp và tài nguyên mấy trăm vạn năm của Cố gia? Một đám ông lão Cố gia tiến vào trong phủ đệ, đều là cường giả, ai nấy đều cầm chiến khí trong tay. Mọi người bao vây vị đạo nhân đang ngồi xếp bằng ở chính giữa khí hải kia. Đó đều là lão nhân Cố gia, đôi mắt ai nấy đều lấp lánh, mái tóc hoa râm, thân thể như có ánh sáng chói mắt. Cố Cửu thiếu gia đứng ở bên ngoài phủ đệ, buồn bã nói. Cố lão bát thật sự rất đáng ghét, quả thực chính là đang dẫn sói vào nhà.
nếu như để cho tương lai hắn làm gia chủ Cố gia, vậy Cố gia vong rồi. Đều là anh tài hàng đầu, tâm trí tuyệt đỉnh, rất biết lợi dụng cơ hội để đả kích đối thủ. Tất cả những lão nhân này của Cố gia cũng liên tục biến sắc, biết rõ chỗ đáng sợ phía sau chuyện này, nên trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ sau hôm nay, người kế thừa Cố gia sợ là phải đổi mới lại. Mà ngay cả bậc cha chú và tổ tông của Cố Bát thiếu gia thì tất cả cũng liên tục cau mày, lúc này cũng không dám che chở Cố Bát thiếu gia nữa. Dù sao chuyện này liên quan đến sự hưng thịnh và thành bại của gia tộc. Chuyển Luân Vương trên mặt tràn đầy nếp nhăn, già nua đến không thể già hơn. Lão cười lạnh hai tiếng, rồi nói khinh thường. Cố gia, có điều Cố gia là cái gì vậy? Bổn vương sao lại phải ham mê chút tài nguyên ấy? Kẻ nào dám động chiến binh đối với bản vương, thì chỉ có một chữ chết. Chuyển Luân Vương ngồi xếp bằng bất động, chung quanh mây tía quay cuồng tựa như biến thành một mảnh đại dương tím ngắt. Dầm, dầm. Những lão nhân Cố gia này còn chưa kịp ra tay, thì toàn bộ đều bị khí lạnh màu tím đóng thành băng, biến thành những cột băng côn. Phá. Chuyển Luân Vương nhẹ nhàng niệm một câu. Hàn băng nổ tung, hơn 10 vị lão nhân Cố gia này, toàn bộ biến thành phấn vụn, hóa thành từng đạo mây tía mà chảy vào trong lỗ mũi Chuyển Luân Vương. Chỉ trong khoảnh khắc liền có hơn 10 vị lão nhân Cố gia bỏ mình, thân hình câu diệt, trở thành chất dinh dưỡng nuôi Chuyển Luân Vương. Đáng ghét, chết đi cho ta. Một vị cường giả siêu cấp của Cố gia chạy tới, người mặc cẩm y hoa bào, đầu đội mũ cắm lông chim. Từ cách một khoảng xa lão đã đánh ra những cây gậy, xuyên phá khí hải màu tím, rồi công kích đến trước mặt Chuyển Luân Vương. Dầm! Những cây gậy kia còn chưa đâm tới người Chuyển Luân Vương liền tự động bị nghiền nát. Hai mắt Chuyển Luân Vương lạnh như băng, trong đồng tử bắn ra hai đạo tử khí. Từ cách không lão đã chặt đứt vị cường giả siêu cấp Cố gia thành hai đoạn, máu bắn khắp trời cao làm màn trời bị nhuộm đỏ. Càng nhiều cường giả Cố gia chạy tới, đều là cao thủ đứng đầu. Họ đồng thời đánh ra võ ấn. Mấy chục chiếc đại thủ ấn từ trong hư không công kích xuống. Chúng làm nổ tung những tòa kiến trúc, đánh nát những con cổ đạo. Ngón tay Chuyển Luân Vương điểm một cái về hướng không trung, một đạo chỉ kiếm to ba thước bay ra, giết chết toàn bộ hơn 10 vị cường giả kia. Trên không trung, có hơn 10 vị ông lão rơi xuống. Nếu đã đến đây, liền đều hủy diệt đi. Chuyển Luân Vương vươn hai tay ra. Vô tận mây tía bắt đầu khởi động như nước cuộn trào vô cùng tận, như là một bầu trời sao tím biếc đang cuồn cuộn chảy, nó mang theo lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Chuyển Luân Vương, người thật sự gây ra quá nhiều giết chóc, nên thu tay lại. Một đạo kiếm khí từ ngoài vòm trời chém tới, dầm một tiếng, nó phá tan đám mây tía do Chuyển Luân Vương ngưng tụ ra. Phốc, kiếm khí cắt vỡ làn da Chuyển Luân Vương, trên cổ của hắn để lại một vết máu mờ mờ. Đôi mắt chim ưng của Chuyển Luân Vương tràn đầy dáng vẻ ác độc, vết máu trên cổ chậm rãi biến mất, ánh mắt nhìn vào trong màn đêm, đôi môi giá lạnh như băng mở ra, lão nói lạnh nhạt. Thật là đường kiếm lợi hại, ai? Dưới ánh trăng, trong màn đêm, một bóng dáng mảnh mai mà thanh tú đi ra, lưng đeo một thanh cổ kiếm, trên người có một cỗ tiên ý động lòng người. Hiên Viên Nhất Nhất tâm tình biến ảo khôn lường, ánh mắt trong veo, da trắng như tuyết. Mái tóc dài đen nhánh tung bay. Nàng có một loại cảm giác không thực giữa chốn nhân gian khói lửa, phảng phất bất kỳ lúc nào đều sắp phi thiên bay đi. Nàng bước đến nhẹ nhàng, bên người có những vầng sáng lượn vòng quanh. Một thiên nhan tuyệt thế khiến cho vô số người hơi bị điên cuồng. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng nói, tâm tình không có một tia dao động. Thì ra là Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ. Khó trách tu luyện ra được kiếm ý lợi hại như thế. Tâm ngự tính tâm kiếm điển của ngươi chỉ sợ đã tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thế giới. Thánh thần vào lúc đạt tuổi như ngươi, e rằng cũng chỉ đạt đến cảnh giới này. Chuyển Luân Vương cười ha hả mà nói. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Thần thánh chính là thiên nhân, không người nào có thể so sánh với ngài. Chuyển Luân Vương cười to mà nói. Đã sớm nghe nói tâm ngự tính tâm kiếm điển lợi hại. Là đứng đầu vạn kiếm. Hôm nay để cho bổn vương được mở mang kiến thức xem nó mạnh như thế nào. Chuyển Luân Vương ngồi xếp bằng trong khí hải, trên người quay vòng xuất ra một vòng khí thay đổi liên tục. Lập tức trời đất ngả nghiêng, vô tận mây tía tụ tập thành một mảnh thiên địa, rồi nện ầm ầm đè về hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Cả Thiên Thu Thần Thành đều trở nên mù mịt không nhìn thấy bầu trời, như là nơi này đã biến thành một chốn hôn ám.
Hiên Viên Nhất Nhất yêu kiều đứng ở trong gió lạnh, bộ trang phục trắng tung bay, cổ kiếm trên lưng tự động bay ra, cánh tay mịn màng như ngọc chém một cái về hướng tấm màn đen. Phốc! Từ trong tấm màn đen truyền đến một âm thanh khó chịu. Lợi hại, để ngươi kiến thức một phen chuyển luân áo nghĩa của bổn vương. Chuyển luân vương trầm giọng nói. Không trung trở nên càng hỗn loạn hơn, gió lạnh phần phật, mạnh mẽ điên cuồng gào thét. Cố Bát thiếu gia cũng đứng ở trong một mảnh thế giới âm u quay cuồng này, trong ánh mắt hiện ra sát ý. Lão nhìn chăm chú Phong Phi Vân bị đóng băng trên bức tường. Thân thể của hắn vừa động, liền rơi xuống từ trên bức tường. Hắn nhắc thanh thần hạo cổ kiếm lên, chém về hướng trên bức tường. Rầm! Khối băng tinh tím ngắt trước tiên nổ tung, băng tinh bay tứ phía, thân thể Phong Phi Vân lao ra từ bên trong, trên người tràn đầy ánh lửa, đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Hắn tung người nhảy lên, bay ra khỏi phạm vi kiếm khí. Muốn chết! Trên lưng Phong Phi Vân sinh ra một đôi cánh phượng hoàng rộng rãi, thân thể bay lên trời. Thiên tủy binh đảm ngưng tụ thành một thanh chiến đao, hai tay nắm chuôi đao, bổ ra một con cuồng long khổng lồ. Ầm, 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 ầm. Cố Bát thiếu gia bị đánh bay ra ngoài, trong miệng lại thổ huyết lần nữa. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Chuyển luân vương chính là gửi gắm mình ở trong thân thể Cố Bát thiếu gia. Một khi Cố Bát thiếu bị chém chết, chuyển luân vương cũng chỉ có một con đường chết. Ao ao ao. Phong Phi Vân thay đổi lực lượng toàn thân, thân thể biến thành một vị hỏa nhân. Hắn đồng thời đánh ra bảy đạo phượng hoàng linh, tựa như bảy thanh thiên đao chém vỡ trời cao. Ánh sáng của phượng hoàng linh vô cùng rực rỡ, như là bảy con sông dài đỏ như lửa cắt qua ngang trời, luyện hóa tất cả thế gian. Phốc, phốc, thân thế Cố Bát thiếu gia bị trúng bảy đạo phượng hoàng linh, cánh tay, bàn chân, cẳng chân đều bị chém rụng, mà ngay cả cái đầu đều bị bay ra ngoài xa, những tảng lớn huyết dịch rơi vãi trên mặt đất. Hắn hoàn toàn bị xé xác, thân thể bị cắt thành tám bộ phận. Ngực Phong Phi Vân cũng bị một thanh kiếm rộng cắm vào, kiếm phong đâm xuyên qua thân thể của hắn. Đúng là thanh thần hạo cổ kiếm kia của Cố Bát thiếu gia. Huyết dịch Phong Phi Vân chảy xuống dòng dòng từ trên chuôi kiếm, rơi bộp bộp trên mặt đất. Một trận chiến này thật sự rất thảm thiết, cơ hồ đều là đấu pháp đồng quy vô tận. Phút, một cơn gió lạnh phẫn nộ điên cuồng gào thét thổi lại đây. Chuyển luân vương mặc đạo bào rơi xuống đối diện Phong Phi Vân, ánh mắt trống rỗng, trên người có bốn vết kiếm, mũ đạo trên đầu cũng bị chém bay, tóc tai bù xù, trông có vẻ rất chật vật. Tôn sư, cứu ta! Trong thân thể Cố Bát thiếu gia có huyết dịch kỳ lân, sức sống cực kỳ cường đại, nên hắn vẫn chưa thực sự bị chết. Đầu của hắn lăn lộn trên mặt đất, quanh quẩn dưới chân chuyển luân vương. Hắn dùng miệng cắn đạo bào của chuyển luân vương, không ngừng cầu khẩn. Đồ vô dụng! Sắc mặt chuyển luân vương rất lạnh lùng kín đáo, nhưng mà rồi vẫn nhấc lên cái đầu máu chảy đầm đìa trên mặt đất kia, nhẹ nhàng xoa xoa vết máu trên trán hắn. Hiên Viên Nhất Nhất giống như một cơn gió thoảng. Dáng người mảnh rẻ mềm mại vừa động, liền đã rơi xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Nàng vẫn lưng đeo cổ kiếm, duyên dáng yêu kiều, mái tóc xanh phất phơ, có từng đợt ánh sáng thần tiên lượn vòng trên người nàng. Không hổ là truyền nhân Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hôm nay bổn vương xem như đã được chứng kiến sự lợi hại của tâm ngự tính tâm kiếm điển. Hôm nay dẫu bại, nhưng thu được ích lợi vẫn nhiều hơn. Hãy đợi đến lúc tu vi của ta phục hồi như cũ, nhất định sẽ trở lại lãnh giáo. Chuyển luân vương thu hồi toàn bộ tám khối thân thể của Cố Bát thiếu gia, sau đó bỏ vào trong một cái túi da người, động tác rất tao nhã. Hiên Viên Nhất Nhất như búp sen xanh mọc ở trong ao, không dính một tia bụi bẩm, nàng nói. Tiền bối dính vào sự giết chóc thật sự quá nhiều, vãn bối muốn thỉnh tiền bối đi, khổ hải ngạn các, ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh để thanh tu 800 năm. Chuyển luân vương cười cười, hỏi vặn. Khổ hải ngạn, bể khổ nào có bờ? Quay đầu lại chính là bờ. Hiên Viên Nhất Nhất đáp. Chuyển luân vương lắc lắc đầu, cười nói. Trong mắt lão phu liền chỉ có huyết hải, không có khổ hải. Khổ hải có bờ, huyết hải không bến. Thánh nữ, lão phu thừa nhận ngươi thật sự có thiên tư trí cao vô thượng, đủ để đạp những kẻ tự xưng là thiên tài trong thiên hạ giống như dẫm lên heo chó. Có muốn đánh bại bổn vương vào lúc này cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà muốn lưu lại bổn vương thì thật buồn cười. Tri thức mà ngươi thu được qua sự từng trải có lẽ còn hơi thiếu hụt một chút. Chuyển luân vương khoác cái túi da người có chứa Cố Bát thiếu gia lên trên lưng,
thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo, cuối cùng chỉ còn lại có một bóng dáng màu đen trên mặt đất. Bóng dáng kia cười nói. Hẹn rằng gặp lại, huyết hải vô nhai. Hiên Viên Nhất Nhất chắp hai tay trước ngực, xuất ra cổ kiếm, nhát kiếm chém về phía bóng dáng màu đen kia. Nhằm trúng vài vị trí trái tim của bóng dáng đó, hoàn toàn chém chết bóng dáng. Phong Phi Vân tóc dài che mặt, đôi mắt đỏ kè, trên môi vẫn còn bị dính vết máu. Hắn cười cười mà bảo. Vô dụng, hắn sử dụng chính là thần thông, thiên địa ảnh xạ, càn khôn na di, giờ phút này đều đã rời khỏi Hồng Diệp Tinh. Vụt, Hiên Viên Nhất Nhất thu hồi cổ kiếm, dung nhan tuyệt đẹp như ngọc, thanh nhã động lòng người. Nàng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân mà thản nhiên hỏi. Ngươi không sao chớ? Không chết được. Phong Phi Vân lắc lắc đầu, gắt gao nghiến chặt hàm răng. Tay hắn nắm chặt chuôi kiếm thần hạo cổ kiếm, rút thần hạo cổ kiếm từ trong thân thể, trên thân kiếm không ngừng nhỏ máu. Trên người Phong Phi Vân mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn vận chuyển kim tàm Phật khí để hóa giải lực lượng của thần hạo cổ kiếm trong thân thể mình. Vết thương trên ngực không ngừng khép lại, cuối cùng hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hiên Viên Nhất Nhất, sau đó mang theo thần hạo cổ kiếm xoay người liền đi. Hắn đi ra ngoài phủ đệ đã đổ nát, ném thần hạo cổ kiếm cho Cố Cửu thiếu gia, sau đó liền trực tiếp rời đi. Trong phủ đệ, Hiên Viên Nhất Nhất mắt nhung cụp xuống, nhẹ nhàng cau hàng mi. Vô phương lý giải vì sao trong mắt Phong Phi Vân nàng lại thấy hận. Phong Phi Vân cũng không phải không hề nghĩ tới cứ thế lấy đi thần hạo cổ kiếm. Nhưng mà thần hạo cổ kiếm chính là tượng trưng cho gia chủ Cố gia khẳng định là muốn thu hồi cổ kiếm, đây là chuyện không có bất cứ nghi ngờ gì. Phong Phi Vân hiện tại vây cánh không gió, hơn nữa lại bị trọng thương, tạm thời không muốn trêu chọc vào một đại địch như Cố gia này. Vì vậy hắn liền mua một nhân tình. Ném thần hạo cổ kiếm cho Cố Cửu thiếu gia. Cố Bát thiếu gia bị chuyển luân vương mang đi, Cố Cửu thiếu gia lại được thần hạo cổ kiếm. Các thế lực bên trong Cố gia nhất định sẽ phát sinh một lần đại thanh trừng, không có khả năng có cơ hội để đối phó Phong Phi Vân. Đó cũng là cục diện mà Phong Phi Vân muốn thấy. Phong Phi Vân cũng không tiếp tục ở lại Thiên Thu Cổ Thành, mà là trực tiếp quay trở về đại doanh bán yêu minh. Ở bên ngoài Thiên Thu Cổ Thành, đã có 4 vị thất cấp bán yêu chạy tới tiếp ứng Phong Phi Vân, vẫn còn có vô số thành viên bán yêu minh cũng hè nhau chạy tới. Có thể nói người đông nghìn nghịt, giống như là nghênh đón anh hùng trở về. Thiên hạ không có bức tường không lọt gió. Mặc dù cảnh chủ hạ phong khẩu lệnh, không người nào dám thổ lộ chuyện huyết mạch của Phong Phi Vân, nhưng mà những tu sĩ bán yêu minh này lại vẫn biết Phong Phi Vân đánh bại đệ nhất cường giả Diệp Hồng Cảnh Cố Bát thiếu gia. Tin này đối với bán yêu mà nói quả thực chính là việc vui cực lớn, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân cũng không giống như là đang nhìn một vị anh hùng, càng như là nhìn một bậc thần thoại. Phong huynh đệ thật sự là rất dũng mãnh, lão tử đã sớm không quen nhìn con bê Cố lão bát kia, đáng tiếc tu vi của hắn rất cao, người hôm nay có đánh dập mặt hắn không? Thạch Đại Khai vỗ vỗ bả vai Phong Phi Vân, nắm quyền thật lớn so với đầu của Phong Phi Vân thì vẫn còn phải lớn hơn. Chỉ tiếc vô duyên tiến vào trong Thiên Thu Thần Thành để chứng kiến phong thái tuyệt thế của Phong huynh đệ, sau này cũng không biết người bên cạnh khoác lác như thế nào. Ha ha, ngươi lại nói cùng những huynh đệ này rằng ngươi quen biết Phong huynh đệ, ngươi có tin bọn họ đều sẽ cho rằng ngươi đang khoác lác hay không? Đi, lăn sang một bên đi. Tất cả bán yêu đều muốn xúm xít xung quanh Phong Phi Vân, ngươi một lời, ta một câu. Trong tay bọn họ đều nắm linh binh, có khả năng phỏng đoán. Nếu như Phong Phi Vân gặp phải bất trắc trong Thiên Thu Cổ Thành thì những người này khẳng định muốn chạy vào trong thành để liều mạng cùng chung cổ thế gia Cố gia. Về phần mấy vị bán yêu mỹ nữ nô bộc mà Lưu Tô Tử đưa tặng cho Phong Phi Vân thì cũng đã ở trong đám người. Chỉ là bọn họ đều cúi đầu, có vẻ rất là tự ti, cảm giác chính mình cũng không có tư cách làm người hầu cho Phong Phi Vân. Cường giả đại anh hùng, đại hào kiệt giống như Phong Phi Vân, tương lai nhất định trở thành đại nhân vật trời long đất lở. Mặc dù làm người hầu của hắn thì cũng tuyệt đối là nhân vật uy chấn tứ phương, không phải chỗ để bọn họ trèo cao được. Trở về là tốt rồi. Thanh tế đại nhân từ trên trời giáng xuống, chân cưỡi thanh liên, toàn thân là hỏa diễm. Ánh mắt của hắn nhìn Phong Phi Vân cực kỳ phức tạp, trong mơ hồ lại có hơi kính sợ. Hắn đã được cảnh chủ truyền tin, biết về việc của Phong Phi Vân. Khi nghe được tin tức kia, hắn cũng bị kinh ngạc đến tột đỉnh. Nếu không phải lời này chính là từ pháp lệnh của cảnh chủ đại nhân, thì thậm chí hắn đều cảm giác đây là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.
bán yêu huyết mạch Phượng Hoàng. Phỏng đoán coi như là những người ở bán yêu minh tổng bộ mà nghe được tin tức kia, đều sẽ bị kinh ngạc đến đứng ngồi không yên. Được mọi người vây quanh, Phong Phi Vân trở lại đại doanh bán yêu minh. Có lẽ vì nguyên nhân là cảnh chủ pháp lệnh, hoặc là trong lòng mỗi một thế lực cũng có một phần kiêng kỵ. Nên ngày hôm đó có vẻ yên tĩnh khác thường. Không ai đi tới đại doanh bán yêu minh kiếm chuyện gây sự, mà ngay cả Cố gia và Hoàng gia bị tổn thất nặng thì tất cả cũng biểu hiện sự trầm lặng dị thường. Lúc Phong Phi Vân hoàn toàn chữa trị vết thương xong xuôi thì đã là xế chiều ngày hôm sau. Lúc này, Tuyết Lang và Diêu Cát đã trở về. Bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân trước chém Hoàng Thiên, sau lại đánh bại Cố lão bát, trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Diệp Hồng Cảnh. Tuyết Lang dáng người nở nang, lưng ngọc mảnh mai, khuôn ngực tròn trịa, vòng mông vểnh cao. Nàng có hơi vái một cái, đường cong toàn thân liền hiện ra bề ngoài vô cùng tinh tế. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước một tấm bình phong. Hắn cười nói. Tin tức truyền đi rất nhanh, nhưng mà xem ra có người đang tận lực áp chế tin tức quan trọng nhất, mọi tin tức đích thực đều bị phong tỏa. Chủ nhân chính là ám chỉ. Tuyết Lang mắt nhung không ngừng gợn sóng, hiện rõ vài phần nghi hoặc. Không có gì. Phong Phi Vân cười cười, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Hắn triển khai đại diễn vực. Một cỗ lực lượng đại diễn vô hình lan tỏa ra, hoàn toàn phong bế một mảnh không gian chung quanh, không ai có thể suy tính nổi bất cứ chuyện gì ở bên trong. Hắn lúc này mới hỏi. Đã liên lạc với cường giả yêu tộc chưa? Sắc mặt Tuyết Lang cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, nàng gật đầu đáp. Ta đã liên lạc với một vị yêu vực lãnh chúa Bạch Chu yêu tộc, hắn chính là người phụ trách tối cao toàn bộ xứ sở Diệp Hồng Cảnh này. Ánh mắt của Phong Phi Vân cứng lại, hắn hỏi. Yêu vực lãnh chúa. Hắn lắc lắc đầu, lại nói. Tu vi của hiên viên nhất nhất đã cao hơn so với ta đoán trước đây. Ngay cả chuyển luân vương đều không phải đối thủ của nàng, nếu muốn giết chết nàng này thì một yêu vực lãnh chúa còn chưa đủ trọng lượng, chẳng lẽ không có nhân vật cấp bậc yêu vương? Khởi bẩm chủ nhân, đại yêu cấp bậc yêu vương có huyết khí rất lớn nên căn bản không thể dối gạt được các đại nhân vật của quốc gia nhân loại. Chỉ có đại yêu cấp bậc yêu vực lãnh chúa là có thể ẩn núp trà trộn vào. Hơn nữa cơ hội cũng cực kỳ nhỏ bé. Nếu như có thể ẩn núp trốn vào 10 vị yêu vực lãnh chúa, trong đó có 7 vị đều có thể sẽ bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Tuyết Lang nói. Phong Phi Vân có hơi nhíu nhíu mày, rồi bảo. Đứng lên mà nói đi. Đã nói với ngươi rồi, ở trước mặt ta không cần quỳ xuống. Tạ chủ nhân. Tuyết Lang trong lòng vui vẻ, trên dung nhan xinh đẹp mà lại mê hoặc hiện ra một nụ cười yếu ớt. Cứ như vậy nàng chậm rãi đứng dậy, ngọc thể làm cho người ta phun huyết lại lần nữa phác họa ra đường cong ghẹo người. Nàng lại nói, vị yêu vực lãnh chúa này cũng biết Thủy Nguyệt Thánh Nữ có tu vi cường đại, đã đi liên lạc với các cường giả khác, đêm nay sẽ tụ tập lại. Nếu như có thể xác nhận tính chân thật của tin tức thì có lẽ phi viên công chúa sẽ tự mình chạy tới. Bọn họ muốn thế nào mới có thể tin tưởng tin tức của ta là chân thật? Phong Phi Vân hỏi. Bọn họ nghĩ gặp mặt chủ nhân một lần. Tuyết Lang dừng một chút mới nói. Không có khả năng. Phong Phi Vân tự nhiên cũng là một người cẩn thận e dè. Cấu kết với yêu tộc trong quốc gia nhân loại, đó là tội lớn tày trời sẽ bị lọt vào sự đuổi giết của cả nhân tộc. Nếu như lại gặp mặt với tu sĩ yêu tộc, như vậy chẳng khác nào là để cho tu sĩ yêu tộc bắt được chứng cứ chính xác về hắn, sau này dẫu thế nào cũng có thể uy hiếp hắn. Loại bẫy dập rõ ràng như thế. Phong Phi Vân đương nhiên sẽ không nhảy vào. Ngươi lại liên lạc bọn họ một lần, nói cho bọn họ, nguyện ý tin tưởng thì tin tưởng, nếu như không muốn tin tưởng thì thôi. Dù sao thiên nhai xích cũng không phải của ta, truyền thừa từ Bạch Chu Thánh Tổ cũng không có chút xíu mảy may quan hệ với ta. Ta muốn thoát thân, bất kỳ lúc nào đều có thể thoát thân. Phong Phi Vân lại nói. Nhưng mà ta ghét nhất người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, muốn trợ giúp bọn họ giết chết Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Ta và Thủy Nguyệt Thánh Nữ muộn nhất ngày mai liền sẽ rời khỏi Hồng Diệp Tinh, đi tới Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Về phần giết hay không, liền để chính bọn hắn lựa chọn. Tối nay chính là thời điểm Mộng Thiên Cư đấu giá Hỏa Loan Cốt. Tiểu Tà Ma và Ma Ô Quy vẫn còn chưa trở về, xem ra bọn họ đi tìm nữ ma cũng không thuận lợi. Phong Phi Vân cũng không lo lắng cho an toàn của bọn họ. Có món mai rùa bảo vệ kia của Ma Ô Quy. Sẽ luôn là bọn họ được lợi thế, người khác không may. Lúc này hầu như đang tuyên truyền khắp nơi,
khiến cho danh tiếng của Hỏa Loan Cốt lan truyền cực rộng. Tại Diệp Hồng Cảnh, thậm chí khắp 12 cảnh Tây Nam đều gây nên sóng to gió lớn, dẫn tới vô số đại tông sư luyện đan đi tới Thiên Thu Thần Thành. Trong hai món được đưa ra trước có đấu giá 10 khối lưu kim thủy mẫu thạch, tất cả cũng đấu giá được giá cả kinh người, tổng cộng đạt tới 36 ước 8.000 vạn miếng. Cũng chính là 3.680 miếng trùng động linh thạch. Hơn nữa trước kia Phong Phi Vân có được 1.582 miếng trùng động linh thạch, nên lúc này tổng cộng thêm vào thì có đến 5.262 miếng trùng động linh thạch, có nghĩa là giá trị của cải cực kỳ kinh người, có thể so với tổng số của một tòa tiên mạch đại quáng, mỏ quáng lớn, linh thạch. 300 vạn cân Hỏa Loan Cốt, thấp nhất được đánh giá là 300 ước miếng linh thạch. Đây càng là một món tiền tài khổng lồ, đủ để cho những chủng tộc cổ đều phải lùi bước. Chỉ có những đại tông sư luyện đan cực kỳ giàu có mới có thể mua được. Đương nhiên còn có một chút thế lực lớn siêu cấp nghe thấy tin tức mà đến, còn có thế lực thậm chí cao hơn trung cổ thế gia. Tất cả đều khiêm tốn tiến vào Mộng Thiên Cư, chỉ vì mua được Hỏa Loan Cốt trong truyền thuyết. Phong Phi Vân Tịnh không có hứng thú gì đối với hội đấu giá, mà là chờ đợi tại tiên thị buôn bán linh thú chiến hồn, hắn ngồi ở trong đại điện một tòa ngọc cung. Nơi này chính là chỗ mà khách quý của tiên thị mới có thể đi vào, cực kỳ yên tĩnh, chung quanh cũng có trận pháp vô hình bảo vệ. Ở chính giữa ngọc cung đang đặt một cái thanh đồng đỉnh lô, bên trong hương khói cực ít nhưng vẫn có linh khí xông vào mũi. Phong Phi Vân ngồi ở bên trong ngọc cung, hắn đang chuyển hóa linh thú chiến hồn. Hội đấu giá kết thúc chính là thời điểm rời khỏi Hồng Diệp Tinh đi đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hắn nhất định phải cố gắng nâng cao thực lực của mình. Nếu có thể thêm được một phân lực lượng thì hắn liền muốn nhiều hơn một phân lực lượng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hai tay Phong Phi Vân đều tự nắm một con linh thú chiến hồn, mạnh mẽ thu nạp linh thú chiến hồn vào trong thân thể. Linh thú chiến hồn mới nhập liền nuốt chửng linh thú chiến hồn yếu ớt, sau đó chiếm cứ vị trí lúc đầu của linh thú chiến hồn, trở thành chiến hồn mới. Đây là một quá trình không ngừng rèn luyện bản thân, cường hóa chính mình. Sau khi Phong Phi Vân chuyển hóa xong 22 con linh thú chiến hồn, hắn liền lập tức ngừng lại mà qua ni sang nhìn ra bên ngoài. Lộc cộc. Từ bên ngoài ngọc cung truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một người công tử trẻ tuổi mặc y bào màu tím có thêu những sợi tơ vàng đứng ở bên ngoài, vóc người rất mảnh mai, da thịt trắng như tuyết tựa đứa bé, trong đôi mắt hiện rõ vài phần đơn thuần. Hắn phe phẩy cái quạt trong tay mà cười hỏi. Phong công tử, ta có thể vào được không? Phong Phi Vân thu hồi lại những linh thú chiến hồn bị phong ấn này, hắn vung tay áo lên làm cửa lớn mở ra, rồi cười nói. Mộng Thiên Cư đều là nhà cửa ngươi mở, vậy làm sao ngươi không thể đi vào? Lưu Tô Tử nhẹ nhàng bước vào với một nụ cười khẽ, dung nhan trắng nõn như ngọc, eo ngọc mảnh mai như cành liễu mềm mại. Nàng từ bên ngoài đi vào, liền nói. Khó trách Phong công tử có tu vi cao như vậy. Thì ra ngay cả trong thời gian ngắn ngủi chờ đợi hội đấu giá kết thúc đều vẫn tu luyện, thật sự là làm cho người ta bội phục, khả kính. Đáng tiếc. Phong Phi Vân tươi cười đứng dậy, trong đôi mắt hiện ra vài phần kỳ quái, hắn vừa đi thong thả vừa cười nói. Ai kêu lão cha ta không phải cảnh chủ đại nhân, tự nhiên so với người khác càng phải cố gắng hơn mới được. Lưu Tô Tử hé miệng cười một tiếng, sóng mắt trêu người, mày ngài khẽ nhướn. Cứ chậm rãi như vậy đi đến phía sau Phong Phi Vân, sau đó đúng là ôm lấy Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thật giống như biết nàng sẽ làm như vậy, nên trước một bước đã tóm lấy một đôi tay ngọc của nàng, khiến cho tay nàng không thể đụng đến thân thể của mình. Ngươi không phải Lưu Tô Tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Phong Phi Vân trở nên vô cùng lạnh lẽo, hắn gắt gao cầm chắc cổ tay của nàng. Giữa hai ngón tay ngọc của nàng có một cây châm cực kỳ nhỏ. So với sợi tóc đều phải nhỏ gấp hàng chục lần. Hơn nữa cây châm này hoàn toàn như hòa tan vào cùng không khí, coi như là tu sĩ cũng không nhất định có thể phát hiện. Mũi nhọn của cây châm này đã tựa vào vị trí đan điền của Phong Phi Vân, thiếu chút nữa liền đâm ngập vào. Trong đôi mắt nhung của Lưu Tô Tử sinh ra một nét cười khẩy, hàng mi rung rung, môi đỏ sáng bóng, nàng nói. Làm thế nào ngươi phát hiện ta không phải là nó? Phong Phi Vân mạnh mẽ giật ra cây linh châm ở giữa ngón tay nàng, hung hăng ném nó xuống đất, nắm cổ tay nàng ở trong tay mình. Hắn nhìn nàng một chút rồi mới thản nhiên nói. Tổng cộng có 3 điểm. Thứ nhất, Lưu Tô Tử sẽ không gọi Phong công tử. Vào lúc nàng khách khí đối với ta liền kêu một tiếng Phong huynh,
còn khi không khách khí đối với ta, trực tiếp kêu một tiếng tử bán yêu. Thứ hai, Lưu Tô Tử rất xem thường bán yêu. Mặc dù là ta trở thành chiến vương, đối với ta nàng có vài phần kính trọng. Nhưng lúc đi lại cùng nhau thì nàng đều sẽ duy trì cự ly 3 bước với ta, căn bản không có khả năng đột nhiên ôm ta. Đương nhiên vẫn còn có một loại tình huống, trừ phi. Có người làm cho nàng có hứng. Thứ ba, ánh mắt của nàng cũng hoàn toàn không giống với ngươi. Ánh mắt của nàng mang theo một vẻ nhìn xa trông rộng làm cho không người nào có thể đoán được, đó là một loại cảm giác bày mưu tính kế. Ngươi tuy rằng đã rất cố gắng học tập ánh mắt của nàng, dùng để ngụy trang chính mình. Nhưng mà dù sao ngươi cũng không có sự thông minh của nàng, loại ánh mắt này không phải thông qua ngụy trang liền có thể làm được. Ha ha, ta không được thông minh như nó, ngươi nói đùa gì vậy? Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải nhờ những lão tổ tông thương yêu nó thì ta đã sớm có khả năng giết nó 10 lần. Tay ngọc của Lưu Tô Tử bỗng trở nên vô cùng trơn tuột, giống như là một con cá trạch bạch ngọc chuồn ra từ trong tay Phong Phi Vân, sau đó vội vàng lui về phía sau, dựa vào một bức tường. Phong Phi Vân lắc đầu cười cười. Các ngươi ai thông minh, ai ngu xuẩn, với ta không quan hệ. Nhưng mà nếu ngươi muốn giết ta, thì rốt cuộc vẫn phải có lý do chứ. Đại quận chúa. Phong Phi Vân nói toạc ra thân phận chân thật của nàng. Nàng chính là Lưu Tô Hồng. Mặc dù Phong Phi Vân đã nói toạc ra thân phận chân thật của nàng, nhưng mà nàng lại vẫn không hề thay đổi dung mạo. Nàng thản nhiên đứng ở dưới bức tường, da trắng má hồng, mắt nhung không ngừng gợn sóng. Nàng cười hỏi. Nếu như ta nói cho ngươi, ta là tới đây báo thù cho Cố lão bát thì ngươi có tin hay không? Phong Phi Vân lắc đầu cười cười, đáp. Nếu ngươi thật sự là nữ nhân đa tình như vậy, thì đúng là ta có khả năng suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Chỉ tiếc là trên đời nữ nhân đa tình không ít, nhưng mà ngươi cũng tuyệt đối không phải một người trong số đó. Lưu Tô Tử híp mắt cười cười, nói. Ngươi có phần nói rất dứt khoát, chẳng lẽ xem ra ta chính là một nữ nhân vô tình như vậy? Phong Phi Vân có hơi nhíu mày, trong lòng sinh ra một loại cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm giác có hơi không ổn, bèn nói. Trước khi ngươi đi vào đây, ta hoàn toàn không hề hoài nghi về thân phận của ngươi. Ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì để che mắt thiên cơ, khiến cho linh tính của ta đều không cảm giác được nguy hiểm. Lưu Tô Tử chu làn môi ửng đỏ, cái cổ trắng nõn. Nàng nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, cười nói. Ngươi không phải đều đã nói qua. Một tòa mộng thiên cư này đều là do nhà chúng ta mở ra. Ta hoàn toàn có khả năng trước tiên động một chút tay chân. Không tốt. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào chiếc thanh đồng đỉnh lô ở chính giữa điện kia, bên trong có từng đợt khói xanh bay ra, mùi thơm cực kỳ nhạt. Rầm. Phong Phi Vân đánh ra một đạo trưởng ấn, đánh nghiêng chiếc thanh đồng đỉnh lô kia. Bên trong đang thiêu đốt một mảnh lá như phiến phỉ thúy liền bị lăn xuống đất. Trong khi rơi vãi ở trên mặt đất, nó vẫn còn đang không ngừng cháy, phát ra những mùi thơm thoang thoảng. Đây là thần tiên mê lan, tại Hắc Thị chợ đen, Diệp Hồng Cảnh đều rất khó mua được, được xưng là một trong những độc vật tối cao nhất. Vũ hóa hiền giả mà ngửi thấy được mùi vị kia đều sẽ bị giảm công lực đi. Mùi vị của nó và mùi vị xạ hương tương tự với nhau. Nó có thể trong khi không nhận thức được mà phong bế lục thức người ta, áp chế tu vi người ta. Cho đến bây giờ mà ngươi đều còn chưa bị ngã xuống, điều này đều đã khiến cho ta cảm thấy cũng khá giật mình. Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển kim tàm Phật khí, quả nhiên phát hiện trong huyết mạch và trong kinh mạch đều lưu động được một luồng khí chưa biết. Phong Phi Vân sử dụng kim tàm Phật khí đi luyện hóa luồng khí này, nhưng mà lại cũng không áp chế nổi luồng khí này xuống, ngược lại khiến cho nó trở nên càng thêm điên cuồng thịnh nộ, nhanh chóng chạy về hướng trong đan điền. Phong Phi Vân vội vàng lại sử dụng lực lượng của Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa, muốn đốt luyện hết luồng khí này đi. Nhưng mà luồng khí này lại xâm nhập thần kinh, xông thẳng về hướng đại não. Phong Phi Vân liền biến sắc mặt, vội vàng ngưng tụ tất cả kim tàm Phật khí về vị trí quanh tâm linh đại não, để ngăn cản một cỗ khí lưu này. Nếu như để cho một cỗ khí lưu này lọt vào trong tâm linh đại não, như vậy phiền toái liền lớn. Lúc này nhất định phải duy trì lý trí. Không hổ là thần tiên mê lan, ngay cả vũ hóa hiền giả ngửi thấy đều phải bị giảm công lực đi, đây là một loại trí độc của tu tiên giới. Lưu Tô Tử thấy dáng dấp Phong Phi Vân sắc mặt tái nhợt thì chợt nở nụ cười, nàng nói. Ngàn vạn lần đừng dùng những thần thông lợi hại của ngươi để luyện hóa thần tiên mê lan,
nếu không ngươi sẽ chết nhanh hơn. Thần tiên mê lan chính là những lá rơi xuống từ trên âm dương sơn, mỗi một năm đều chỉ có mấy chục phiến thôi. Ngươi có thể được hưởng một mảnh trong đó, đều đã xem như vinh hạnh rất lớn. Phong Phi Vân Tịnh không nói lời nào. Hắn vừa cực lực chống cự độc tố của thần tiên mê lan, vừa dùng đại diễn thuật suy tính biện pháp luyện hóa thần tiên mê lan. Lưu Tô Tử từ từ đã đi tới, một đôi bắp chân vô cùng mảnh rẻ, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Phong Phi Vân mà cười nói. Không phải ngươi nói ta không có thông minh của Lưu Tô Tử, hiện tại ngươi vẫn còn cho là như vậy sao? Trên trán Phong Phi Vân toát ra những giọt mồ hôi li ti, ánh mắt trong không ngừng tỏa ra những tia ma tính, trở nên càng ngày càng khát máu, phảng phất sắp sửa không khống chế nổi thân thể. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Tô Tử cười cười, cái nhìn dần dần trở nên lạnh lẽo, nàng nói. Ta muốn huyết dịch trên người của ngươi, Phượng Hoàng huyết dịch. Ngươi muốn từ trong máu bán yêu, tinh luyện ra được huyết dịch Phượng Hoàng. Ha ha, liền ngay cả chính bản thân ta cũng không biết trong thân thể có đúng là ẩn chứa huyết dịch Phượng Hoàng hay không. Vậy mà ngươi còn muốn từ trong thân thể của ta tinh luyện ra Phượng Hoàng huyết. Phong Phi Vân cảm giác khá buồn cười. Hắn mặc dù không biết trong thân thể của mình rốt cuộc chỗ nào thì có yêu huyết. Nhưng mà hắn có khả năng khẳng định, trong thân thể tuyệt đối không phải là huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Xem ra là bởi vì ta sử dụng Phượng Hoàng hỏa thần vực, khiến cho những người này đều lầm tưởng ta là người mang huyết mạch Phượng Hoàng. Ngươi không cần nói dối, chờ ta tinh luyện ra huyết dịch Phượng Hoàng trong thân thể ngươi, cướp lấy đạo cơ của ngươi. Như vậy tiềm lực và thiên phú bẩm sinh của ta bước vào trong đội ngũ cấp bậc đứng đầu nhân loại. Lưu Tô Tử lấy ra một thanh tiểu đao màu đỏ, xẻ dọc trang phục trên ngực Phong Phi Vân, cắt một mực từ cổ áo đến ống quần. Áo choàng trên người Phong Phi Vân đương nhiên rơi trên mặt đất, hắn trở nên trần như nhộng, lộ ra một thân hình to lớn. Thân hình Phong Phi Vân có một vẻ đẹp mạnh mẽ, lồng ngực rộng rãi, cơ thể thon thả như giọt nước, hình thể hoàn mỹ liền hiện ra trong ngọc điện. Lưu Tô Tử nắm tiểu đao màu đỏ, động tác tao nhã, mũi đao nhẹ nhàng lướt qua làn da Phong Phi Vân, từ cổ một mực chạy xuống đến vị trí trái tim. Tiểu đao sắc bén, trắng ngần sáng bóng, như là dùng âm linh tinh màu tía mà tạo thành. Tiểu đao chậm rãi đâm vào da Phong Phi Vân, một dòng huyết dịch đỏ tươi chảy ra từ trong thân thể Phong Phi Vân. Phốc! Trong hai tròng mắt nàng hiện ra vẻ kiên quyết, bỗng nhiên nàng dùng sức, tiểu đao hoàn toàn đâm vào ngực Phong Phi Vân. Nhưng mà tại vị trí trái tim thì dừng lại, tựa như đang đâm vào một khối sắt đá, phát ra một tiếng leng keng. Đó là Phượng Hoàng tâm cốt. Thân thể Phong Phi Vân rung lên kịch liệt. Một cơn đau đớn toàn thân truyền vào nội tâm. Yêu ma chi huyết trên người bị kích thích mà chợt bùng nổ, trên làn da sinh ra từng đạo ma vân, đôi mắt trở nên cực kỳ đỏ tươi. Rào. Trong thân thể Phong Phi Vân có vạn thú rít gào, âm thanh điếc tai. Một cỗ khí tức như dã thú lao ra, nó đẩy lui Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử lúc đi vào cũng đã phong bế một mảnh không gian này, hoàn toàn ngăn cách một mảnh không gian này, bất cứ một âm thanh nào cũng sẽ không tản mát ra. Trong lòng nàng giờ phút này tràn đầy kinh ngạc, tay nắm tiểu đao dính máu, đứng nhìn Phong Phi Vân giống như yêu ma. Có thể cảm giác được trên người của hắn có một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ truyền đến. Nó đang nhìn ánh mắt của nàng, khiến cho nàng e dè chưa dám thẩm thấu tiếp. Chẳng lẽ thần tiên mê lan đều không phong bế nổi ngươi? Âm thanh của Lưu Tô Tử tràn ngập nỗi hoảng sợ khi biết chiến lực đáng sợ của Phong Phi Vân. Ý chí của nàng cũng cực kỳ kiên định. Trong mắt nhung hiện ra một tia sát khí, hai ngón tay nắm tiểu đao phóng ra ngoài, đâm về hướng cổ họng Phong Phi Vân. Rầm! Cánh tay Phong Phi Vân tỏa ra hỏa diễm, nó đánh bay thanh tiểu đao kia. Thân đao đều bị đánh đến biến hình, mũi đao cắm vào trên vách tường ngọc điện. Theo lý thuyết, khi tu vi đạt tới niết bàn đệ nhất trọng, tu sĩ dùng sức mạnh ý chí là có thể khắc chế được yêu ma chi huyết trong thân thể. Nhưng mà huyết dịch Phong Phi Vân đang bị thần tiên mê lan xâm lấn. Vì vậy yêu ma chi huyết lại bị kích thích ra, hơn nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi không chú ý, thì thần thức của Phong Phi Vân sẽ tan vỡ, thân thể cũng bị chia năm xẻ bảy. Giờ phút này khẳng định hắn đã bị thần tiên mê lan xâm lấn thần thức, chính là đang lúc có sức mạnh ý chí bạc nhược nhất. Trước tiên cứ chế ngự hắn rồi hãy nói sau. Thân thể Lưu Tô Tử hóa thành một đạo ánh sáng hư ảo, bàn tay mịn màng như ngọc bạch đánh ra. Một đạo trưởng ấn đỏ đậm đánh thẳng vào ngực Phong Phi Vân,
như muốn trấn áp tâm của Phong Phi Vân, đánh nát tâm mạch của hắn. Phong Phi Vân tóc dựng đứng chổng ngược, trên mặt bên trái sinh ra ma vân. Hắn nhếch mép nở nụ cười mỉa mai, vươn một tay rồi bóp nát trưởng ấn do Lưu Tô Tử đánh ra. Rầm! Cánh tay ma mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, nó xuyên thấu qua lĩnh vực do Lưu Tô Tử thi triển ra rồi hướng về cổ của nàng định bóp nghẹt. Lực lượng quả là cường đại. Trước khi cánh tay ma của Phong Phi Vân tóm được cổ của nàng, thân thể của nàng đột nhiên nứt ra, hóa thành một đám những tia pháo hoa đỏ rực bay ra, rơi xuống cách hơn 10 thước, lại ngưng tụ thành bóng dáng của Lưu Tô Tử. Chấn thân phù đồ. Lưu Tô Tử xuất ra một bức vẽ cổ. Trên bức vẽ cổ có khắc họa những ký hiệu. Đó chính là dùng huyết mạch thái cổ thánh thú để viết ra bùa chú linh thú huyết thư, trên đó ngưng tụ đạo lực của vũ hóa hiền giả. Nó có được lực lượng đủ để trấn áp một chốn hư không? Nàng dán một cái phù đồ này vào sau lưng Phong Phi Vân, hai tay nắm động ấn quyết. Nàng muốn dẫn động lực lượng của phù đồ để trấn áp Phong Phi Vân. Xoẹt xoẹt. Phong Phi Vân kéo xuống một góc của bức chấn thân phù đồ kia. Trên bức vẽ cổ có linh mang lóng lánh, ở chỗ gãy lìa có tinh quang chảy xuôi. Lại có những đạo điện quang đang di động. Lưu Tô Tử lại lần nữa bị kinh sợ. Nàng đã dẫn động một nửa pháp quyết đành miễn cưỡng dừng lại. Không ngờ chấn thân phù đồ lại bị hắn xé nát. Đây là lực lượng con người sao? Ầm. Phong Phi Vân bổ ra một chưởng, đánh bay Lưu Tô Tử ra xa. Dây cột tóc trên đầu nàng vỡ vụn, mái tóc dài rơi xuống. Nàng lại biến thành hình dáng nữ nhân, hàng mi thon thả, đôi môi đỏ mọng trong suốt, quả thực có thể nói là tuyệt sắc nhân gian. Đây mặc dù là Lưu Tô Hồng, nhưng mà giờ phút này cũng là dáng hình của Lưu Tô Tử. Nàng làm như vậy là không muốn để cho người khác biết được Lưu Tô Hồng đã từng đi tới nơi này. Nói như vậy, chuyện nàng lấy đi huyết dịch của Phong Phi Vân thì người khác cũng chỉ cho rằng là Lưu Tô Tử làm, không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Lực lượng của thần tiên mê lan trong thân thể Phong Phi Vân trở nên càng ngày càng cường đại. Nó không kiêng nể gì xung đột với thân thể của hắn, thậm chí đã phá tan kim tàm Phật khí, chảy về hướng trong đại não. Nguy rồi, mau chóng kết thúc chiến đấu. Phong Phi Vân cũng không bị đánh mất lý trí, hắn xuất ra khai thiên thi mà chém về phía trước. Lưu Tô Tử tự nhiên cũng không phải hạng người dễ dàng đối phó. Nàng cũng triển khai một đạo thần thông để ngăn cản uy năng của khai thiên thi. Rầm! Thân thể mảnh mai mềm mại của nàng bị đánh bay đi, ống quần bị hất tung lên làm lộ ra một đôi chân ngọc trắng như tuyết. Thậm chí còn có thể trong mơ hồ nhìn thấy ở giữa hai chân ngọc có một cái khố cửu xinh xắn màu tím nhạt, cực kỳ thơm ngát làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Phong Phi Vân tự nhiên cũng thấy được một màn này, nên trong lòng rung động rất lớn. Huyết mạch hắn bắt đầu căng phồng bành trướng. Đôi mắt cũng trở nên càng thêm đỏ kè, hắn phát ra những tiếng cười kỳ quái. Lưu Tô Tử ý thức được chuyện bắt đầu không ổn, liền triển khai một loại thần thông vội vã, hóa thành một bóng dáng màu tím mà trốn về hướng ra ngoài Ngọc Điện. Ngươi trốn không thoát đâu. Phong Phi Vân có tốc độ nhanh hơn, từ phía sau tóm lấy một cánh tay ngọc của nàng mà giật mạnh lại, kéo nàng vào trong lòng mình. Bàn tay thăm dò vào trong vạt áo nàng, chạm tới một vùng mềm mại kia. Thân thể Lưu Tô Tử như bị điện giật, mắt nhung sa sầm hiếm thấy, ngón tay hóa thành kiếm phong, đâm về hướng tới đan điền của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại lần nữa túm chặt tay ngọc của nàng, sau đó lật ngược người lại mà quăng nàng lên trên một cái ngọc tháp dùng để tu luyện ở trong ngọc điện. Lưu Tô Tử cảm giác được một cơn đau đớn kịch liệt, đầu khớp xương trong người tựa hồ đều gãy rời, ngọc thể mảnh rẻ không ngừng run rẩy, một đôi đào tiên vỉnh cao bị ấn dí xuống vào ngọc tháp lạnh như băng. Phảng phất đều phải tê dại đi. Nàng lập tức nhảy dựng lên từ trên ngọc tháp, nhưng mà lại bị Phong Phi Vân cho một cái tát chụp té xuống. Xoẹt xoẹt. Chiếc áo hoa bào màu tím trên người nàng bị Phong Phi Vân xé nát, để lộ ra một thân hình đẹp đẽ như mỡ dê, dung nhan tuyệt vời, gương mặt xinh xắn, cổ kiêu ba ngấn mảnh khảnh trắng như ngọc bạch, xương quai xanh thật gợi cảm. Chỗ vòng ngực bị gắt gao quấn thật chặt bằng một tầng vải lụa trắng. Làm cho đôi đào tiên bị áp chế ở dưới lớp vải, đè ép đến biến hình. Xuống chút nữa, là vòng eo mảnh mai nhỏ xíu không chút sẹo lồi, cái bụng bằng phẳng mềm nhẵn, cái rốn xinh xắn, da thịt tựa như tuyết trắng. Hai chân ngọc thon thả mà mảnh khảnh vội vàng khép chặt với nhau, để kẹp chặt chiếc khố cửu nhỏ màu tím ở chỗ giao giữa hai chân. Trên chiếc khố cửu khố có đính ba viên ngọc tiểu ngọc trụy, đều là loại màu tím tử tinh,
đang tỏa ra ánh sáng nhấp nháy. Chúng tương phản với làn da trắng muốt của nàng nên hình thành sự đối lập rõ ràng. Ngươi dám, ta chính là đại quận chúa phủ cảnh chủ. Xoẹt xoẹt. Phong Phi Vân giật đứt tung xúc lụa trắng thật dài đang quấn quanh lồng ngực nàng. Đôi bồng đảo cao ngất vốn đang bị bao bọc và đè ép ở bên dưới lập tức nhảy tưng lên, trông to lớn dị thường mà trơn bóng như soi gương được. Trông nó như là dùng bạch ngọc tạo hình mà thành, ở trên đỉnh núi vẫn còn có một chấm đỏ hồng hồng. Phong Phi Vân cũng nhảy lên ngọc tháp, đè xuống áp chế ở trên ngọc thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lưu Tô Tử. Hắn vốn là trần như nhộng, giờ phút này lại dán sát vào làn da thịt nhẵn nhụi mềm mại trơn bóng của Lưu Tô Tử, lập tức làm nảy sinh một sự sung sướng nói không ra lời. Ầm. Lưu Tô Tử thẹn thùng xấu hổ đan xen, trên gò má trắng như tuyết nổi lên một vầng màu hồng. Nàng nện một trường công kích về hướng ngực của Phong Phi Vân. Lực lượng của Phong Phi Vân cường đại, hắn cầm chắc hai cổ tay nàng, đặt trên đỉnh đầu của nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Chỉ có hai trái đào tiên trước ngực đang không ngừng phập phồng. Chiếc khố cừu màu tím ở dưới hạ thân của nàng cũng bị cởi. Nửa người dưới của Phong Phi Vân đã sớm cứng rắn được giống như cái chày thép, nó phát ra ngọn lửa nóng bỏng hầm hập đang cố đâm vào giữa hai chân ngọc của nàng. Lưu Tô Tử rốt cục ý thức được việc lớn không tốt, trong đan điền linh khí quay cuồng mù mịt minh mông cuồn cuộn. Một kiện linh khí bổn mạng bay ra từ bên trong, đó là một thanh cổ kiếm. Phong Phi Vân vươn cánh tay nắm chuôi thanh kiếm, rồi khống chế thanh cổ kiếm. Phong Phi Vân, người điên rồi, nếu như ngươi là dám đụng đến ta, sẽ mang đến đại họa tài trời. Lưu Tô Tử không ngừng thi triển ý niệm khống chế cổ kiếm lực lượng, làm cho cổ kiếm không ngừng rung động trong tay Phong Phi Vân, phát ra những âm thanh dị thú gầm giống. Ầm. Phong Phi Vân tế xuất ra thiên tủy binh đảm, nó luyện hóa cổ kiếm. Sau đó hắn ngưng tụ thiên tủy binh đảm thành một thanh chủy thủ, tựa vào cái cổ trắng muốt của Lưu Tô Tử. Một cỗ khí lạnh sộc thẳng về hướng đại não nàng. Đây là một cỗ sát khí, nó đột phá vào làm linh hồn nàng thiếu chút nữa bị bay ra. Sự phản kháng của nàng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Ầm. Phong Phi Vân nhìn đúng cơ hội, tách đôi chân ngọc của nàng ra. Hắn ấn nửa người dưới cứng rắn mà vững chắc vào trong con đường chật hẹp, mềm mại, nhẵn nhụi còn đang bị nghẹn của nàng. Có một tia màu đỏ nhàn nhạt chảy ra từ chỗ hai người giao hợp, dính vào trên ngọc tháp. Màu đỏ nhạt như hoa đào. Lưu Tô Tử tóc dài xóa tung mà nhỏ giọng rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền, lưng ngọc cong lại tựa như nửa vầng trăng, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Trên mặt đất, vương vãi khắp nơi quần áo bị xé rách, trên ngọc tháp, hai người đang điên cuồng giao hợp với đủ các loại tư thế. Phù phù. Phong Phi Vân thân thể cường đại, huyết nhục giống như là dùng kim đồng đúc luyện. Hắn một vào lại một ra, lượng lớn giọt nước nhỏ xuống, khiến cho người ngọc dưới thân đang không ngừng rên rỉ. Tối nay, Mộng Thiên Cư cử hành một lần quan trọng nhất của hội đấu giá, tụ tập các đại nhân vật mỗi phương. Giờ phút này họ đều trôi nổi ở trên vòng trời. Mà tiên thị buôn bán linh thú chiến hồn cũng vì thế mà có vẻ bóng người rất thưa thớt. Một tia chớp sáng trắng từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo cầu vồng giáng xuống, bao bọc lấy một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ. Hiên Viên Nhất Nhất lưng đeo cổ kiếm, nàng mặc trường y trắng tinh, tóc dài như thác nước trút xuống, hai mắt linh hoạt kỳ ảo, trên người hiện rõ tiên vận. Nàng trực tiếp bay về hướng Ngọc Điện. Sau một khắc, nàng liền xuyên qua trận pháp, đi tới trong Ngọc Điện. Nàng quay sang nhìn thoáng qua đôi nam nữ xích lõa ở trên ngọc tháp, mắt nhung tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Phong Phi Vân đang khai khẩn ở trên ngọc thể của Lưu Tô Tử, hắn phát ra những tiếng kêu điên cuồng ồm ồm. Mà tiếng kêu của Lưu Tô Tử thì càng ngân nga hơn, tựa như một kỹ nữ thanh lâu bị cưỡi mà liên tục rên rỉ. Tô Tử với Phong Phi Vân, bọn họ, Hiên Viên Nhất Nhất đạo tâm có hơi run rẩy, trên người bay ra một mảnh xương trắng, che chắn ở trước mắt. Sau đó nàng lại vội vàng xoay người, không hề nhìn đến hai người đang dục tiên dục tử trên ngọc tháp nữa. Thân thể mềm mại vừa động, sau một khắc nàng liền biến mất ở trong ngọc điện, tựa như đang lẩn trốn bình thường. Hiên Viên Nhất Nhất tựa như một cơn gió thoảng, tới đột nhiên, đi còn nhanh hơn nên cũng không làm kinh động hai người đang mây mưa đến quên cả trời đất ở trên ngọc tháp. Trong ngọc điện, cảnh xuân triền miên, thật là trêu ghẹo lòng người. Lưu Tô Tử thân thể mềm mại bóng lộn đang trong cơn sóng gió mãnh liệt.
Đôi mông nàng vểnh cao làm nổi bật vòng eo mảnh mai, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ ngân nga, ngọc thể co giật kịch liệt, hai tròng mắt lờ đờ như mắt cá chết, tất cả sức lực toàn thân đều tựa hồ cạn kiệt. Phong Phi Vân lại vẫn đang không ngừng khai khẩn như trước, hai tay nắm hai chân ngọc, gác đôi đùi đẹp thon thả mà trắng như tuyết lên trên vai, không ngừng thảo phạt. Hạ thân Lưu Tô Tử hoàn toàn lầy lội, xuân thủy tràn ra. Tiếng thở dốc mãnh liệt và tiếng rên yêu kiều đan xen với nhau, vô cùng quyến rũ, thân hình lấm chấm những giọt mồ hôi. Đến lúc tất cả đều bình ổn lại, đôi mắt Phong Phi Vân vốn đỏ đậm đang chậm rãi lờ mờ đi, trong thân thể trào ra một cỗ lực lượng nóng rực, một trận huyết dịch sôi sùng sục kia cũng chậm rãi bình ổn lại. Hắn vội vàng rút nửa người dưới ra khỏi hang sâu trong Lưu Tô Tử, nó vẫn kiêu hãnh đứng thẳng như trước, trong thân thể trào ra một ngọn lửa hỏa diễm đỏ đậm, hoàn toàn bao bọc thân thể của hắn. Chẳng lẽ lực lượng của thần tiên Mê Lan đã kích động tử kiếp? Thần trí của Phong Phi Vân trở về bình ổn như thủy triều rút. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm tu luyện. Phong Phi Vân tựa như một con phượng hoàng dục hỏa, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều lao ra hỏa diễm, cực kỳ đỏ đậm, như là một mảnh hỏa vân bao vây lấy hắn. Thân thể mềm mại trắng nõn của Lưu Tô Tử, vóc người rong ròng cao, trên hai chân ngọc tràn đầy vết bầm tím, ở đầu chân ngọc là chỗ cỏ thơm tùm, có một dòng suối nhỏ đùng đục chảy ra, vẫn còn kèm theo những sợi tơ máu đỏ tươi, có sen lẫn chất lỏng màu vàng chậm rãi chảy ra từ bên trong, dính ướt cả bắp đùi trắng như tuyết. Đầu khớp xương của nàng hình như đều rã rời, từ eo lưng trở xuống cơ hồ mất đi chi giác. Nhưng mà nàng vẫn khó nhọc từ từ đứng lên, dung mạo trên mặt chậm rãi thay đổi, biến thành hình dáng Lưu Tô Hồng, lông mày như lá liễu. Mũi ngọc thanh tú dễ thương, hàm răng gắt gao cắn đôi môi đỏ mọng, cắn đến xuất hiện một vết máu tươi. Đáng ghét! Lưu Tô Hồng hất mái tóc dài đen nhánh, hai trái đào tiên trắng như tuyết trên ngực bị nhào nặn lúc này đầy vết bầm tím, cơ hồ đã thay đổi hình dáng làm phát ra từng đợt đau đớn trong lòng. Vụt! Nàng gập cong người đứng lên, nhìn thấy những vết loang lổ ô uế giữa hai chân mà một cơn chua xót trào dâng trong lòng. Nàng chậm rãi đứng dậy. Lấy một bộ áo đỏ khoác ở trên người, che khuất thân thể mềm mại xấu hổ, che đi dấu vết ô uế trên người. Chính mình là đại quận chúa phủ cảnh chủ, lại bị một bán yêu cưỡng đoạt. Hơn nữa chính mình trong quá trình bị hắn cưỡng đoạt lại vẫn còn quên hết tất cả xấu hổ, tựa như một kỹ nữ bình thường. Điều này làm cho Lưu Tô Hồng trước sau như một cao ngạo rất khó lòng đón nhận. Trong đôi mắt nhung lộ ra vẻ oán độc, nhưng mà nàng bị Phong Phi Vân khiến cho đã thoát lực, nửa người dưới tê dại. Lúc này đi liều mạng với Phong Phi Vân, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Nàng gắt gao nắm hai tay, chống thân thể, nhanh chóng đi ra khỏi Ngọc Điện, không dám ở nơi này lâu hơn. Nàng sợ sau khi Phong Phi Vân tỉnh lại thì chính mình liền đi không xong. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong Ngọc Điện, tâm tư trầm tĩnh, có vô số hỏa diễm chi lực lướt qua trong thân thể, mái tóc trên đầu đều trở nên đỏ rực, tựa như hóa thành lông chim phượng hoàng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hỏa diễm thiêu đốt chung quanh thân thể hắn, làm phát ra nhiệt độ cực nóng. Nó luyện hóa những trận pháp này, Ngọc Điện cũng bị chậm rãi tan chảy. Một số tu sĩ Mộng Thiên Cư bị kinh động, vội vàng xuất hiện ở bên ngoài tiên thị buôn bán linh thú chiến hồn mà nhìn một đám hỏa cầu đỏ đậm kia, có thể mơ hồ nhìn thấy ở trong hỏa cầu có một bóng người đang ngồi. Lưu Tô Tử lúc trước tham dự tại hội đấu giá, sau khi nghe nói chuyện này thì cũng vội vàng chạy lại đây. Dáng người thật thẳng, ánh mắt sáng ngời, nàng nói. Đây là hắn đang tiến hành niết bàn lần thứ 5, tốc độ tu luyện thật nhanh. Lúc lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phong Phi Vân vẫn còn là tu vi niết bàn đệ nhất trọng. Mới được thời gian ngắn ngủi vài năm, hắn đã lại đang đột phá vào niết bàn lần thứ 5. Cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy hắn, tu vi của hắn liền cũng có tăng lên. Một số lão nhân của trung cổ thế gia nào đó cũng có một vài người chạy tới. Trong đó một số người còn mang theo địch ý trên người, muốn thừa dịp cơ hội này mà giết chết Phong Phi Vân. Phút, một bóng trắng xinh đẹp bay tới, đơn thuần động lòng người, tiên khí lượn vòng quanh người. Nàng đứng ở phía trước vùng ánh lửa kia. Đúng là hiên viên nhất nhất. Những lão nhân có cửu oán cùng Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau hai bước, thu hồi ý định giết chóc trong lòng, không dám động chân động tay ở trước mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Tô tử, đây là có chuyện gì? Hiên viên nhất nhất ánh mắt sáng ngời, tiên nhan xinh đẹp, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử do dự chỉ chốc lát,
sau đó lắc lắc đầu, đáp. Không rõ lắm, ta đang lấy làm kỳ quái vì sao đúng vào lúc này thì hắn tiến hành Niết Bàn lần thứ 5. Bình thường tu sĩ Niết Bàn, đều sẽ làm rất nhiều chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa sẽ có trưởng bối hộ pháp bên người, sẽ lựa chọn mật địa để tiến hành, phòng ngừa bị người quấy rầy. Nhưng mà hắn lại tiến hành Niết Bàn lần thứ 5 ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào hộ pháp cho hắn, cũng khẳng định không có làm tốt việc chuẩn bị trọn vẹn. Tất cả điều này đều làm trái với cùng lẽ thường. Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng cau hàng mi rồi nói. Với quan hệ giữa hai người các ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Lưu Tô Tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hiên Viên Nhất Nhất. Nàng phe phẩy cái quạt, nở nụ cười, đáp. Quan hệ thật cũng không coi như hời hợt, nhưng mà trên người tử bán yêu này che giấu rất nhiều bí mật, ta cũng không cách nào hoàn toàn đoán được. Giờ phút này hắn đột nhiên niết bàn, nói không chừng chính là gặp phải người nào đó tập kích, bất đắc dĩ mà làm theo. Hiên Viên Nhất Nhất cũng không muốn làm rõ một số việc, để tránh khiến cho bạn tốt khuê phòng của chính mình phải xấu hổ, nàng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ an toàn cho hắn. Cho dù là ai cũng không động được vào hắn. Lưu Tô Tử lại có hơi ngẩn người. Rốt cuộc nàng cảm giác Hiên Viên Nhất Nhất hôm nay rất không bình thường. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta và cái tên tử bán yêu kia còn có chút gì sao? Xem ra tâm tình thánh nữ cũng chưa chắc cũng không có một chút bụi bậm nào, đạo tâm cũng không thể thông thánh. Phong Phi Vân đích thật là bị buộc tiến hành Niết Bàn lần thứ 5, bởi vì chỉ có Niết Bàn lần thứ 5 mới có thể hoàn toàn luyện hóa thần tiên mê lan trong thân thể, đây là kết quả mà đại diễn thuật suy tính ra. Vào lúc Phong Phi Vân chịu yêu ma chi huyết chi phối, trong thân thể một cỗ lực lượng lý tính khác cũng đang thúc giục hắn trải qua sinh tử Niết Bàn lần thứ 5. Nếu như không luyện hóa thần tiên mê lan, Phong Phi Vân sẽ lâm vào cảnh so sánh cái chết càng đau khổ hơn. Ầm, 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 ầm. Trong thân thể Phong Phi Vân lao ra một vòng hỏa diễm lớn, tựa như một mảnh biển lửa nổ tung trong thân thể hắn, vô cùng sáng lạn. Nơi nào nó đi qua, thì bất cứ vật gì đều bị đưa tan vào để luyện hóa. Hiên Viên Nhất Nhất đứng ở cách đó không xa, duyên dáng yêu kiều. Nàng vươn ra một cánh tay mảnh khảnh, từ trên bàn tay bay ra vô tận kiếm ý rồi hóa thành một thế giới do kiếm ý ngưng tụ. Nó bao bọc cả một vùng trăm thước chung quanh Phong Phi Vân, ngăn cản một cỗ lực lượng từ bên trong đột phá ra. Lưu Tô Tử với tầm nhìn thông minh bỗng nói. Còn có một khả năng khác, có lẽ hắn thật sự không muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, muốn phải nhanh một chút đột phá cảnh giới. Như vậy mới có thể chạy thoát từ trong tay của ngươi, cho nên liều chết đột phá cảnh giới. Hiên Viên Nhất Nhất biết Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử có quan hệ cực kỳ thân mật, cao hơn mức chỉ mới có tình ý, cho nên cũng coi những lời Lưu Tô Tử đã nói như là ý định của Phong Phi Vân. Nàng cảm giác đây là Lưu Tô Tử đang cố ý thử dò xét nàng. Hiên Viên Nhất Nhất không giấu giếm điều gì nữa nên nói. Ngươi nói cho hắn, thánh thần triệu hắn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng không có nguyên nhân gì khác. Chính là muốn đưa cho hắn một thứ gì đó mà sư phụ lưu cho hắn. Sư tôn của hắn. Lưu Tô Tử có hơi kinh ngạc. Hiên Viên Nhất Nhất đáp. Người sáng lập Kim Tàm Kinh chính là một vị thánh tăng rất giỏi Phật môn, chỉ tiếc tất cả thông tin về vị thánh tăng này đều là cấm kỵ, đến ta cũng chưa hiểu rõ hết. Lúc ở trong thánh linh mộ táng, Hiên Viên Nhất Nhất đã biết rõ bí mật Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh. Sau khi trở lại Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nàng đã bẩm báo tất cả điều này cho thánh thần. Còn thánh thần sau khi biết chuyện này mới quyết định muốn triệu kiến Phong Phi Vân. Có thể nói nguyên nhân thánh thần triệu kiến Phong Phi Vân, chính là bởi vì Kim Tàm Kinh. Mà Phong Phi Vân lại cho rằng là bởi vì là Thủy Nguyệt Đình đoán được thân phận của hắn nên mới triệu kiến hắn. Cho nên Phong Phi Vân mới nghĩ trăm phương ngàn kế, không muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sợ một đi không còn quay về nữa. Lưu Tô Tử hơi dè chừng lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ sư phụ của Phong Phi Vân thật sự là một vị đại thánh hiền thái cổ thánh Phật miếu nào đó? Hiên Viên Nhất Nhất lắc lắc đầu, đáp. Có một số việc một khi nói ra thì sẽ rước lấy đại họa ngập trời, chuyện này quan hệ thật sự quá trọng đại, ta cũng không dám nói bừa. Ngay cả Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều nói ra là không dám nói bừa, như vậy chuyện này liền khẳng định cực kỳ trọng đại, Lưu Tô Tử cũng không có hỏi nữa. Tên tử bán yêu này thật đúng là bản thân có chỗ dựa lớn. Lưu Tô Tử có hơi cười cười. Ầm, 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 ầm. Trong thân thể Phong Phi Vân lao ra đạo hỏa diễm thứ hai, một vầng hỏa diễm tròn khổng lồ đột phá ra,
như là một mảnh chân hỏa thần vân minh mông cuồn cuộn. Ầm, 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 ầm. Đạo hỏa diễm thứ ba lao ra, đốt trời ngập đất, khí thế khiếp người. Nếu không phải có kiếm ý thế giới của Hiên Viên Nhất Nhất bao bọc, một cỗ hỏa diễm kia khẳng định đã đốt luyện cả một tảng lớn xứ sở. Ầm, 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 ầm. Đạo hỏa diễm thứ tư bộc phát ra ngoài, rung động còn lớn hơn nữa. Nó luyện hóa khắp cả một vùng mặt đất, ngay cả những kiếm khí trắng xóa này đều luyện hóa thành màu đỏ thẫm, như là một con hỏa long đang xoay tròn phi hành. Phàm là những lão già trung cổ thế gia có cửu oán với Phong Phi Vân đều kinh hãi, bị một cỗ lực lượng này hơ đến gương mặt đỏ rực. Cái con bán yêu này thật sự có khí thế quá mạnh mẽ. Cho dù không thể đột phá cảnh giới vũ hóa, tương lai đều khẳng định sẽ có được thực lực chém giết cường giả cảnh giới vũ hóa. Đại địch a, đại địch. Nếu không phải có Hiên Viên Nhất Nhất bảo vệ ở một bên, lúc này nhất định là có người liều lĩnh xuất thủ, muốn giết chết Phong Phi Vân ngay trong nôi. Hiên Viên Nhất Nhất cũng có hơi hơi kinh ngạc, cảm giác được tiềm lực của Phong Phi Vân thật sự quá lớn. Coi như còn không phải cấp bậc truyền kỳ thiên tài, thì cũng đã xem như đứng đầu cấp bậc sử thi thiên tài, tại cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, chả mấy chốc sẽ tấn chức đến hàng ngũ một nhóm người ở mức cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Nếu như hắn có thể phá bỏ lời nguyền bán yêu, đạt tới cảnh giới vũ hóa là tốt, tương lai trong tranh giành tại Hỗn Độn Thiên Thành nhất định sẽ dương oai cho nhân tộc. Trong lòng nàng suy nghĩ như thế, định vị Phong Phi Vân là một nhân tài có thể bồi dưỡng, là ngọn lửa để nhân loại lại quật khởi lần nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể vượt qua được Niết Bàn lần thứ 5. Ầm, 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 ầm. Rốt cục đạo hỏa diễm thứ 5 đã kích động ra. So sánh với 4 lần trước thì dẫu cộng cả chúng vào vẫn còn hung dữ mãnh liệt hơn. Hỏa diễm vô cùng đỏ đậm, có hư ảnh phượng hoàng hiện ra, nó cất tiếng kêu to vang vọng vòng trời. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong hỏa diễm, da như đồng đỏ, tóc trên đầu như hóa thành những sợi lông chim thần, hai mắt ngưng tụ xuất ra những ánh lửa thần rực rỡ, như là có hai con phượng hoàng đang xoay quanh trong mắt. Trong thân thể Phong Phi Vân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt trong đan điền. Chiếc thanh đồng cổ thuyền trở nên vô cùng thần kỳ với những tia sáng xanh rực rỡ, nhìn phong cách cổ xưa mà đã có chỗ sứt mẻ kia, nó như là một con thần thuyền vĩnh hằng. Ầm, 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 ầm. Trên thanh đồng cổ thuyền có gió nổi mây phun, làm nổi lên cuồn cuộn vô số cho cốt thánh linh, hất chúng xuống vào trong đan điền chi hải, sau đó lại đi theo kinh mạch vận chuyển đến các nơi trong thân thể. Thân thể Phong Phi Vân trở nên thánh khiết và linh động hơn. Những cố ý niệm thánh linh lượn qua lại trong thân thể, sắp xếp thành một mảnh khoảng không vũ trụ lóng lánh, vô cùng mênh mông như là một bức tinh không đồ quyển. Nó kéo dài về hướng chỗ sâu trong vũ trụ mênh mông. Những viên cho cốt thánh linh đang run động, chúng ngưng tụ phép tắc đạo lý và ý niệm được một mực bảo tồn từ thái cổ đến bây giờ. 8 ức viên cho cốt thánh linh, như là 8 ức những ngôi sao. Thân thể Phong Phi Vân trong thánh vực trở nên càng cảm thấy cô đọng lại. Có những tia khí tức thánh linh sinh ra từ trong thánh vực, tích tụ cho đến khi đạt 9 đạo thánh linh chi khí. Vào lúc Niết Bàn đệ tứ trọng, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra một tia thánh linh chi khí. Khi mà đánh bất ngờ thì có khả năng chém chết vũ hóa hiền giả tu vi yếu kém, nhưng mà lại chỉ có thể phát ra một chiêu. Mà hiện tại hắn đã có thể ngưng tụ ra 9 tia, cũng chính là có thể đánh ra 9 đạo lực lượng. Những khi gặp phải vũ hóa hiền giả, hắn ứng phó sẽ trở nên càng thong dong hơn. Trong thân thể, sức sống đang hồi phục, lực lượng trở về, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn. Ầm, 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 ầm. Trong thân thể Phong Phi Vân không ngừng phát ra lực lượng có tính nổ mạnh, nó chấn động khiến đầu khớp xương toàn thân đều rung động. Liên tiếp có 4 khối phượng cốt sinh ra, chúng phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như 4 khối ngọc thạch đỏ rực. Tổng cộng 22 viên phượng cốt, nhưng mà vẫn không thể đạt tới hàng ngũ cấp bậc truyền kỳ thiên tài. 8 ức cho cốt thánh linh, sắp hàng thành một tòa tinh không thần đồ lớn. 22 khối phượng cốt ngưng tụ thành một thế giới chu thiên cỡ nhỏ. Lực lượng của Phong Phi Vân tăng thêm đến hơn gấp 3. Hiện tại nếu như gặp phải loại cấp bậc thiên chi kiêu tử như Hoàng Thiên và Mộ Dung Tam Đắc, thì một quyền là hắn có thể đánh chết. Không ngờ Hiên Viên Nhất Nhất lại đã đến đây. Thần thức của Phong Phi Vân vừa trở về, hắn liền lập tức phát hiện khí tức của Hiên Viên Nhất Nhất. Còn về phần Lưu Tô Hồng thì không biết kết cuộc ra sao, hiển nhiên là thừa dịp lúc chính mình đột phá cảnh giới, nàng đã lặng lẽ đào tẩu.
Phong Phi Vân mặc dù đã cưới Lưu Tô Hồng, nhưng mà lại tuyệt không lo lắng nàng sẽ nói dùm beng chuyện ấy ra ngoài, do đó rước lấy phiền toái cho mình. Dù sao nàng phải cạnh tranh ngôi vị người kế thừa cảnh chủ, nếu như để lộ chuyện này ra ngoài, đối với nàng không có bất cứ ích lợi gì. Kiếm ý thế giới của Hiên Viên nhất nhất bảo vệ cả một vùng này. Từng đạo kiếm khí quay vòng trong hư không, bao bọc lấy khí tức Phong Phi Vân phát tán ra ngoài. Phong Phi Vân rốt cục đã hiểu rõ ràng vì sao lúc chính mình đang đột phá thì không có ai đến đánh lén hắn. Có Thủy Nguyệt Thánh Nữ bảo vệ, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào lần đầu tiên, khi nhìn thấy Hiên Viên nhất nhất thì Phong Phi Vân có lẽ rất có thiện cảm đối với nàng. Hắn cảm giác rằng nàng đích thật là kỳ ảo thánh khiết, tiên tâm không tì vết. Nhưng mà từ sau khi tin tức nàng tự tay giết chết thiếu chủ Cửu Tiêu Tiên Thành và con nối dõi vực chủ của 12 vực lộ ra ngoài, thì toàn bộ thiện cảm của Phong Phi Vân đối với nàng đã mất hết. Huống hồ, lúc trước Phong Phi Vân vốn có mối hận thấu xương đối với người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tự nhiên cũng không có nửa phần thiện cảm đối với nàng. Phong Phi Vân thu hồi suy nghĩ trong lòng, thu hết tất cả hỏa diễm vào trong thân thể. Hắn lấy ra một bộ nho bào trắng tinh mặc ở trên người, thân thể tràn trề sức lực, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài rủ xuống hai bên. Từ trên người hắn phát tán ra một cỗ khí tức có vẻ thần thánh, như là một vị tuấn tú trẻ tuổi đầy trí tuệ đi ra từ trong phế tích. Thấy hắn đã đột phá cảnh giới, Hiên Viên nhất nhất lúc này mới thu hồi kiếm ý thế giới. Nàng vẫn duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, vóc người thướt tha yểu điệu, xinh đẹp thanh nhã, lưng đeo cổ kiếm nàng tránh lui sang một bên, như là đã dung hợp làm một với tự nhiên. Phong Phi Vân tư thế oai hùng bừng bừng, dáng dấp sắc sảo, hắn chắp tay cười nói. Ha ha, đa tạ thánh nữ bảo vệ. Hiên Viên nhất nhất mặc ngọc bào trắng tinh, da thịt không tì vết, thân như hoa lan, tiên nhan cực kỳ xinh đẹp đến khuynh thành không thể hiện quá nhiều tâm tình dao động, nàng chỉ nhẹ nhàng bảo. Thuận tay mà làm. Nàng nhìn một chút Lưu Tô Tử đang đứng ở một bên rồi lại nói. Kỳ thật người quan tâm nhất đến ngươi là Tô Tử. Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử đều có hơi sửng sốt. Nàng quan tâm đến ta. Phong Phi Vân không cho rằng Lưu Tô Tử thật sự rất quan tâm đến sống chết của hắn, dù sao hai người bọn họ kết giao tình cảm còn thấp, cũng không coi là kết giao sinh tử gì hết. Đêm qua, vào lúc Phong Phi Vân và Lưu Tô Hồng mây mưa thì cũng không biết Hiên Viên nhất nhất đã đến. Bởi vì lúc ấy yêu ma chi huyết trong thân thể hắn thức tỉnh, thần trí rất hỗn loạn đã bị dục vọng chiếm lấy, tự nhiên không kiêng nể e dè cái khác, cho nên hắn cũng không biết ý tứ thực sự của Hiên Viên nhất nhất khi nói ra lời này. Giờ phút này, sắc trời đã hơi sáng lên, bất chi bất giác hắn đã tu luyện suốt một đêm. Hội đấu giá đương nhiên là đã sớm kết thúc, hỏa loan cốt đấu giá được 460 ức miếng linh thạch, tương đương chính là 46.000 miếng trùng động linh thạch. Tính thêm cả linh thạch trước kia, chính là 51.262 miếng trùng động linh thạch. Mức độ của cải lớn lao quả thực làm cho người ta cứng lưỡi. Mộng Thiên Cư có người đưa tới cho Phong Phi Vân 8.000 con linh thú chiến hồn có thái cổ thánh thú huyết mạch. Hơn nữa Phong Phi Vân vào đêm qua đã được giao hàng 2.000 con linh thú chiến hồn, tổng cộng chính là 10.000 con linh thú chiến hồn. Như vậy tổng cộng tốn hao 10.000 miếng trùng động linh thạch. Phong Phi Vân vẫn còn lại 41.262 miếng trùng động linh thạch. Hôm nay cũng đến thời điểm Phong Phi Vân giao hẹn với Hiên Viên nhất nhất, cùng đi đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Bên phía Tuyết Lang và Diêu Cát còn không có tin tức truyền về, tin tức từ Phong Khanh Khanh và Mao Ô Quy cũng hoàn toàn không có. Nhưng mà Phong Phi Vân đã để lại đầu mối, nếu như bọn họ trở lại Hồng Diệp Tinh thì tự nhiên cũng có thể đi theo đó mà tìm đến chỗ hắn. Hồng Diệp Tinh, tại một đại lục huyền bí, trên một đỉnh núi trụi lùi, có rất nhiều loại đá hiếm thấy được xếp thành hàng, ngưng tụ thành một tòa trận đồ quỷ dị. Đây là một tòa cổ trận đài, thuộc về huyền cực cổ trận đài. Rất ít khi được mở ra. Bởi vì nó truyền tống đến địa phương rất xa xôi, thuộc về những vùng đất hoang vu, nên bình thường một năm đều khó mà khởi động đến mấy lần. Hiên Viên nhất nhất đứng ở đỉnh núi, gió nhẹ thổi bay làn váy của nàng, để lộ ra một phần đôi chân trắng như tuyết cực kỳ xinh đẹp, mảnh mai như không có xương, làm cho người ta có một loại cảm giác thánh khiết không thể khinh nhờn. Phong Phi Vân, ngươi chẳng lẽ ra đi mà cũng không chia tay với Tô Tử? Phong Phi Vân lại có hơi sửng sốt, rốt cuộc là nàng làm sao vậy, chẳng lẽ không muốn làm thánh nữ, mà muốn đổi nghề làm bà mối. Khụ khụ, coi như muốn từ biệt cũng là ngươi đi chia tay với nàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Các ngươi là cùng lớn lên từ nhỏ, mà chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau. Phong Phi Vân vươn vai một cái, ánh mắt có hơi thoáng nhìn rồi hỏi. Xin hỏi thánh nữ đại nhân, không phải là chúng ta định đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, làm thế nào lại đi tới một tòa cổ trận đài hoang vu như vậy? Thiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng thở dài một cái, làn môi đỏ mỏng có hơi mở ra, muốn nói lại thôi. Do dự chỉ chốc lát, nàng lại nói. Chuyện của các ngươi, ta cũng không muốn quản nhiều hơn. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ở cách Đệ Lục Trung Ương Vương Triều cực kỳ xa xôi, không biết khoảng cách phải là bao nhiêu bước nhảy của tiên nhân. Cho dù tại Diệp Hồng Cảnh cũng không có truyền tống đài, chúng ta nhất định phải trải qua 12 lần truyền tống, trước hết đi đến Thái Nhất Giới, Hóa Thánh Trạch. Chỉ có tại Hóa Thánh Trạch mới có cổ trận đài trực tiếp đi thông Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mà Hóa Thánh Trạch cũng ở cách Diệp Hồng Cảnh xa xôi vô cùng vô tận. Dọc theo đường đi này có lẽ sẽ không yên bình, người tốt nhất đi theo sát ta, nếu không tính mệnh không dám đảm bảo. Xem ra Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là sau khi Thủy Nguyệt Đình giết ta thì mới được thành lập. Chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao? Trong lòng Phong Phi Vân chấn động. Trước kia thật ra cũng không có, nhưng mà hiện tại đã có. Thiên Viên Nhất Nhất nói có chút mịt mờ. Nàng dừng một chút, lại nói. Ta biết ngươi không muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Nhưng mà ta có khả năng nói cho ngươi, chuyến này đối với ngươi không có bất cứ điều xấu gì, hơn nữa đối với ngươi mà nói có lẽ còn là một lần cơ duyên cực lớn. Phong Phi Vân lạnh lùng cười cười, hỏi. Cơ duyên cực lớn, không biết thánh nữ đại nhân có thể tiết lộ trước một chút hay không? Có liên quan đến chuyện ngươi tu luyện Kim Tàm Kinh, cũng có liên quan đến tiền bối Phật Tàm Tử. Thiên Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân lập tức nhíu mày. Lúc trước hắn một mực cho là Thủy Nguyệt Đình muốn gặp hắn, là bởi vì đoán được thân phận của hắn, mà giờ phút này Hiên Viên Nhất Nhất lại nói cho hắn là bởi vì một nguyên nhân khác. Sư phụ, Phật Tàm Tử, Kim Tàm Kinh. Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Đình và Phật Tàm Tử còn có một chút cội nguồn chung sao? Tình huống ngoài dữ liệu của Phong Phi Vân, khiến cho Phong Phi Vân lại không thể không một lần nữa bắt đầu suy nghĩ biện pháp ứng phó. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là tuyệt đối không thể đi. Một khi đi. Cho dù Thủy Nguyệt Đình lúc trước không biết thân phận của ta, nhưng cuối cùng cũng nhất định sẽ biết, đến lúc đó khẳng định là một con đường chết. Nhưng mà muốn thoát thân từ trong tay Hiên Viên Nhất Nhất lại là một chuyện cực kỳ khó làm. Đúng rồi, nàng nói chuyến này sẽ có nguy hiểm, hẳn là ám chỉ đến người của yêu tộc ẩn núp trong quốc gia nhân loại. Xem ra có lẽ hắn đã coi thường nàng đã sớm cảm giác thấy nguy hiểm. Ngươi đã không định đi từ biệt Tô Tử, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Thiên Viên Nhất Nhất bước một bước vào trong cổ trận đài, đi đến chỗ các tảng đá kỳ lạ kia. Sau đó lắp các khối linh thạch vào chỗ lỗ thủng trong các tảng đá kỳ lạ đó, bắt đầu chuẩn bị khởi động trận đài. Phong Phi Vân dễ dàng đi đến nhóm các tảng đá kỳ lạ đó, cười hỏi. Tiên tử, trạm thứ nhất của chúng ta là đi chỗ nào? Hoàn Thiên Cảnh, Cửu Uyên Thiên Thai. Tốc độ của Hiên Viên Nhất Nhất cũng rất nhanh, cánh tay ngọc mảnh khảnh không ngừng đánh ra linh thạch. Chả mấy chốc liền đã lắp 366 khối linh thạch vào trong các lỗ thủng trên các tảng đá. Hoàn Thiên Cảnh, Cửu Uyên Thiên Thai. Phong Phi Vân nhắc lại. Hoàn Thiên Cảnh cũng thuộc về một trong 12 cảnh ở Tây Nam. Phong Phi Vân sở dĩ biết cái tên Hoàn Thiên Cảnh này, đó là bởi vì Cửu Tiêu Tiên Thành nằm ở Hoàn Thiên Cảnh, thuộc về bá chủ của một cảnh. Xem ra phải cẩn thận một chút. Mặc dù Phong Phi Vân Tịnh không cho rằng người Cửu Tiêu Tiên Thành sẽ biết được bọn họ muốn đi từ Cửu Uyên Thiên Thai đến đây, nhưng mà cũng phải phòng ngừa vạn nhất, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Thiên Viên Nhất Nhất vẻ mặt chăm chú, đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn có hình dáng giống như con voi trắng. Ngọc thể xinh đẹp, nàng vươn một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại một chỗ trũng trên tảng đá. Một mảnh linh quang từ trong tay nàng phát tán ra ngoài, lọt vào trong tảng đá. Ầm. Cổ trận đài bị khởi động, muôn vàn tảng đá kỳ lạ bắt đầu vận chuyển. Chúng phát ra linh quang mờ mịt, sau đó biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Đến khi linh quang biến mất, Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất đã bị truyền tống ra ngoài, biến mất khỏi đám các tảng đá kỳ lạ kia. Vụt! Một đám hoa màu đỏ rực bay tới, tại đỉnh núi nó ngưng tụ thành một bóng người trang điểm đẹp đẽ, vóc người lồi lõm uyển chuyển, da thịt trắng như tuyết. Mái tóc dài đen nhánh mà mềm mại, trong mắt hiện ra vài phần diêm dúa lẳng lơ. Nàng cười lạnh một tiếng. Sau đó, nàng cũng bay vào trong rừng đá thạch lâm,
lắp những khối linh thạch vào các lỗ thủng trên những tảng đá để kích hoạt cổ trận đài. Hoàn Thiên Cảnh, Cửu Uyên Thiên Thai. Đây là một khối đá lớn tọa lạc trên cánh đồng bát ngát, khối đá này cũng to hơi quá mức, so sánh quả núi thì phải lớn gấp mấy chục lần, bề mặt cực kỳ trơn tuột, rộng rãi mà bằng phẳng. Ánh trăng chiếu xuống khiến cho khối đá này cũng được phủ một tầng ánh bạc, từ trên cao nhìn xuống thì tựa như một cái hồ bạc hình tròn. Vụt! Cổ trận đài lóe lên hào quang. Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất đã đứng ở trên khối đá, chung quanh gió thổi vù vù, đập vào da đến lạnh cả người. Thật hoang vu! Phong Phi Vân nhìn một chút về hướng bầu trời đêm, rồi liếc mắt nhìn một vòng, rất khó thấy người ở đây. Hiên Viên Nhất Nhất như một búp sen xanh thanh khiết, linh hoạt kỳ ảo mà thánh khiết, trên người có một loại khí chất siêu thoát thế tục. Nàng nói, tòa cổ trận đài này đã bị hoang phế từ lâu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, 8 vạn năm trước Cửu Uyên Tiên Thành đã bị diệt vong. Dẫu Cửu Uyên Tiên Thành diệt vong, nhưng mà cổ trận đài lại vẫn còn bảo lưu được, tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Phong Phi Vân cũng đại khái suy tính một chút, khối đá lớn này đích xác chính là rơi từ trên màn trời xuống. Xem ra di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành hẳn là ở phía trên vị trí này. Trước đây nhất định là có vô số tu sĩ tụ tập, chính là một chốn thánh địa tu luyện. Nhưng mà hiện tại khẳng định đã rơi xuống đến trên mặt đất. 8 vạn năm thật sự quá lâu, đã trải qua mấy chục thế hệ, tất cả mọi thứ đều đã mất đi. Tiên Thành đều là thế lực đứng đầu, là bá chủ một phương, là vực chủ khuất phục một số vực chung quanh, nhưng mà lại vẫn bị hủy diệt. Có thể thấy được ngày đó nơi này nhất định là đã xảy ra một cuộc chiến đấu trời long đất lở, lúc ấy cũng nhất định vô cùng bi tráng. Trong không khí, thổi gió lạnh, trong gió tựa hồ đều vẫn còn mang theo một vẻ bi thương. Đồn đại nơi này có âm hồn cường giả bất diệt, nó bảo vệ cho cả một vùng đất này. Bởi vì đã từng phát sinh vài lần bất trắc, cho nên có rất ít người đi qua tòa cổ trận đài này. Nhưng mà chúng ta muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, thì thông qua nơi này chính là con đường gần nhất. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Hiên Viên Nhất Nhất tâm như gương sáng, từ trong lòng của nàng không nhận thấy nửa phần sợ hãi. Thật giống như tất cả sợ hãi trên đời này đều không quan hệ đến nàng. Liền vào lúc nàng muốn lại mở ra cổ trận đài lần nữa, từ trên bầu trời đêm có một đạo hào quang chói mắt bay tới. Nó xuyên qua vòng trời, đánh về hướng tòa cổ trận đài này. Vù vù. Tiếng xé gió cực kỳ chói tai, khiến cho không khí đều bốc cháy lên. Đây là một khối đá lửa đường kính trăm thước, tựa như một tảng thiên thạch từ trên vòm trời rơi xuống. Tảng đá lửa còn chưa rớt xuống đến nơi, thì một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới cũng đã khiến cho khối đá dưới chân hai người bọn họ bắt đầu chấn động, phát ra rung động kịch liệt. Đây là một cỗ dao động lực lượng khiến cho ngay cả vũ hóa hiền giả đều phải lạnh sống lưng. Quả nhiên có người xuất thủ. Hiên Viên Nhất Nhất đón gió đứng thẳng, dáng người yểu điệu. Đương đầu với tảng thiên thạch kia từ trên trời giáng xuống. Tiên nhan xinh đẹp không có nửa phần dao động, cổ kiếm trên lưng bay ra khỏi vỏ kiếm, kéo theo một đạo thần quang sáng lạn giống như một ngôi sao băng lao thẳng lên bầu trời. Cổ kiếm chém vắt xuống, bóng kiếm bành trướng ra dài đến 300 thước, như là một thanh khai thiên thần kiếm. Ầm, 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 ầm. Tảng đá lửa kia bị xẻ ra làm hai, bay sang hai bên. Sau đó nó nện trên mặt đất hai bên cổ trận đài. Khi hung hăng đâm xuống, nó khoét ra hai hố to đến mấy chục dặm. Lực đánh vào vẫn còn đang không ngừng lan rộng, làm sinh ra vô số vết nứt, trong đó vẻ dài nhất kéo dài ra mấy trăm dặm. Đi, rời khỏi nơi này, có cường giả tập kích. Hiên Viên Nhất Nhất vẻ mặt lo lắng, trong đôi mắt tinh tường hiện ra một vẻ nhìn xa trông rộng, hiển nhiên là đang âm thầm suy tính kẻ nào xuất thủ. Trong bầu trời đêm mênh mông vô tận, gió lạnh thổi phần phật, khí lạnh càng mạnh hơn. Một cỗ khí lạnh kia khiến cho bầu trời bắt đầu có những bông tuyết trắng bay lất phất. Một âm thanh trầm trầm mà mênh mông từ ngoài hư không truyền đến. Chúng ta không có ý xúc phạm thánh nữ, chỉ cần thánh nữ có thể giao ra bán yêu Phong Phi Vân, chúng ta liền lập tức lùi lại. Trong lòng Phong Phi Vân cười lạnh, đám người này dĩ nhiên là nhằm vào ta mà đến. Hắn cũng không nói nhiều. Chỉ đứng ở một bên, hai mắt nhắm lại mà tiếp tục chuyển hóa linh thú chiến hồn. Đương nhiên hắn cũng vận chuyển đại diễn thuật, bắt đầu suy tính lai lịch của đối phương. Hiên Viên Nhất Nhất đứng sừng sững nổi bật, dáng người lồi lõm tinh tế đầy hứng thú, xinh đẹp vượt khỏi đời thường, nàng nói. Phong Phi Vân chính là người mà thánh thần muốn gặp,
lá gan các ngươi thật sự là đủ lớn, cũng dám có ý định nhằm vào hắn. Đừng có lấy thánh thần đến dọa chúng ta, nếu như chúng ta e ngại thánh thần thì cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Âm thanh mênh mông kia trả lời. Một âm thanh già nua lạnh lẽo nham hiểm khác vang lên, hắn cười nói. Thánh thần mặc dù thần thông quảng đại, nhưng mà lại còn không quá để ý những việc nhỏ này. Hơn nữa thiên địa to lớn, coi như với khả năng của thánh thần thì cũng không thể biết rõ tất cả. Nếu như chúng ta không có tuyệt đối nắm chắc, sao dám cướp người trong tay thánh nữ? Lại một âm thanh nữa vang lên. Các ngươi không cần uổng phí khí lực suy tính. Chúng ta đã sớm phong bế thiên cơ phép tắc thần thông, nên sẽ không để cho thánh nữ biết chúng ta là ai. Hiên viên nhất nhất cũng có hơi nhíu mày. Vừa rồi nàng đích xác đã suy tính một phen, nhưng mà tất cả mọi thứ trong thiên địa chung quanh đều bị phong bế, dùng tu vi đều không thể suy tính ra bất cứ điều gì. Xem ra trong đám người này có đại trí sư tuyệt đỉnh. Nếu đối phương có nhân vật cỡ này tỏa chấn, có thể suy tính ra được bọn họ sẽ đi đến nơi này thì cũng không là chuyện gì kỳ quái. Phong Phi Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ mở to đôi mắt, hai mắt sáng ngời mà nhìn về hướng bầu trời rồi cười nói. Nghe nói Thương Hải tiên sinh ở Cửu Tiêu Tiên Thành, về trí lực thì tại đệ lục Trung ương Vương Triều xếp hạng thứ 9, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, suốt đêm đọc thiên lý mệnh số, có thể dự đoán được họa phúc hung cát. Trên màn đêm có hơi khựng lại, tiếp theo một đạo âm thanh già nua hạ lệnh, hắn nói. Động thủ. Ở trong không gian chung quanh bỗng sinh ra vô số hoa văn ấn tín, tựa như từng đạo kết giới từ ánh sáng lóa mắt, chia cách thiên địa thành những không gian nhỏ hẹp. Một tòa thần tháp đen xì bay xuống từ trên tầng mây. Nó có phong cách cực kỳ cổ xưa, cao chừng 8 tầng, bề mặt bám tinh đầy cho bụi, ở trên những lỗ hổng đen xì đang thụt thò những ánh sao thần kỳ. Thập nhất phẩm linh khí. Đáy tháp mở ra, để lộ ra một cánh cửa đen nhánh. Vút. Cánh cửa ở đáy tháp giống như một tòa hắc động lỗ đen trên vòng trời, nó bộc phát ra lực nuốt chửng định thu Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất vào trong tòa tháp màu đen. Làm cho xong đi rồi mau nhanh rời khỏi nơi đây, có vài đám người khác đang chạy về phương hướng này, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết được chúng ta đã đến nơi này. Một ông lão khác mặc trang phục màu đen đội tấm trùm đầu màu đen đã để hiện ra thân hình. Mặc dù đã có áo bào đen che kín người, nhưng mà lại vẫn có thể nhìn ra lão đã cực kỳ gầy yếu, thân thể lưng còng giống như một con hầu tử ở dưới địa ngục. Ầm, 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 ầm. Tòa tháp màu đen kia trôi nổi ở trên không trung, đột nhiên thể tích bắt đầu bành trướng to ra, tăng trưởng gấp hàng chục lần. Ông lão kia liền biến sắc mặt, lão vươn một đôi tay khô quắt, từ trên ngón tay đánh ra 10 đạo thần quang, nện về hướng trên hư không như muốn phải cố định cái tháp màu đen kia. Chẳng lẽ kiêu thần tháp đều không chấn áp nổi Thủy Nguyệt Thánh Nữ? Trong hư không, lại có 3 đạo nhân ảnh đi ra. Họ đều mặc áo choàng màu đen, mang theo tấm trùm đầu màu đen. Bộ trang phục đen này đều là được dùng nguyên liệu đặc thù chế luyện mà thành. Nó không chỉ có lực phòng ngự cường đại, hơn nữa có thể ở một mức độ rất lớn ngăn cách khí tức của tu sĩ, làm cho không người nào có thể hiểu rõ chân thân bọn họ. Ầm, 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 ầm. Cái tháp màu đen lại bành trướng thêm một vòng nữa. Trên thân tháp có những chỗ sinh ra vết rạn, tựa như sắp sửa vỡ tan. Hỗn loạn châu. Một nam nhân áo đen thân thể khôi ngô khác liền đánh ra một hạt châu màu xám to chừng bằng nắm đấm. Nó cố định trên đỉnh kiêu thần tháp, bộc phát ra một đám ánh sáng hỗn loạn, để liên hợp trấn áp hai người trong tháp, khiến cho cái tháp không ngừng nhỏ đi. Đó cũng là một báu vật cấp bậc thập nhất phẩm linh khí khác. Thập nhất phẩm linh khí mặc dù so với thập phẩm linh khí chỉ hơn nhau nhất phẩm, nhưng mà chênh lệch cũng lớn dị thường. Thập phẩm linh khí hoàn toàn bị kích hoạt, có thể bộc phát ra lực công kích gấp 400 lần. Còn thập nhất phẩm linh khí sau khi bị kích hoạt, có thể bộc phát ra lực công kích gấp 800 lần. Nhân vật có thể xuất ra thập phẩm linh khí đều tuyệt đối là đại năng một chốn. Có thể xuất ra thập nhất phẩm linh khí, càng là nhân vật khó lường, tu vi tuyệt đối đáng sợ. Đồng thời dùng hai kiện thập nhất phẩm linh khí để chấn áp, một cỗ uy năng kia quả thực vô phương diễn tả bằng ngôn từ, khiến cho mọi sinh vật cả một vùng mấy ngàn dặm đều run lên cầm cập. Cái này vẫn còn là do hai vị hắc bào sợ gây ra động tĩnh huyên náo quá lớn, cho nên áp chế phạm vi uy lực của linh khí, bằng không cũng không chỉ là lan đến mấy ngàn dặm đơn giản như vậy. Ầm, 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 ầm. Từ trong kiêu thần tháp lại lần nữa lao ra một cỗ lực lượng khổng lồ.
nó ép cho Kiêu Thần Tháp bành trướng to ra mấy chục lần. Sắc sắc, rất nhiều chỗ trên tháp đều nứt ra, làm rơi xuống muôn vàn khối huyền thiết, mỗi một khối huyền thiết đều nặng đến trên vạn cân, nện thành những cái hố cực to ở trên mặt đất. Vụt! Hai đạo nhân ảnh bay ra từ trong cửa tháp, rồi lao về hướng bầu trời xa xăm. Bọn họ lại trốn ra được. Bốn ông lão áo bào đen đồng thời xuất thủ, đều tự thi triển thần thông cái thế hơn đời của mình. Một người đánh ra đạo điện quang to 10 thước, nó nện về phía chân trời như là một con điện long màu tím, lực lượng cực kỳ khủng bố. Người thứ hai đánh ra một mảnh đại dương đen tuyền, chính là thiên hải ngưng tụ thành từ huyền cương sát thủy. Nó bao quát 3.000 dặm, sóng gió mãnh liệt, phảng phất phải quét cho bầu trời đều rụng xuống. Người thứ ba oanh kích ra càn khôn đại ấn, đó cũng là một món thập nhất phẩm linh khí, trên bề mặt có 10 vạn chữ cổ do đại hiền giả khắc vào. Nó như là một quyển thiên thư, chặt đứt đường lui của Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất. Trong thân thể người thứ tư bộc phát ra một con linh thú chiến hồn. Chính là một con thao thiết cao chừng hơn 100 thước, thân thể cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nó xuyên phá trời cao, truy kích theo về hướng hai người, lực lượng lớn đến đáng sợ. Bốn người này đều là cường giả siêu cấp, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc bá chủ một chốn, vừa ra tay liền làm kinh động lòng người, nghiêng ngả đất trời. Bốn người này đều là bá chủ một chốn, tu vi cực kỳ đáng sợ, ta đưa ngươi đi trước. Hiên Viên Nhất Nhất chỉ một ngón tay về hướng hư không. Từ trên ngón tay mảnh rẻ trắng như tuyết mà mềm mại như không có xương của nàng, có một con linh lộ con đường thần thánh bay ra, kéo dài đến phía chân trời với những cơn xoáy xoay quanh chỉ xích thiên nhai. Đây là nàng tu luyện thiên nhai đạo, hóa gang tấc thành thiên nhai, muốn đưa Phong Phi Vân rời đi trước. Phong Phi Vân thoáng kinh ngạc liếc mắt nhìn nàng, hắn cười nói. Ta đây có thể không khách khí, một mình ngươi cẩn thận một chút. Phong Phi Vân cũng tịnh không khách khí, ước gì Hiên Viên Nhất Nhất chết tại đây trong tay bốn người. Thân thể hắn vừa động, liền thi triển ra hóa thân thuật, rơi xuống đầu ngón tay nàng. Hắn bước lên linh lộ mà trực tiếp rời đi, thân thể chỉ trong chớp mắt đi ra ở ngoài ngàn dặm. Sau khi Hiên Viên Nhất Nhất thấy Phong Phi Vân rời đi, lúc này nàng mới thu hồi ngón tay. Dáng người tuyệt đẹp bay lên ở trên không trung, tạo ra một bóng trắng xinh đẹp. Ầm, 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 ầm. Nàng một mình ngăn cản tứ đại cường giả, cổ kiếm trên lưng bay ra, từ giữa ngón tay thon thả mảnh rẻ đang trụm lại đâm ra một đạo kiếm ý thế giới. Cửu Uyên Thiên Thai, liên miên mấy chục vạn dặm, đều là đã trở thành tiên thành di chỉ. Nơi này đã từng trải qua đại chiến mang tính hủy diệt. Tiên thành sụp đổ, mặt đất biến dạng, phép tắc thiên địa hỗn loạn, chỉ còn là một mảnh tiên thành phế tích. 8 vạn năm đã trôi qua, nơi này cũng vẫn tràn ngập những nguy hiểm chưa biết. Phong Phi Vân đi giữa một mảnh phế tích từ thuở xa xưa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về hướng bầu trời. Đại chiến giữa Hiên Viên Nhất Nhất và tứ đại cường giả đã chuyển hướng sang nơi khác, cách hắn chừng vài ngàn dặm. Do bị tầng tầng phép cấm ngăn cách, nên hiện tại chỉ có thể nhìn thấy từng đợt ánh hào quang mạnh mẽ lóe ra ở dãy núi cuối chân trời. Vốn tưởng rằng muốn thoát thân từ trong tay nàng thì phải tốn công phu một phen, không nghĩ tới lại rời khỏi nàng dễ dàng như vậy. Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng nhẹ nhõm, về phần Hiên Viên Nhất Nhất là sống hay chết, thì quan hệ tới hắn không phải rất lớn. Nếu nàng thích cậy mạnh, vậy thì cứ để cho nàng đi mà trổ tài đi. Chung quanh là cảnh đổ nát thê lương. Có một bức tường cổ đổ xuống chắn ngang trên vùng đất hoang dã, giống như một dãy núi non trùng điệp đã bị tàn phá tới cực điểm. Bởi vì thời gian trôi qua đã thật sự quá lâu, trên một bức tường cổ đổ xuống này chất đầy đất đá, đã sinh trưởng những cây thanh dương thụ, loại cây họ Liễu, xanh biếc. Làm nó trông như là một dãy núi nhỏ trùng điệp, chỉ có bộ phận vách đá gập ghềnh cao chất ngất lộ ra ở bên ngoài, mới có thể làm cho người ta biết nơi này chính là một bức tường của Cửu Uyên Tiên Thành. Trên bức tường cổ nguy nga kia có một đám ánh lửa đang bập bùng, tựa như một chiếc đèn thiên đăng treo giữa trời cao. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới. Hắn có thể cảm nhận được một cổ khí tức áp lực đang nổi lên trong lòng, chính là truyền đến từ bức tường cổ đổ nát kia. Truyền thuyết nói rằng ở trong bức tường cổ của mỗi một tòa tiên thành đều chứa đầy vẫn thiên linh thạch. Cho nên khi đi vào tiên thành, tu vi trên người sẽ bị áp chế mà không nhận thức được. Chẳng lẽ 8 vạn năm đã trôi qua? Mà vẫn thiên linh thạch ở trong bức tường cổ này vẫn còn chưa bị người ta đào đi sao? Không gian chung quanh đều bị phong bế, tràn ngập nguyên tố hỗn loạn. Nếu muốn rời khỏi một tòa di chỉ tiên thành này,
thì nhất định phải vượt qua bức tường cổ bị đổ nát tàn phá này. Nó giống như là một đạo lạch trời chắn ở trước mặt. Đã biết rõ không thể để cho ta đào tẩu dễ dàng như vậy, thật hiếu kỳ rốt cuộc đây là một đám người gì. Phong Phi Vân đón gió đêm cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cả người hóa thành một con chim to đen tuyền bay vọt lên từ trên mặt đất. Chân hắn đạp trên một chỗ đổ nát nào đó của bức tường cổ, rồi bay về hướng đỉnh chóp cổ thành. Càng tới gần tường cổ, một cỗ lực lượng áp chế tu vi kia cũng trở nên càng mãnh liệt. Cũng bởi vì tu vi của Phong Phi Vân đạt tới Niết Bàn đệ ngũ trọng, nên hắn mới có thể bay được thong dong như vậy. Nếu như cảnh giới lại thấp một chút, chưa chắc có thể bay được ở chỗ này. Phong Phi Vân rơi xuống đỉnh chóp bức tường cổ, hắn nhìn về hướng một đám hỏa diễm đang thiêu đốt kia. Thì ra đó là một tòa đạo quán đổ nát, nó vốn được dựng từ những cây gỗ xám như chì, đang trôi nổi ở vị trí cách mặt đất ba thước. Nó đang nhẹ nhàng rung động cùng với gió đêm. Thủy Nguyệt Thánh Nữ quả nhiên lợi hại, không ngờ bằng vào lực của một người mà chặn được bốn vị sư thúc tổ. Nhưng mà nếu như ngươi cho rằng chỉ cần tránh được cửa ải kia của bốn vị sư thúc tổ là có thể đào tẩu, thì đó quả thực chính là người si nói mộng. Một âm thanh cũng khá trẻ tuổi truyền ra từ trong đạo quán, âm thanh rất trầm thấp, cũng rất thong dong. Phong Phi Vân đứng ở bên ngoài đạo quán, cũng có vẻ cực kỳ thong dong. Hắn chắp hai tay sau lưng, cười nói. Các ngươi rốt cuộc là ai, làm thế nào ta không cảm giác được như là người từ Cửu Tiêu Tiên Thành. Cửu Tiêu Tiên Thành, thật buồn cười, Cửu Tiêu Tiên Thành là vật gì vậy, nếu có sách dày cho âm gian giới chúng ta thì cũng không xứng. Một âm thanh của người tuổi còn trẻ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, trong âm thanh tràn ngập sự khinh thường. Lại là âm gian giới. Khó trách bọn hắn ngay cả người của Thủy Nguyệt Cảnh Thiên cũng dám động đến. Phong Phi Vân hiện tại đã biết lai lịch của âm gian giới. Diêm Vương và Chuyển Luân Vương trước đây đều là một trong 10 đại vương giả của âm gian giới. Như vậy mục đích của những người này thì Phong Phi Vân liền hiểu được rõ ràng. Mặc dù Phong Phi Vân có một chút quá phận với Chuyển Luân Vương, nhưng mà lúc đó vẻn vẹn chỉ giới hạn trong tranh chấp giữa Phong Phi Vân và Cố Bát Thiếu Gia. Không có khả năng vì nguyên nhân này mà khiến cho âm gian giới gây chiến, điều động nhiều cường giả như vậy đi bắt hắn. Như vậy hiện tại cũng liền chỉ có một nguyên nhân, Diêm Vương muốn bắt hắn, muốn đoạt lại một nửa tà thi hài cốt kia trên người hắn. Diêm Vương vẫn chưa chết. Nữ ma đại nhân có thể gặp nguy hiểm hay không? Phong Khanh Khanh và Ma Ô Quy có thể xảy ra sự việc nào đó hay không? Trong lòng Phong Phi Vân tự nhiên cũng có chút xung động, nhưng mà trên mặt lại biểu hiện thật sự bình tĩnh. Hắn cười cười mà nói. Xem ra Diêm Vương đại nhân đã quay về đến âm gian giới. Thật sự là ta cảm thấy vui mừng cho ông ta a. Những lời này người có lẽ đi mà trực tiếp nói với Diêm Vương gia. Khá lắm, nghe nói người này đã đánh bại truyền nhân của Chuyển Luân Vương gia, tu vi tựa hồ rất khá. Liệu ai có hứng thú so chiêu với hắn không? Trong đạo quán, một âm thanh lạnh lùng khác vang lên, giọng mỉa mai cười nói. Trong thời gian hàng chục hô hấp, là ta có thể đánh cho hắn quỳ rạp trên mặt đất. Ta đây có thể đếm giúp ngươi. Hô hấp thứ nhất, bắt đầu. La Thái Thành giống như một vị âm thần bay ra từ trong đạo quán, thân thể như là một làn khói, biến thành một đám mây độc màu xám. Đây là một ma ảnh khổng lồ, trên đầu mọc ra hai sừng. Hắn ngưng tụ ra hai cái thủ chảo, mang theo một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa. Đệ nhất thiên kiêu dưới chướng Nhiệt Kính Thai, La Thái Thành. La Thái Thành này chính là tu vi Niết Bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao, hơn nữa tu luyện thần thông hàng đầu. Khí tức so sánh Cố Bát Thiếu Gia còn khủng bố hơn. Nhiệt Kính Thai chính là đạo trường của Tần Quảng Vương, hiển nhiên La Thái Thành này chính là truyền nhân của Tần Quảng Vương. Dầm! Phong Phi Vân triển khai kim tàm Phật vực, đầy trời ánh vàng rực rỡ, Phật tàm dày đặc, phạm âm minh mông. Làn da toàn thân hình như đều biến thành màu vàng. Hắn đánh ra một đạo Phật trưởng ấn, công phá ma ảnh của La Thái Thành. Trước Nhiệt Kính Thai không ai khỏe nổi, mỗi một ngục hiện ra. Vĩnh viễn không siêu sinh. La Thái Thành đánh ra một cái ma thai. Đài cao ước chừng một trượng, tứ phía có gương vây quanh. Ở hướng đông có treo một khối hoành phi, viết mấy chữ to, trước Nhiệt Kính Thai không ai khỏe nổi. Ma thai trấn áp xuống, như thể một tòa địa ngục rơi xuống, khí thế hung hãn đến mức tận cùng. Những anh tài hàng đầu trung cổ thế gia giống như Diệp Hồng Cảnh, nếu như phải đánh nhau với La Thái Thành thì rất khó có người có thể đủ sức ngăn cản ba chiêu của hắn. Phong Phi Vân tế xuất ra thiên tủy binh đảm, ngưng tụ thành một thanh chiến đao.
hắn bổ lên giữa trời, làm nổi lên một đạo đao hà cuồn cuộn, nó ngăn cản ma thai. Phượng hoàng liệt thiên. Cánh tay Phong Phi Vân biến thành chảo phượng hoàng, nó nhằm về hướng trời cao mà xé rách, làm cho hư không sinh ra từng đạo vết rách. Nó đánh cho ma thai tóe ra ánh lửa, phát ra từng đợt tiếng gầm rú. Trong đạo quán, truyền đến một âm thanh trẻ tuổi nhẹ nhàng. Thời gian 6 lần hô hấp. La Thái Thành lông mày cứng lại, như là biến thành hai đạo thiết xuyên, móc sắt trên cánh tay dày đặc hoa văn ma tà, hắn hét lớn. Nghiệt kính hóa thiên địa, hắc vân xa tiểu địa ngục. Trên tòa ma thai kia bùng phát ra một vầng hào quang đen nhánh, nó bao bọc không gian chung quanh, đánh xuống một cỗ tử vong chi khí khổng lồ. Trong không khí, hắc vân lảng bảng, lưu sa tràn ngập, như là đất trời đã biến thành một tòa địa ngục. Phong Phi Vân đứng sừng sững nổi bật, vẫn cứ bất động. Hắn điều động ra vạn thú chiến vực và phượng hoàng hỏa thần vực, ngưng tụ lực lượng của ba tòa vực, chấn vỡ hắc vân xa tiểu địa ngục do La Thái Thành đánh ra, làm cho nó bị bắn ra một đám mây đen dày đặc. Một đao bổ ra ngoài, đao khí sượt qua bên cạnh La Thái Thành đã chém đứt một cái cổ áo của hắn. Trong lòng La Thái Thành cũng có chút kinh ngạc, bán yêu này so sánh miêu tả trong tình báo càng đáng sợ hơn, không ngờ có thể vượt qua được lực lượng của nghiệt kính thai. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lực lượng hai người đối chọi nhau, thiên tủy binh đảm và ma thai tấn công, đánh cho tường cổ dưới chân không ngừng rung động. Dầm. Thiên tủy binh đảm chém ma thai thành hai nửa, một đao công kích vào ngực La Thái Thành, khoét ra một vết thương đẫm máu dài hơn nửa thước, đánh cho hắn bay đi xa hơn 10 trượng, máu tươi không ngừng bắn tóe giữa trời cao. Ha ha, lợi hại, lợi hại, tổng cộng tốn hao thời gian 12 lần hô hấp, có điều kẻ bại lại không phải Phong Phi Vân, mà là La Thái Thành. Ai nói bán yêu liền nhất định không thể giỏi, lúc trước là ai nói câu này? Trong đạo quán truyền đến một âm thanh khiêu khích, mang theo nụ cười thấp thoáng. Phong Phi Vân hoành đao đứng thẳng, tâm tình cũng không buông lỏng. Hắn cảm giác trong đạo quán vẫn còn có lực lượng khí thức của mấy người, mà mỗi một kẻ cũng không kém hơn so với La Thái Thành. Vừa rồi chẳng qua chỉ là ta sơ ý thôi, nên đều không dùng đến năm thành lực lượng. Ta còn muốn tái chiến. La Thái Thành để tay lên ngực một cái, vết thương dài hơn nửa thước lập tức khép lại. Trên người chiến ý như nước cuộn trào, ánh mắt thách thức. Có lẽ để ta đến thôi, ta vốn xem thường nhất là loại sinh vật cấp thấp như bán yêu. Một người thiếu niên sắc mặt trắng bệch, tà khí lẫm liệt đứng ở cửa đạo quán. Hắn dựa vào bậc cửa mà ngắm nghía một thanh tiểu đao màu xanh trong tay. Một âm thanh rất có phân lượng vang lên từ trong đạo quán, hắn nói. Có cái gì mà phải tranh nhau, chúng ta cũng không phải đến đây để đấu với người khác. Chúng ta là đi bắt người, nếu đã là bắt sống thì gì phải cứ một chọi một, đồng loạt ra tay, trước hết phế bỏ hai chân của hắn. Có một âm thanh điềm tĩnh khác vang lên, hắn nói. Có người của thế lực khác đã nhận thấy được động tĩnh ở bên này nên đang chạy đến. Nhất định phải bắt được hắn trong thời gian ngắn nhất. Trong số 10 vị truyền nhân tối cao nhất của thế hệ trẻ tuổi âm gian giới, tổng cộng đã đến đây 6 vị. Trong đó có 5 người đều đi ra từ trong đạo quán. Khí tức đều đặc biệt khổng lồ, lực lượng không phải chuyện đùa, đủ để cho những vị lão tổ chủng tộc cổ phải kính sợ. Còn người thứ 6 kia thì ngồi xếp bằng trong đạo quán bỗng nhiên bay lên, sau đó ầm ầm hạ xuống, công kích vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân thể bồng bềnh lui về phía sau. Hắn nhảy xuống bức tường cổ, lập tức lui về trong di chỉ cửu uyên tiên thành. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một bức tường cổ khổng lồ như tòa núi non trùng điệp bị lực lượng đạo quán nện đến sụp đổ, đá vụn lăn xuống, cây cổ thụ bị chôn vùi, bầu trời đều phủ kín một tầng bụi mù. Phải biết rằng lực lượng nơi này đều bị Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế, nhưng mà đối phương lại vẫn có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế. Đây tuyệt đối là tồn tại cấp bậc tối cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Một người thiếu niên mặc huyết bào đỏ đậm, hắn phất ống tay áo. Từ trong cánh tay bay ra từng đạo ánh sáng màu xám, khiến cho Vẫn Thiên Linh Thạch bay ra từ trong lòng đất. Có chừng 12 khối, mỗi một khối đều lớn như tảng thiên thạch. Chúng đồng thời công kích về hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đón gió đứng thẳng, bàn tay đè xuống giữa trời một cái. Có một dấu bàn tay cực lớn công kích tới, trên trường trên vẫn còn thấy được bóng dáng 5 con phượng hoàng, như thể đó là một tòa thần sào của phượng hoàng. Ầm, 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 ầm. 12 khối Vẫn Thiên Linh Thạch đều bị chụp rơi xuống,
chìm vào lòng đất. Còn thiếu niên mặc huyết bào đỏ đậm như thể bị dính đòn nghiêm trọng, thân thể đột nhiên lui về phía sau hơn 10 bộ. Âm gian giới thuộc về một đại giới có lực lượng độc lập, tương đương với đệ lục giới của đệ lục trung ương vương triều. Mà 10 đại vương giả của âm gian giới càng là thuộc về nhân vật cấp bậc thống trị nhất giới, thuộc về chúa tể chí cao vô thượng của nhất giới. Giờ phút này 6 vị thiên kiêu đang đánh nhau với Phong Phi Vân đều là truyền nhân các bậc đỉnh cao của âm gian giới, đã từng được vương giả chỉ điểm, chiến lực không phải chuyện đùa. La Thái Thành dưới chướng Nhiệt Kính Thai. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch tay cầm tiểu đao màu xanh chính là truyền nhân dưới chướng chính Nam Ốc Thạch, tên gọi Nam Cung Dạ Bạch. Còn thiếu niên mặc bộ y phục đỏ đậm vừa rồi đánh nhau với Phong Phi Vân, chính là truyền nhân dưới chướng Biện Thành, tên gọi Thương Kinh Thiên. Ngoài 3 người này ra, còn có truyền nhân Tạ Huyền của Sở Giang Vương, truyền nhân Mộc Linh Âm của Bình Đẳng Vương, con cháu hậu bối Tống Thành Danh của Tống Đế Vương. 6 người này đều là thiên phú bẩm sinh cấp bậc sử thi đỉnh cao, lại còn được vương giả chỉ điểm nên chiến lực không phải chuyện đùa, tại âm gian giới có danh tiếng rất lớn. Đặc biệt Tống Thành Danh ngồi ở trong đạo quán và truyền nhân kiệt xuất Mộc Linh Âm của Bình Đẳng Vương, đều là nhân vật cấp bậc niết bàn đệ lục trọng. Bọn họ đã sớm có thể đột phá đến cảnh giới vũ hóa, nhưng là vì muốn làm tăng lên thiên phú bẩm sinh của chính mình, gia tăng tuổi thọ của mình, thăng hoa tiềm lực của mình nên bọn họ vẫn không lựa chọn đột phá, mà là muốn niết bàn càng nhiều lần hơn. Phong Phi Vân đồng thời triển khai 3 tòa đại vực, kim tàm Phật khí và vạn thú hòa tan vào nhau, mỗi một chưởng đánh ra đều có thể bộc phát ra uy lực như trời long đất lở. Phượng Hoàng hỏa thần vực lại bùng phát ra, lực lượng hỏa diễm đốt luyện 9 tầng trời, khiến cho cả một mảnh tiên thành phế tích này đều bị bốc cháy theo. Thiết Y tiểu địa ngục, mệnh vận càn khôn ấn. Tạ Huyền thoạt nhìn cũng có vẻ chưa đến 20 tuổi, ánh mắt sắc bén như chim ưng, hai tay kết ấn. Trên người hắn bao phủ một tầng ánh sáng kim loại lung linh, như là hắn đang mặc một tầng thiết y làm tốc độ tăng lên mạnh mẽ gấp mấy lần. Chỉ trong khoảnh khắc liền xuất hiện ra ở trước người Phong Phi Vân, như một vị tử thần giáng xuống. Một đạo mệnh vận càn khôn ấn công kích từ trong tay của hắn. Phượng Hoàng liệt thiên. Phong Phi Vân giang cánh tay ra, những chiếc lông chim đỏ đậm sinh ra từ trên cánh tay, ngón tay so sánh móng vuốt Phượng Hoàng trở nên còn sắc bén hơn, nó đánh nát mệnh vận càn khôn ấn. Tốc độ của Phong Phi Vân so sánh Tạ Huyền còn nhanh hơn một chút. Chảo thứ hai đã công kích đến, đánh vào trên người Tạ Huyền. Một chảo này có uy lực không phải chuyện đùa, có thể đem bắn cho một vùng núi lớn bị sụp đổ. Tạ Huyền căn bản không tránh được, chỉ có thể dũng cảm lấy cứng đối cứng, thiết y trên người bộc phát ra một tầng ánh sáng kim loại lung linh. Ầm, 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 ầm. Chảo ấn của Phượng Hoàng công kích trên thiết y, nện cho cả vầng ánh sáng kim loại lung linh kia không ngừng nhấp nháy, chèn ép làm cho mặt đất run rẩy. Nhưng mà thiết y lại không bị vỡ nát. Tạ Huyền cười lạnh một tiếng. Chuyện vặt. Hắn xuất ra một thanh bạch cốt tà binh, giống như một khúc xương gai, đâm tới phá lực lượng lĩnh vực của Phong Phi Vân. Mũi nhọn của gai xương đã đâm vào da thịt của Phong Phi Vân. Đây là khúc xương của một đại hiền giả tà đạo, lại đã được Tạ Huyền tế luyện hơn 100 năm, nên có uy lực rất đáng sợ. Phong Phi Vân điều động lực lượng của Phượng Hoàng hỏa thần vực, một con Phượng Hoàng ngưng tụ ở trước người hắn, đánh bay Tạ Huyền ra ngoài xa. Phong Phi Vân cưỡi trên Phật đài 72 bậc. Hắn đột nhiên tiến công. Tay hắn nặn một đạo Phật chỉ, ngưng tụ ra một mảnh Phật quang mênh mông mà điểm vào ngực Tạ Huyền, tựa như một thanh Phật kiếm đã đâm đến. Phốc! Phật quang đã xuyên thủng ngực Tạ Huyền, làm bắn ra một suối máu. Trong đôi mắt của Phong Phi Vân tràn đầy phẫn nộ, hắn khiến cho Phượng Hoàng hỏa thần vực ngưng tụ ra 5 hư ảnh Phượng Hoàng. Chúng bộc phát ra nghiệt hỏa thần lực, như phải luyện hóa Tạ Huyền. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. 3 người La Thái Thành, Thương Kinh Thiên, Nam Cung Dạ Bạch đồng thời lướt ngang sông đến, chúng triển khai thần thông chiến pháp để ngăn cản lực phá hoại của hư ảnh 5 con Phượng Hoàng. Thật là hỏa diễm khủng khiếp. Bàn tay Thương Kinh Thiên bị cháy nám đen. Hắn liên tiếp lui về phía sau 7 bước mới đứng vững chân nổi, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Âm gian giới cũng có rất nhiều bán yêu, nhưng mà phần lớn đều nhỏ yếu mà hèn mọn, không có một bán yêu nào lại lợi hại như con ở trước mắt này. Quả thực có thể nói đủ sánh ngang một vị bá chủ. Đích xác có hơi khó có thể tin nổi, khó trách có người nói rằng trong thân thể hắn chảy xuôi huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Ngực Tạ Huyền vẫn còn chảy huyết, có một đạo Phật mang đang trôi nổi ở chỗ vết thương,
khiến cho thương thế khó có thể khép lại. Ánh mắt của Phong Phi Vân đúng là nhìn bằng nửa con mắt, hắn đứng ở trên một đoạn bức tường đổ nát mà cười lạnh nói. Ngay cả sư thúc tổ của các ngươi cũng không dám để lộ gương mặt thật cho người khác thấy. Vậy mà các ngươi lại dám làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ sau khi chuyện bại lộ thì sẽ mang đến cho âm gian giới tai họa ngập trời sao? Một tòa đạo quán kia bay đến, Tống Thành Danh mặc đạo bào, đội đạo màu đang ngồi xếp bằng trong đạo quán, trên cửa sổ giấy lưu lại một bóng hình đẹp đẽ. Hắn cười nói, Phong huynh quá lo lắng, sở dĩ bốn vị sư thúc tổ phải che giấu thân phận, bởi vì là có chút kiêng kỵ đối với Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Dù sao Thủy Nguyệt Thánh Nữ tài hoa hơn người, hiện tại nàng vẫn không phải đối thủ của bốn vị sư thúc tổ, nhưng mà với thiên tư của nàng thì chuyện cao hơn bốn vị sư thúc tổ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà ngươi cũng không giống thế, vì sao chúng ta lại phải sợ ngươi? Phong Phi Vân cười nói, dù sao ta là người thánh thần muốn gặp, chẳng lẽ các ngươi không sợ sau khi ta chạy thoát sẽ nói lại chuyện ngày hôm nay cho thánh thần? Tống Thành Danh cười cười, bảo, Phong huynh, ta đây là người nhát gan, ngàn vạn lần ngươi đừng mang thánh thần ra làm cho ta sợ. Có hai điểm ngươi cần phải biết, thứ nhất, hôm nay căn bản ngươi không có khả năng chạy thoát được từ trong tay chúng ta. Thứ hai, thánh thần địa vị cao thượng, cũng không có khả năng để ý tới việc tranh hùng của người trẻ tuổi chúng ta. Phong huynh chính là người thông minh, không có khả năng không hiểu đạo lý này. Phong Phi Vân cười nói, lục đại cường giả âm gian giới đồng thời xuất thủ đối phó một người, trận thế như vậy hẳn là đã lâu không thấy rồi. Bóng dáng uyển chuyển của Mộc Linh Âm hiện ra trên mặt đất, chỉ có thể nhận ra cái đầu của một bóng dáng nhu mì kín đáo trên mặt đất, nhưng mà lại căn bản không nhìn thấy người của nàng. Âm thanh của nàng rất lười nhác, vọng lại từ trong bóng dáng trên mặt đất. Nàng cười nói, trái lại từng có một lần, nhưng mà một lần đó chúng ta liên thủ giết chết một vị hiền giả vũ hóa đệ nhất trọng. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm một đạo bóng dáng trên mặt đất kia, hắn biết đây là một loại thần thông tuyệt đỉnh, bèn cười nói. Lợi hại, không hổ là thiên tài tuấn kiệt của âm gian giới. Xem ra hôm nay ta muốn rời khỏi đây từ trong tay các ngươi, thật đúng là không phải khó khăn ở mức bình thường. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, Diêm Vương đại nhân đã trở lại âm gian giới sao? Sáu vị thiên chi kiêu tử âm gian giới đều trở nên trầm lặng. Chuyện này cũng không thể nói cho ngươi. Tống Thành Danh nói tiếp cực kỳ uy nghiêm. Ngươi liền bó tay chịu trói đi, ngươi không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Tránh để lúc đó chúng ta chặt đứt hai tay hai chân ngươi, lại mang ngươi quay về âm phủ. Khi đó sẽ bị mất thể diện nhiều hơn. Phong Phi Vân cười nói. Đa tạ Tống huynh đã mở miệng khuyên bảo. Đáng tiếc người như ta đây không có ưu điểm khác, chỉ là da mặt dày. Cái thứ đầu như, mặt mũi, thể diện, gì gì đó. Có những lúc ta có khả năng chịu đựng để được sống sót, đôi khi, ta cũng có thể quăng nó xuống đất. Tống Thành Danh cười nói. Người không biết xấu hổ so sánh với người không muốn chết thì càng đáng sợ hơn. Có những lúc ta cũng phải làm những chuyện không biết xấu hổ. Lời của hắn vẫn còn chưa dứt, hắn liền khống chế đạo quán bay về hướng tới Phong Phi Vân, tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh chóng. Tống Thành Danh này có tu vi cao đến đáng sợ, hắn đã đạt tới cảnh giới Niết Bàn đệ lục trọng, hơn xa mức đám người Tạ Huyền, La Thái Thành có khả năng bằng được. Hắn vẻn vẹn chỉ là khẽ động thân mà đã có lực lượng phá núi xẻ đồi, toàn bộ phép tắc đạo lý trong thiên địa đều hình như bị hắn dẫn động, giam cầm vào một mảnh hư không. Phong Phi Vân cảm giác thân thể của mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn, rất khó nhúc nhích. Trong khoảnh khắc đạo quán kia lao đến, dưới chân hắn sinh ra một cơn gió xoáy, trên lưng mọc ra một đôi cánh phượng hoàng đỏ như lửa làm thân thể bắn lên trời. Hắn bay đến cao vài trăm thước, rồi bay về phía chân trời. Ai u, còn muốn trốn, ha ha. Bóng dáng Mộc Linh Âm đột nhiên bay lên, lợi dụng sức gió mà dựng lên, rồi hóa thành một bóng đen thật lớn, chặn ở trước người Phong Phi Vân. Bóng đen đánh ra một trường ấn cực lớn, bao bọc lấy thân thể Phong Phi Vân vào trong trường ấn. Đây là vô hình trưởng ấn của nàng, nhưng mà lực lượng thì lại thật sự tồn tại. Ầm ầm ầm. Ngón tay Phong Phi Vân điểm một cái về hướng trưởng ấn màu đen, từ đầu ngón tay bay ra một đạo đại diễn chi quang, sườn núi, vô hình, nó xuyên thủng bóng đen trưởng ấn, rồi đánh cho trưởng ấn nát bấy. Lúc này Tạ Huyền và La Thái Thành hùng hổ xông tới. Một người đánh ra mệnh vận càn khôn ấn, một người đánh ra nghiệt kính thai.
đây là các ngươi muốn tìm chết. Phong Phi Vân điều động lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp trong thân thể. Từng đạo kiếp lực vận chuyển trong thân thể, cả thân thể chính là một tòa thiên địa. Hắn vung cánh tay lên, chém ra một đạo lực lượng tử kiếp. Rầm. Một đạo hào quang màu xám công kích trên người La Thái Thành, chém nứt 100 năm tuổi thọ của hắn. Ngực La Thái Thành thật giống như là bị quả cự chùy đánh trúng một phen, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn kịch liệt. Nỗi đau thấu xương tủy, thân thể rơi xuống từ trời cao, bước chân lảo đảo, rất khó đứng vững. Mấy vị thiên chi kiêu tử khác đều cả kinh. Chiến lực của La Thái Thành cũng vẻn vẹn chỉ yếu hơn một chút so với Phong Phi Vân, coi như không địch lại Phong Phi Vân thì cũng không có khả năng bị Phong Phi Vân xuất một chiêu liền đánh cho thổ huyết. Tống Thành Danh trong mắt hiện ra vài phần lo lắng, hắn nói. La Thái Thành, xảy ra chuyện gì? Là, kiếp. Trong mắt La Thái Thành tràn đầy kinh ngạc, thân thể cực kỳ suy yếu, ngón tay chỉ về hướng Phong Phi Vân. Hắn vừa ho ra máu, vừa nói lắp bắp. Phong Phi Vân sao lại cho hắn có cơ hội mở miệng. Một khi bí mật kiếp diệt vạn đạo pháp bị truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật như lão bất tử đi tìm hắn. Đến lúc đó trong cả thiên địa đều không có chỗ cho hắn dung thân. Đi tìm chết cho ta. Hai tay Phong Phi Vân nắm thiên tủy binh đảm, hắn dốc toàn lực bổ xuống. La Thái Thành mới nói ra hai chữ, liền không thể không vội vàng vận chuyển lực lượng trong thân thể, đi ngăn cản một đao phá núi xẻ đồi này của Phong Phi Vân. Phốc! Đao khí cắn nát hai tay của La Thái Thành, đao phong bổ vào đỉnh đầu của hắn làm phát ra một tiếng kim loại nổ ầm ầm. Trên đỉnh đầu của hắn sinh ra tà phù văn lộ hoa văn bùa chú ma tà, dày đặc, làm bộc phát ra hào quang vạn trượng để ngăn chặn thiên tủy binh đảm. Nhưng mà một cỗ lực công kích mãnh liệt kia vẫn nện cho đầu La Thái Thành nổ vang, ánh mắt đen kịt, thân thể trở nên càng lúc càng nặng nề, sau đó ngã trên mặt đất. Không ngờ có cường giả đã khắc ký hiệu hoa văn bùa chú hộ thể trên người hắn, không hổ là thiên tài hàng đầu. Nhưng mà người đều đã chết ngất mất rồi, thì ký hiệu hộ thể còn dùng được cái rắm. Phong Phi Vân nhe răng cười một tiếng, lại lần nữa bổ ra một đao, chém rụng đầu của La Thái Thành. Rầm. Phong Phi Vân một cước giẫm nát đầu lâu trên mặt đất, tựa như đạp bẹp một quả dưa hấu, huyết dịch đỏ lòe văng ra khắp nơi. Không. Năm vị thiên chi kiêu tử còn lại của âm gian giới đều lớn tiếng gầm lên, âm thanh tràn ngập căm hận. Đồng thời chúng đánh ra thần thông mạnh nhất, một cỗ lực lượng phô thiên cái địa nện ầm ầm đè ép đến. Phong Phi Vân đồng thời triển khai kim tàm Phật vực, vạn thú chiến vực, phượng hoàng hỏa thần vực, tam vực ngưng làm một thể, hóa thành một tòa đại vực thần kỳ bao bọc bản thân, tựa như một tòa Phật thú thế giới, cắm rễ trên mặt đất. Nhưng mà lực lượng của năm người âm gian giới càng cường đại hơn, mỗi một người có thực lực so với Phong Phi Vân cũng không yếu hơn bao nhiêu. Ầm. Hắn bị một cỗ lực lượng đó bắn cho bay tít ra xa. Tam vực đều bị đột phá nện cho nát bấy. Trên người Phong Phi Vân xuất hiện mấy chục vết thương, trang phục rách tung tóe, dưới chân có một vết lõm hình máng thật sâu, chính là bị thân thể của hắn đột phá vào mà khoét thành. Nhưng mà hắn lại vẫn đứng, trong miệng phun ra một đám bọt máu, hắn nói. Hiện tại chính là ta đã giết được trước một người trong các ngươi. Tuyệt đỉnh thiên kiêu của âm gian giới cũng chỉ đến như vậy. Coi như lúc trước ta xem thường ngươi. Nhưng mà hiện tại ngươi đã bị thương nặng, ngươi cho là có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay năm người chúng ta. Âm thanh của Tống Thành Danh trở nên lạnh lẽo, một cỗ khí lạnh kia trên người hắn khiến cho trên mặt đất đều đông kết một tầng hàn băng thật dày. Tống huynh, ngươi ngàn vạn lần đừng dọa ta, ngay cả Diêm Vương ta cũng không sợ, sao lại sợ các ngươi? Ta đã có thể giết chết La Thái Thành, thì cũng có thể giết chết mọi người trong các ngươi. Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm Phật khí. Các vết thương trong thân thể nhanh chóng khôi phục, từng đạo Phật mang tràn ra từ trong lỗ chân lông. Vậy thì liền chờ xem. Không tốt, tại sao mặt đất lại bắt đầu rung động? Tống Thành Danh liền biến sắc mặt. Sắc mặt Phong Phi Vân cũng có hơi biến hóa. Hắn cảm giác được dưới sâu mặt đất có một cỗ lực lượng làm cho người ta sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược đang nhanh chóng trào ra bên ngoài trùng, tựa như cả mặt đất đều sắp bị hủy diệt. Trên bầu trời cũng xảy ra biến đổi lớn. Những đám mây đen ngưng tụ, những huyết cương cơn gió đỏ bầm thổi ào ào, chúng đan vào thành một lưới máu như mạng nhện. Huyết cương thành võng, hung thần xuất thế. Mộc Linh âm tinh thông thiên văn địa lý, thấy thiên tượng trên màn trời thì liền nhắc đến một đạo mật ngữ,
chính là ghi chép từ một quyển sách nói về hung thần khi mà nhìn thấy thiên tượng thế này. Tại sao trong lòng đất lại có hung thần? Nơi này từng là di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành, nói không chừng đã từng là nơi Cửu Uyên Tiên Thành cầm tù hung thần trong lòng đất. Tuy rằng Cửu Uyên Tiên Thành đã bị hủy diệt vào 8 vạn năm trước, nhưng mà tuổi thọ của những hung thần này hơn xa nhân loại, nói không chừng vẫn còn chưa bị chết. Dưới chân Phong Phi Vân cũng sinh ra những vết nứt, muôn vàn khối đất đá đùn lên cao. Từ trong vết nứt tràn ra những tia khí có tính hủ thực ăn mòn. Ta đã nói một bức tường cổ đổ nát ở nơi này 8 vạn năm, đều không ai dám phá bỏ tường cổ để lấy vẫn thiên linh thạch ở bên trong. Từng nhánh cây ngọn cỏ ở nơi này đều không thể động đến được. Có vị tiên hiền từng bố trí thủ đoạn giam cầm ở chỗ này, một khi phá bỏ thăng bằng nơi đây, sẽ có hung thần từ thuở xa xưa phá cấm chế rồi xông ra. Phong Phi Vân lợi dụng đại diễn thuật suy tính ra nguyên nhân. Mộc Linh Âm có hơi kinh ngạc, trên đường chí sư nàng có tu vi cũng cực cao, đạt tới cấp bậc thất phẩm đại chí sư. Nhưng mà ngay cả nàng đều vẫn còn chưa suy tính ra nguyên nhân, vậy mà bán yêu đối diện cũng đã suy tính ra. Bán yêu này thực sự không thể coi thường. Lòng đất dao động càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa còn một mực lan xa mấy trăm dặm. Rất nhiều thứ đã bị chôn trong lòng đất mấy vạn năm đều nổi lên mặt đất, ví dụ như những đoạn tường cổ thành rách nát, những mộc cụt pho tượng điêu khắc, những dụng cụ bằng sắt rỉ sét loang lổ, còn có một chút xương trắng chưa bị nát vụn. 8 vạn năm đã trôi qua, có quá nhiều thứ đều đã bị ăn mòn. Phàm là những gì còn có thể bảo tồn đến bây giờ thì trước đây đều nhất định phi phàm. Từng đạo âm khí phun ra từ lòng đất, nó mang theo lực lượng hủ thực ăn mòn mãnh liệt. Ta bị âm khí dính vào người. Làn da Tạ Huyền bị phủ kín một tầng cho tàn, hắn bị âm khí nhập thể nên da trở nên càng lúc càng trắng bệch, giống như là da của người chết. Ầm, 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 ầm. Từ trong thân thể của hắn trào ra một cỗ linh mang như nước cuộn trào định áp chế một cỗ âm khí kia, nhưng mà lại vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa chúng. Phong Phi Vân bỏ chạy, truy theo. Di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành cực kỳ to lớn, liên nguyên mấy chục vạn dặm, trước đây chính là một tòa tiên thành quốc gia. Quốc gia này đã bị chôn trong lòng đất mấy vạn năm, hiện tại lại xuất hiện một lần nữa. Phong Phi Vân xuyên qua không gian giữa những phế tích, trong không khí tràn ngập một mùi vị mục nát mà ẩm thấp. Thỉnh thoảng còn có một chút xác ướp cổ nhô lên từ lòng đất, chúng ra sức hít hà hô hấp thu nạp năng lượng từ ánh trăng. Nơi này hoàn toàn biến thành một vùng đất chẳng lành. Rốt cục đã thoát khỏi năm người kia. Đây là buổi tối thứ ba hắn đi lại trong di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành. Suốt ba ngày này hắn gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Có cự thú bạch cốt nhô lên từ dưới mặt đất, có âm hồn viễn cổ xuất thế, có di hài tiên hiền hóa thành thi tà, có nhiều lần đều thiếu chút nữa hắn bị bỏ mạng. Hắn che giấu khí tức trên người, đi lại giữa những phiến ngói vụn tường đổ, ngẫu nhiên còn có thể nhặt được một chút báu vật lưu lại từ mấy vạn năm trước. Động tĩnh ở di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành đã làm cho cả hoàn thiên cảnh đều kinh động, có rất nhiều tu sĩ đều đã tiến vào một mảnh xứ sở này. Phong Phi Vân đứng ở trên một tảng đá phủ kín cho bụi màu đen, bên cạnh là phế tích một ngôi đền, trên đó tràn đầy vết máu và không khí ẩm ướt. Gạch ngói vụn đã sớm tan rã, các bức tường đều đổ nát nhiều chỗ. Chính là tại ba ngày trước, từ lòng đất toát ra. Hắn ngắm nhìn chỗ sâu trong di chỉ tiên thành, hắn nghe được một tiếng gầm giống, âm thanh rất lớn như là long ngâm, hoặc như là cự thú viễn cổ đang gào thét. Loại âm thanh này hắn đã nghe nhiều nên lấy làm bình thường. Đây là một con chân long thi đang rít gào. Hai ngày trước, Phong Phi Vân tận mắt nhìn thấy thi thể một con chân long khổng lồ nổi lên từ lòng đất. Nó giống như một dải núi non trùng điệp do sắt thép đúc luyện thành, sau đó bay về chỗ sâu trong di chỉ tiên thành, lúc ấy nó đã khiến cho Phong Phi Vân cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng đây chính là chân long, mà không phải giao long bình thường. Long tộc chính là một chủng tộc cũng kiêu ngạo như Phượng Hoàng yêu tộc. Tất cả hài cốt long tộc đều phải đem mai táng ở long chủng phần mộ tộc rồng. Làm thế nào mà ở đệ lục trung ương vương triều lại xuất hiện một khối long thi? Nói không chừng cái này có liên quan đến việc Cửu Uyên Tiên Thành bị diệt. Phong Phi Vân không thể suy tính ra nguyên nhân trong đó, có người đã phong bế thiên cơ năm đó. Xem ra chuyện gì thật sự đã phát sinh vào 8 vạn năm trước nơi này, chân tướng có lẽ cũng đến lúc nổi lên khỏi mặt nước. Hắn vốn tính toán rời khỏi một mảnh xứ sở này, để tránh gặp lại Hiên Viên Nhất Nhất. Nhưng mà sau khi nhìn thấy một khối long thi kia, huyết dịch trong thân thể hắn lại xảy ra dao động kỳ dị.
yêu ma chi huyết đều rung động, trong óc hiện ra những hình ảnh kỳ quái. Phong Phi Vân cảm giác một khối long thi kia khẳng định có một chút liên hệ với chính mình. Hắn quyết định lưu lại, nhất định phải dò xét rõ ràng việc này. Có người đang đi về hướng bên này. Thánh thực quả đang ở trong túi áo, Phong Phi Vân lên tiếng nhắc nhở. Phong Phi Vân linh tính cường đại, nên hắn cũng cảm giác đã có người đến gần. Thân thể vừa động, tức thì hắn ẩn náu vào trong một mảnh phế tích. Hắn đứng ở chỗ tối, thân thể dựa vào bức tường ướt át. Không lâu lắm, một đám tu sĩ mặc đạo bào màu xanh cũng đi tới mảnh phế tích này. Trong đó có hơn 10 người đều là tu sĩ trẻ tuổi, còn có 3 người chính là tu sĩ thế hệ trước. 3 lão đạo này đều đầy sinh lực, tu vi sâu không lường được. Trong đó một lão đạo với đôi mắt lấp lánh, khí tức hùng hậu, lão dùng thần thức quét về bốn phía để điều tra. Phong Phi Vân vội vàng mặc ẩn tàm sa la ở trên người, để ngăn cách khí tức trên người. Lão đạo này có tu vi cường đại, nếu như vẻn vẹn dựa vào thuật ẩn nấp của hắn thì căn bản không tránh thoát khỏi thần thức của lão đạo. Địa hư lão đạo thu hồi thần thức, rồi nói. Một mảnh phế tích này coi như yên tĩnh, không có hung thần cường đại xuất thế, mọi người tu dưỡng một canh giờ ở chỗ này. Sau khi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao thì lập tức lên đường đi trung tâm thành nội của Di Chỉ Cửu Uyên Tiên Thành. Địa hư sư tổ, Cửu Uyên Tiên Thành năm đó rốt cuộc là bị hủy diệt bởi vì nguyên nhân gì? Ngài chỉ cần nói như vậy cho chúng ta thôi. Một tiểu đạo sĩ nở nụ cười mà hỏi. Hắn mặt mày sáng sủa, dung mạo thanh tú không tầm thường, trông rất là kiệt xuất. Đó tuyệt đối là loại nam nhân có thể làm cho sư tỷ, sư muội mê đến thần hồn điên đảo. Phong Phi Vân càng nhìn càng cảm giác tiểu đạo sĩ này có vẻ quen thuộc. Cuối cùng sau khi hắn suy nghĩ mãi mới nhớ ra, đó không phải là vô thọ tinh tử kia của vô thọ tinh cung mà hắn đã gặp tại vạn tộc chiến trường sao. Hắn gọi là Du Tử Lâm. Hắn còn có một tỷ tỷ sinh đôi, gọi là Du Tử Lăng. Không nghĩ đến bọn họ lại thật đúng là đi đến từ đại doanh Bạch Chu yêu tộc. Ánh mắt của Phong Phi Vân đảo qua một lượt, quả nhiên trong số đám người trẻ tuổi tài năng kia, hắn đã thấy được Du Tử Lăng trẻ tuổi thanh tú. Nàng có dung nhan cực kỳ xinh đẹp, trong trắng tao nhã, có một loại cốt cách siêu phàm thoát tục ở bên trong. Phong Phi Vân trước kia tu vi thấp nên không nhìn thấu tu vi hai người tỷ đệ bọn họ, chỉ biết là hai người tỷ đệ bọn họ đều rất cường đại. Một người là vô thọ tinh nữ, một người là vô thọ tinh tử. Hai người đều có được thập phẩm linh khí, khi liên thủ thì có thể đẩy lui đại quân mấy vạn yêu tộc. Dù sao Phong Phi Vân trước đây chỉ có thể ngước nhìn lên bọn họ. Nhưng mà tu vi của Phong Phi Vân đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã có thể nhìn ra một chút manh mối. Hai người tỷ đệ bọn họ có tu vi rất cao, đặc biệt vô thọ tinh nữ kia, tu vi rất có thể đã đạt tới niết bàn đệ lục trọng. Đệ đệ của nàng vô thọ tinh tử có hơi yếu hơn một chút, đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao. Đem so sánh đám người Tạ Huyền, Nam Cung Dạ Bạch của âm gian giới thì không yếu hơn. Phong Phi Vân lại đưa mắt nhìn sang phía đám đệ tử trẻ tuổi, phần lớn tu vi đều là niết bàn đệ tứ trọng trở lên, trong đó hai cái còn đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng. Xem ra nội tình vô thọ tinh cung cũng không phải cường đại bình thường. Không ngờ đã bồi dưỡng ra nhiều thiên chi kiêu tử như vậy. Không hổ là một hệ trong đạo môn, nội tình hơn xa những trung cổ thế gia. Phong Phi Vân vội vàng thu hồi ánh mắt không dám lại nhìn tiếp nữa. Ba vị lão giả vô thọ tinh cung kia có tu vi quá cường đại, coi như hắn mặc ẩn tàm sa la thì đều có thể bị bọn họ phát hiện. Địa hư lão đạo ngồi xếp bằng trên một tảng đá thạch thai, lão chậm rãi nói. Về Cửu Uyên Tiên Thành tất cả đều rất kiêng kỵ, hiện tại tu tiên giới ở Hoàn Thiên Cảnh đều cấm chỉ đàm luận những điều này. Có điều, nếu tiên thành đã chìm vào trong lòng đất, hiện tại lại nổi lên lần nữa, nói rõ đã đến lúc làm sáng tỏ chân tướng khắp thiên hạ. Vậy lúc này nói một chút cho các ngươi cũng không sao. Tất cả các đệ tử trẻ tuổi này của vô thọ tinh cung cũng bắt đầu vểnh tai lắng nghe. Địa hư lão đạo nói. 8 vạn năm trước. Sư phụ của sư phụ ta đều vẫn còn chưa ra đời, cho nên đối với tất cả mọi chuyện lúc đó, lão đạo cũng vẻn vẹn chỉ là nghe các trưởng bối nói đến, cũng không nhất thiết là chính xác sự thật. Các ngươi tùy tiện nghe một chút đây. Lão đạo vuốt ve chòm râu, chuẩn bị giảng cho những đệ tử trẻ tuổi này những điều bí mật không có ghi chép trong sách vở. Đồn đại tại 8 vạn năm trước, có một con chân long bị trọng thương đã chạy trốn từ một tòa đại giới yêu tộc tới vạn tộc chiến trường. Nó muốn nhảy vọt qua không gian chiến trường để đào tẩu, nhưng mà tại vạn tộc chiến trường lại gặp phải đại quân nhân loại,
Cuối cùng nó vẫn bị kẻ truy sát đuổi kịp và vượt, bị đối phương giết chết. Mà khi Long Thi rơi xuống một vùng rộng lớn của chiến trường nhân tộc, đã bị một vị tiên hiền lúc ấy của Cửu Nguyên Tiên Thành len lén giấu đi, mang về Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Thì ra là thi thể chân long. Du Tử Lâm há to miệng. Tu vi của hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể nói không gì sánh nổi, nhưng mà tính trẻ con lại vẫn không hết, nên hắn rất hiếu kỳ đối với chuyện của long tộc. Không biết tồn tại nào có thể đủ sức giết chết chân long. Những anh tài trẻ tuổi này đều kinh ngạc không hiểu ra sao cả, phảng phất là đang nghe thần thoại truyền thuyết. Địa Hư lão đạo tiếp tục nói. Thi thể chân long được mang về Cửu Nguyên Tiên Thành, cũng không ai biết trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nên không bao lâu sau tin tức đã để lộ ra ngoài, làm rung động cả Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Có sứ giả long tộc giáng xuống Cửu Nguyên Tiên Thành, thành chủ Cửu Nguyên Tiên Thành nào dám cao giọng với sứ giả long tộc, lập tức giao trả lại long thi. Nhưng mà sứ giả long tộc thì vẫn không hài lòng, muốn thành chủ Cửu Nguyên Tiên Thành giao ra vật gì nữa. Nghe nói lúc đó ngay cả thành chủ Cửu Nguyên Tiên Thành cũng ngây ra, căn bản không biết vật đó là cái gì. Du Tử Lâm rất kinh ngạc, ánh mắt quay tròn một vòng. Chẳng lẽ là một vật gì đó mà con chân long mang theo ở trên người? Địa Hư lão đạo lắc lắc đầu, đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng không ai biết trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Cửu Nguyên Tiên Thành và sứ giả long tộc lại bắt đầu đánh nhau, cuối cùng sứ giả long tộc bỏ mình, Cửu Nguyên Tiên Thành bị diệt. Còn một khối long thi kia thì cũng không biết tung tích. Trận chiến khi đó đã hủy diệt ba tòa đại vực chung quanh Cửu Nguyên Tiên Thành, Cửu Nguyên Tiên Thành cũng hoàn toàn hóa thành phế tích. Liên miên mấy chục vạn dặm đều là di chỉ tiên thành, che giấu rất nhiều mối họa năm đó lưu lại. Sau đó lại có cường giả long tộc giáng xuống nơi này, làm cho cả Cửu Nguyên Tiên Thành đều chìm vào lòng đất. Tất cả mọi người cho là vị cường giả long tộc đã đem long thi đi. Nhưng mà không ai ngờ tới sau 8 vạn năm thì Cửu Nguyên Tiên Thành lại nổi lên mặt đất. Một khối long thi kia cũng đi ra từ lòng đất. Địa Hư lão đạo nói đến chỗ này thì bỗng nhiên dừng lại, sau khi yên lặng một hồi lâu, lão mới nói tiếp. Cha, cũng không ai biết tất cả điều này rốt cuộc biểu thị cái gì, có lẽ cũng không phải chuyện gì may mắn. Vậy thì vì sao chúng ta còn muốn đi vào trong di chỉ Cửu Nguyên Tiên Thành? Du Tử Lăng ngồi xếp bằng trên một đám mây màu xanh, đạo bào trên người thu gọn, mái tóc dài tung bay, một đôi mắt tinh tường cực kỳ tỉnh táo. Nàng có dung nhan trong trắng thanh nhã, mấy sợi tóc dài vương ở trên vầng trán trắng mịn, có một loại vẻ đẹp nói không ra lời. Địa Hư lão đạo đáp. Cửu Nguyên Tiên Thành sở dĩ được gọi là Cửu Nguyên Tiên Thành, đó là bởi vì nó đã từng có được 9 dòng suối, chảy vào trong 9 dòng linh mạch thâm uyên. Mỗi một linh mạch cũng có thể rửa đạo thể cho một vị thiên tài tuấn kiệt, rèn luyện thân thể. Chúng ta mang bọn ngươi đến đây chính là để có cơ duyên tìm kiếm 9 dòng linh mạch này. Nếu như là trong các ngươi có người vận khí tốt, nói không chừng có thể rèn luyện thân thể trong linh mạch, tăng tu vi lên, gia tăng tiềm lực thân thể, tương lai trở thành bá chủ Vô Thọ Tinh Cung. Ánh mắt những anh tài trẻ tuổi Vô Thọ Tinh Cung đều trở nên sáng ngời. Tu luyện tiên đạo, không phải vì thành tiên, chỉ vì tiêu dao một đời. Bọn họ đều là thiên tài tuyệt đỉnh Vô Thọ Tinh Cung, đều đã có được tư cách đột phá cảnh giới vũ hóa. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là đột phá cảnh giới vũ hóa. Đó là một loại biểu hiện không còn mong muốn tiến tới. Bọn họ còn muốn niết bàn càng nhiều lần, chỉ có số lượng niết bàn càng nhiều thì tương lai mới có thể đi được xa hơn tại cảnh giới vũ hóa, sau khi đạt tới cảnh giới vũ hóa cũng mới có thể mạnh hơn. Hiện tại thứ mà bọn họ thiếu nhất chính là tiềm lực thân thể. Tiềm lực càng sâu thì số lần có thể niết bàn cũng sẽ càng nhiều hơn. Từ bên ngoài phế tích mang phong cách cổ xưa bị tàn phá, có một đám mây độc thổi đến. Bốn ông lão mặc áo choàng màu đen đi ra từ trong đám mây độc, rồi hạ xuống trên mặt đất. Khí tức trên người lạnh lẽo, có những đám mây đen hiện ra trên đỉnh đầu bọn họ. Tà khí trên người của bọn họ cực thịnh, tựa như bốn vị tà tôn từ tà giới tới. Phía sau bốn lão nhân áo đen còn có năm người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, ai nấy đều có khí chất xuất chúng, thân hình nổi bật, khí tức trên người hùng hậu, ánh mắt đủ sức làm thiên hạ tán loạn. Bọn họ tựa như hắc bạch vô thường, toàn thân đều được hắc bào và áo bào trắng bao bọc nên không nhìn ra thân phận của bọn họ, cũng không nhìn ra tu vi của bọn họ. Nhưng mà Phong Phi Vân lại vẫn nhận ra thân phận của bọn họ. Đúng là bốn lão già âm gian giới và năm vị anh tài trẻ tuổi. Bọn họ thật đúng là âm hồn không tiêu tan, nên lại tìm tới nơi này.
Mọi người cẩn thận. Tất cả những tu sĩ này của Vô Thọ Tinh Cung cũng trở nên căng thẳng, ai nấy đều như gặp phải đại địch, đứng lên từ trên mặt đất. Trong đó một lão đạo sắc mặt hồng hào đánh ra một quả bùa chú màu tím. Bùa chú trôi nổi trên cao 10 trượng giữa không trung, chúng phát ra một đám mây tím nhàn nhạt, ngưng tụ thành một màn hào quang nhàn nhạt để bảo vệ những đệ tử này của Vô Thọ Tinh Cung. Người mới đến là từ phương nào? Địa Hư lão đạo sắc mặt bình tĩnh, lão vẫn ngồi xếp bằng trên thạch thai, thân thể vẫn không nhúc nhích. Đối phương mặc dù đến đây với khí thế hùng hùng hổ hổ, nhưng mà ba vị lão đạo Vô Thọ Tinh Cung cũng đều là những người đã trải qua sóng to gió lớn, cũng không bị tà khí trên người đối phương hù dọa. Ở bên ngoài phế tích, vang lên âm thanh khàn khàn của một ông lão âm gian giới. Lão nhỏ giọng cười một tiếng với người bên cạnh. Là một đám đạo sĩ thúi của Vô Thọ Tinh Cung. Du Tử Lâm bỗng nhiên đứng lên, hắn hỏi. Ông lão, ông nói ai thối? Tất cả ba vị lão đạo của Vô Thọ Tinh Cung cũng liên tục cau mày, rất phản cảm với khí tức trên người của nhóm tu sĩ bên ngoài này. Âm khí và huyết khí thật sự quá nặng, vừa nhìn đã biết rõ là loại tu sĩ tà đạo tay dính đầy mùi máu tanh tưởi. Hơn nữa tất cả bọn họ cũng chính là nhân vật có uy tín danh dự. Ngay đến loại lão tổ của chủng tộc cổ đều phải nịnh bợ bọn họ, chưa từng có người dám nói bọn họ là đạo sĩ thúi. Ông lão mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, một đôi mắt đầy tà tính lộ ra bên ngoài hắc bào màu đen, âm thanh chói tai. Các ngươi có thấy một tên bán yêu quanh đây không? Bán yêu không thấy, nhân yêu trái lại thấy một đám. Du Tử Lâm đáp. Cạc cạc, tiểu đạo sĩ, ngươi nói ai là nhân yêu hử? Âm thanh của ông lão mặc hắc bào càng chối tai hơn, như là tiếng ác quỷ dưới bóng đêm. Du Tử Lâm đáp. Đương nhiên là nói một đám quái vật kỳ lạ không dám để lộ ra gương mặt. Nếu ngay cả mặt mình cũng không dám lộ, đây không phải nhân yêu thì là cái gì? Tiểu đạo sĩ, đây là ngươi đang tìm chết. Khí tức trên người ông lão áo bào đen hỗn độn, từ trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng màu đen, như là hai thanh kiếm nhỏ màu đen bay đến, xuyên thấu qua màn bùa chú phòng ngự màu tím, chém về phía cổ và eo lưng của Du Tử Lâm. Ầm, 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 ầm. Địa Hư lão đạo vươn một cánh tay giàn nua, lão điểm một ngón tay. Từ đầu ngón tay bay ra từng chùm tia sáng, chúng đánh gãy hai thanh kiếm nhỏ màu đen kia. Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo chính là Địa Hư của Vô Thọ Tinh Cung, dọc theo đường đi cũng không có thấy bất cứ bán yêu nào, ta cũng không muốn đối địch cùng bất luận kẻ nào. Đương nhiên nếu như các hạ muốn kiếm chuyện, thì Vô Thọ Tinh Cung chúng ta cũng không phải người sợ phiền phức. Địa Hư lão đạo âm thanh hùng hậu, khí thế chấn động trời cao khiến cho thiên địa chung quanh đều lâm vào cảnh cát bay đá chạy, biểu hiện ra lực lượng cường đại. Những tu sĩ này của âm gian giới hiển nhiên cũng không muốn nhiều chuyện, ông lão áo bào đen cười lạnh nói. Các ngươi tốt nhất cứ nói đúng sự thật, bằng không ta cho Vô Thọ Tinh Cung các ngươi phải trả giá nặng nề, chúng ta đi. Bốn ông lão áo bào đen, năm vị anh tài áo bào trắng cứ thế rời đi. Họ đi về hướng chỗ sâu trong di chỉ thiên thành. Này, tại sao liền đi như vậy? Có bản lãnh thì đấu một phen với sư thúc tổ của ta, xem ai mạnh hơn a. Du Tử Lâm kêu gào theo. Gương mặt tràn đầy nếp nhăn của Địa Hư lão đạo nhăn tít, lão trách mắng một câu. Đối phương có lai lịch không nhỏ, không nên đi trêu chọc. Du Tử Lâm vẫn không cho là đúng, cả 12 cảnh Tây Nam, Vô Thọ Tinh Cung đâu sợ người nào. Cho dù là những trung cổ thế gia cao cao tại thượng thì tất cả cũng cung kính đối với Vô Thọ Tinh Cung, sẽ phái anh tài trong tộc bái nhập Vô Thọ Tinh Cung để tu luyện, huống chi là mấy hắc bạch nhân yêu. Du Tử Lăng bảo, nếu như ngươi còn dám gây chuyện, hiện tại liền chạy trở về Tinh Cung. Tỷ, đệ chính là nhìn không vừa mắt. Du Tử Lâm có hơi hậm hực, cúi đầu, hắn không dám lên giọng với tỷ tỷ của mình. Du Tử Lăng hàng mi cong vút, dáng người rong ròng cao. Da trắng như tuyết, đạo bào trên người cực kỳ sạch sẽ đã phác họa lại bề ngoài thân thể thướt tha mềm mại đến uyển chuyển vô song, làm cho người ta phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt, có muốn trước hết ta giáo huấn ngươi một chút hay không? Mắt nhung nàng sáng ngời, nhưng vẫn hiện rõ một vẻ uy nghiêm làm cho người ta không thể trái nghịch. Đừng, đừng, tỷ, đệ sai rồi đã được chưa? Đệ thực sự sai lầm rồi. Đúng rồi. Tỷ tỷ ngươi thông minh như vậy, tỷ cảm giác bọn họ rốt cuộc đang tìm người nào. Bán yêu, tu vi của bọn họ cường đại như vậy, tuyệt đối rất có lai lịch, tìm một bán yêu làm gì.
Du Tử Lâm rất e ngại đối với tỷ tỷ ra đời sớm hơn mình chỉ 3 phần canh giờ. Hắn dám không để ý đến sư thúc tổ, nhưng cũng không dám lên giọng với Du Tử Lăng, vì vậy hắn vội vàng chuyển đề tài. Địa Hư lão đạo cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lão nói. Bán yêu, nghe nói gần đây đúng là Diệp Hồng Cảnh đã sinh ra một bán yêu thiên kiêu. Hắn đánh bại mọi thiên tài hàng đầu của Diệp Hồng Cảnh, hơn nữa còn được thánh thần triệu kiến, điều này trong lịch sử cũng đã lâu không thấy. Sư thúc tổ chỉ chính là bán yêu Phong Phi Vân. Du Tử Lâm ánh mắt trở nên sáng như tuyết, hắn hưng phấn nói. Trên vạn tộc chiến trường chính là ta đã gặp mặt hắn một lần. Lúc ấy không có cảm giác hắn lợi hại đến đâu. Không nghĩ đến mới trôi qua vài năm mà hắn lại cũng đã có thể đánh bại Cố Lão Bát, chém chết Hoàng Thiên, được thánh thần triệu kiến. Đúng là một đối thủ không tồi. Nếu như lần này gặp lại hắn, dứt khoát phải đấu cùng hắn một phen, để cho hắn nếm thử sự lợi hại Chu Tà kiếm của ta. Du Tử Lăng ngồi xếp bằng trên mây xanh, trong đôi mắt nhung lộ ra vẻ kỳ quái, hàng mi chớp chớp. Nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra trong đại doanh Bạch Chu yêu tộc, mà trên gương mặt trắng như tuyết sinh ra một vệt đỏ ửng. Là hắn, tên bán yêu vô sỉ kia. Nhưng mà chợt nàng lại nghiến chặt hàm răng trắng như tuyết, có hơi tức giận đối với gia hỏa không có nguyên tắc kia. Hắn đã vô nguyên tắc, lại cũng không giữ mồm miệng. Mặc dù Phong Phi Vân lúc ấy cứu nàng một mạng, nhưng cũng không khiến cho nàng có quá nhiều thiện cảm. Tỷ, người tốn hơi thừa lời để làm chi? Du Tử Lâm tò mò hỏi. Người bớt quản đi. Du Tử Lăng nói. À, Du Tử Lâm hậm hực gật đầu như vậy không dám hỏi tiếp nữa. Phong Phi Vân đứng ở trong bóng tối, nhìn chăm chú một đôi tỷ đệ sinh đôi ở xa xa kia, trong lòng không khỏi có cảm giác có chút buồn cười. Xem ra đúng là có khả năng đi theo bọn họ cùng tiến vào trung tâm của Di Chỉ Cửu Uyên Tiên Thành. Thi hài của Chân Long, 9 linh mạch thâm uyên, một tòa tiên thành nhấn chìm đi trong lòng đất 8 vạn năm, rốt cuộc nó che giấu bí mật gì. Tu sĩ Vô Thọ Tinh Cung bắt đầu đi về phía trung tâm Di Chỉ Cửu Uyên Tiên Thành, đi tìm 9 dòng thâm uyên linh mạch đã chìm vào lòng đất từ 8 vạn năm trước. Phong Phi Vân tự nhiên là lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, hắn lùi lại ở phía sau rất xa. Phàm là có hung tà nhô lên từ lòng đất thì cũng có cường giả Vô Thọ Tinh Cung ra tay trấn áp. Phong Phi Vân từ lúc 3 ngày trước, cũng đã gửi Ngọc Phi Phù đi ra ngoài. Hắn thông báo Tuyết Lang và Diêu Cát, để bọn họ mang theo cường giả yêu tộc chạy đến Di Chỉ Cửu Uyên Tiên Thành. Hôm nay, rốt cục trên một cây cột đá đổ nát Phong Phi Vân đã thấy được ký hiệu con nhện do Tuyết Lang để lại. Không ngờ cường giả yêu tộc lại đến đây nhanh như vậy. So với ta lại vẫn còn sớm một bước tiến vào trung tâm Di Chỉ. Cũng không biết bọn họ và Hiên Viên Nhất Nhất đã gặp nhau chưa. Mọi người tiếp tục đi lại trong Di Chỉ Tiên Thành đến ngày thứ 5, xuyên qua rất nhiều mật địa hung thần, còn có một chút cấm địa tiên thành. Trong thời gian 5 ngày này, Phong Phi Vân đã hoàn toàn chuyển hóa 1 vạn con linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú, khiến cho mỗi một con linh thú chiến hồn đều đạt tới cấp bậc Niết Bàn Đệ Tứ Trọng. Cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân chính là Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Sơ Kỳ, hoàn toàn có khả năng lợi dụng tinh hoa Phật khí trong thiên quốc để cho chính mình đạt tới Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Đỉnh Cao, hơn nữa khiến cho tất cả linh thú chiến hồn cũng tăng lên tới cảnh giới Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng. Đến lúc đó hắn đã có thể một quyền đánh ra lực lượng của 1 vạn vị tu sĩ Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng. Đương nhiên coi như là lợi dụng tinh hoa Phật khí để làm tăng tu vi lên, thì cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Dù sao hiện tại tu vi của Phong Phi Vân so sánh với trước kia thì cao hơn quá nhiều, lượng tinh hoa Phật khí cần phải tiêu hao so sánh với trước kia cũng nhiều hơn, thời gian tốn hao cũng nhiều hơn. Mà hiện tại hắn đang ở trong Di Chỉ Thiên Thành, bên cạnh không chỉ có hung thần thường lui tới, lại còn có người của âm gian giới đuổi giết hắn. Vì thế nếu muốn tĩnh tâm để tu luyện thì đó là chuyện không có khả năng. Đương nhiên hắn cũng có thể tìm một chỗ bắt đầu ẩn náu, làm tăng tu vi lên. Nhưng mà như vậy rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên, để cho một thứ gì đó trong tiên thành đi qua sát ngay bên cạnh mình như vậy mà lại không thử nghiệm. Cảnh giới có khả năng từ từ tu luyện, nhưng mà cơ duyên cũng không phải bất kỳ lúc nào đều có thể gặp được. Đến một hôm, địa đàm lão đạo của Vô Thọ Tinh Cung rốt cục tìm được vị trí của 9 dòng nguyên thâm linh mạch. Mọi người đi tới một mảnh đất hoang vu, nơi này có 9 cái vực sâu khổng lồ. Ở trong vực sâu chỉ thấy cuồn cuộn mù mịt. Có 9 dòng linh mạch mãnh liệt đang bắt đầu khởi động ở phía dưới, như là 9 con linh mạch cuồng long. Nhưng mà, trong số 9 cái vực sâu,
thì có 5 chiếc vực sâu đều đã có người ở bên trong hấp thu lực lượng của thâm uyên linh mạch để làm tăng tiềm lực lên. 5 người ở bên trong 5 dòng thâm uyên linh mạch kia, đúng là 5 vị anh tài của âm gian giới. Tất cả mặc áo bào trắng bao kín toàn thân giống như 5 cỗ xác ướp, trên người bọn họ tỏa ra hào quang. Trông như là 5 mầm cây thần đang thai nghén trong linh mạch. Còn ở trên bờ 5 dòng thâm uyên linh mạch thì tất cả cũng đều có một vị lão nhân áo đen chia nhau ngồi xếp bằng, họ cũng đang thu nạp dị chủng linh khí trong linh mạch để làm tăng lên tu vi của bản thân. Chóp mũi lão nhân áo đen hít vào một cái, liền có đại lượng linh khí lọt vào thân thể của bọn họ, tu vi trong thân thể tăng lên rõ rệt. Đáng ghét, lại bị người nhanh chân đến trước. 9 dòng thâm uyên linh mạch, mỗi một dòng đều là tài nguyên chí cao vô thượng, có thể so với một tòa tiên quặng, đủ để cho vô số người phải thèm thuồng, nhân vật cấp bậc tiên hiền đều phải ra tay cướp đoạt. 3 vị lão đạo vô thọ tinh cung tuy nói đều là tu sĩ có tâm tình siêu phàm, nhưng mà đối diện với tài nguyên trước mắt, bọn họ lại đều chẳng sợ gì. Lăn lộn trong tu tiên giới, nào có đạo lý không giết người. Vì tài nguyên tu luyện, giết đến đất trời mù mịt, diệt tộc tịch biên gia sản, đây là những chuyện cực kỳ bình thường. Đã như vậy, thử hỏi vẫn còn chờ cái gì? Một lão lên tiếng. Tài nguyên tiên đạo, ai có đức thì được. Chúng ta chính là người có đức, mà bọn họ là tà ma ngoại đạo. Chúng ta phải đoạt lại thâm uyên linh mạch thuộc về chúng ta, trảm yêu trừ ma, phát huy đại đạo. Du Tử Lâm đã sớm khó chịu khi nhìn đám người này. Hắn là người thứ nhất xông lên, nhảy vào trong một dòng thâm uyên linh mạch bắt đầu đánh nhau cùng một vị anh tài âm gian giới đang ở trong đó, đánh cho đất trời mù mịt. Những tu sĩ này của vô thọ tinh cung, đương nhiên tất cả cũng chẳng sợ gì. Mỗi một người đều nhắm ngay một dòng thâm uyên linh mạch, sau đó nhảy xuống. Bắt đầu chém giết cùng tu sĩ âm gian giới đã sớm một bước tiến vào trong thâm uyên linh mạch. Mỗi một người đều ra tay cực kỳ quyết đoán. Bọn họ không giống như là những người tu đạo sĩ, quả thực so sánh tu sĩ tà đạo còn hạ thủ quyết đoán hơn. Lăn lộn trong tu tiên giới, không ác liền không có đường sống. Buồn bực nhất thì không có ai hơn được tu sĩ âm gian giới, trong lúc nhất thời đều bị ngơ ngác. Tiên đạo tài nguyên không phải cứ tới trước thì được trước sau, từ lúc nào biến thành ai có đức thì được. Ôi chao, không đúng a. Coi như là ai có đức thì được, nhưng vô thọ tinh cung các ngươi thì có đức khỉ mốc gì. Quả thực so sánh thổ phỉ vẫn còn thổ phỉ hơn. Phong Phi Vân cũng có chút kinh ngạc, đám đạo sĩ này thật đúng là không thể xem nhẹ. Cũng không hề bảo thủ chút nào. Rất hiểu được cách biến báo. Chỉ phun ra một câu có đức thì được, sau đó liền ra sức xuống tay đối với tu sĩ âm gian giới. Lý do này, con mẹ nó thực sự là hay a. Sau này ta cũng phải sử dụng nhiều hơn. Thực lực tổng thể của âm gian giới mặc dù mạnh hơn, nhưng mà lại bị vô thọ tinh cung đánh cho trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đúng là rối loạn đầu trận tuyến. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thừa nước đục thả câu này. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điều động lực lượng đại diễn vực thẩm thấu vào trong lòng đất, chậm rãi di chuyển về hướng một dòng thâm uyên linh mạch trong đó. Cục cưng của ta, không ngờ là một dòng tam hỏa linh mạch, hơn nữa dài đến hơn 8.000 dặm. Thật sự là thứ tốt ha, sau khi luyện hóa nó, nói không chừng có thể khiến cho thể chất của ta nâng cao một bước, có khả năng trở thành cấp bậc truyền kỳ thiên tài. Trong lòng Phong Phi Vân có chút kích động. Hắn muốn đạt tới cấp bậc truyền kỳ thiên tài đã thật lâu rồi. Nếu muốn cưỡng lại được Hiên Viên Nhất Nhất, nếu muốn trong tương lai đi tìm Thủy Nguyệt Đình báo thù, thì nhất định trước hết phải trở thành cấp bậc truyền kỳ thiên tài. Dĩ nhiên là một dòng tam hỏa linh mạch, cái này không kỳ quái. Khó trách có thể khiến cho đám tiểu đạo sĩ và lão đạo sĩ kia của vô thọ tinh cung nói ra những lời đầy tính triết lý ai có đức thì được như vậy. Tam hỏa linh mạch chính là linh mạch hội tụ nhất vị linh hỏa. Nhị vị minh hỏa, tam vị chân hỏa, đối với tu sĩ đạo tu luyện hỏa diễm thì nó có lợi ích không sao kể xiết. Đặc biệt Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân, tam hỏa linh mạch đối với hắn có ích lợi thật sự quá lớn. Trong tam hỏa linh mạch, có 3 vị tu sĩ đang chiến đấu. Trong đó một tu sĩ trên người bọc kín bằng áo bào trắng, thân cao 8 thước. Hắn cầm trong tay thanh tiểu đao màu xanh, đao mang nhanh như chớp giật, người này đúng là Nam Cung Dạ Bạch. Mặc dù toàn thân hắn đều bị bao bọc bởi áo bào trắng làm ảnh hưởng thân pháp triển khai, nhưng mà tốc độ của hắn lại vẫn khủng bố tới cực điểm. Ánh đao trong tay chợt lóe, liền xoẹt qua cổ một vị đệ tử vô thọ tinh cung, làm bắn ra một đám máu văng tung tóe. Linh Phong sư đệ,
Một tu sĩ khác của Vô Thọ Tinh Cung giật mình la lên một tiếng, trong mắt sinh ra từng sợi tơ máu, hắn cả giận nói. Ngươi lại giết Linh Phong sư đệ. Nam Cung Dạ Bạch lau lau huyết dịch trên đao phong, cười lạnh nói. Nói thừa, không phải ta giết thì chẳng lẽ là ngươi giết sao? Nam Cung Dạ Bạch biến thành một bóng dáng trắng lóa, tiểu đao trong tay như là một vầng trăng khuyết màu xanh chém đầu của đệ tử Vô Thọ Tinh Cung còn lại kia thành hai nửa. Làm bắn tóe ra một vòi máu lớn rồi rầm một tiếng, hắn ngã vào trong tam hỏa linh mạch. Vô Thọ Tinh Cung, chẳng qua chỉ là một trò cười, người nào dám tranh báu vật với âm gian giới chúng ta thì đều chỉ có một con đường chết. Khanh khách, cổ họng Nam Cung Dạ Bạch đột nhiên tắc nghẽn, thật giống như là bị người ta túm chặt lấy cổ, nên câu nói kế tiếp lại khó lòng phun ra từ trong cổ họng, hai tay và hai chân không ngừng rung động, tựa như một người bị rơi xuống nước đang không ngừng giãy giụa. Ngươi là... Nam Cung Dạ Bạch không ngừng giãy giụa, trên người lóe lên từng đạo ký hiệu, nhưng mà lại đều không phản kháng được, giống như là tử thần đang lấy đi tánh mạng của hắn. Phong Phi Vân mặc ẩn tàm xa la, đứng ở phía sau hắn. Một tay tóm chặt cổ của hắn, một tay nắm Thiên Tủy Binh Đảm đang cắt cổ họng của hắn. Thiên Tủy Binh Đảm tựa như một lưới cưa tử thần, hắn không ngừng cắt đứt cổ họng của... Ta là... Thật buồn cười, Phong Phi Vân. Nam Cung Dạ Bạch hai mắt trợn tròn, trong đồng tử phủ kín một tầng cho tàn, thân thể không ngừng co quắp. Phốc! Đầu của hắn rời khỏi cổ, nằm ở trên mặt đất. Phong Phi Vân bắn ra một đám hỏa diễm phủ xuống trên thi thể của hắn, nó đốt thành cho bụi, đốt luôn cả đầu của hắn. Phong Phi Vân lập tức mở ra Thiên Quốc Thông Đạo, thu lấy một dòng tam hỏa linh mạch dài đến hơn 8.000 dặm vào trong Thiên Quốc. Cố định nó trong một mảnh đáy đại dương Thiên Quốc. Sau đó liền lại lập tức bế quan Thiên Quốc Thông Đạo, rồi hắn vội vàng rút đi. Lúc này tu sĩ Vô Thọ Tinh Cung và tu sĩ âm gian giới đang đánh nhau ngươi chết ta sống, cũng không có người nào nhận thấy được động tĩnh ở bên này. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn chăm chú vào dòng thâm uyên linh mạch thứ hai. Đây là một dòng huyết tuyền linh mạch, dài đến 7.000 dặm. Linh mạch tựa như huyết tuyền bình thường bắt đầu khởi động trong lòng đất. Nhưng mà dòng này lại cũng không phải huyết tuyền đích thực. Mà là tụ tập thành từ linh khí thiên địa, giống như là mạch máu thiên địa. Nếu như có thể hấp thu linh khí trong dòng huyết tuyền này, thì huyết khí, sức sống, khí lực của tu sĩ đều sẽ tăng trưởng một nấc rất lớn. Điều này đối với tu sĩ cảnh giới Niết Bàn có ích lợi rất lớn, có khả năng gia tăng xác suất thành công Niết Bàn. Hơn nữa người nào có huyết khí và sức sống càng tràn đầy, thì số lần có thể Niết Bàn thành công cũng càng nhiều hơn. Lúc này trong huyết tuyền linh mạch có hai vị tu sĩ đang chiến đấu. Hai vị này đều là cường giả tuyệt đỉnh, tu vi cực kỳ đáng sợ, mỗi một chiêu cũng có lực lượng chém rụng trăng sao. Tống Thành Danh đứng ở trên đỉnh một tòa đạo quán, thân thể rắn giỏi như một gốc cây thanh tùng. Một tòa đạo quán này chính là hắn thu được từ trong một kho báu viễn cổ. Có thể chiếm được truyền thừa của một vị lão đạo trong đạo quán này, thân thể của hắn cơ hồ hòa tan vào làm một thể với tòa đạo quán này. Làm hắn có thể mượn lực lượng trong đạo quán, cũng có thể sử dụng đạo quán để khởi xướng công kích. Vị lão đạo này sau khi chết, cũng đã dung nhập hòa tan toàn bộ tinh khí của bản thân vào trong đạo quán, cho nên lực lượng của đạo quán khá đáng sợ. Một khi toàn bộ uy lực thi triển ra, lực phá hoại khó có thể suy đoán. Tống Thành Danh cầm trong tay một quả cầu tròn, linh khí trong thân thể tràn vào quả cầu. Hắn thúc giục trận pháp bên trong. Trên quả cầu tròn chợt sinh trưởng ra 10 thanh nhuyễn kiếm. Mỗi một thanh nhuyễn kiếm đều có thể kéo dài ra xa vài trăm thước, tựa như 10 con ngân xà đang nhảy múa trong bàn tay hắn. Đây là một kiện thập phẩm linh khí, tên là thập trảm kiếm. Nó có uy lực rất lớn, đã từng chém chết một vị vũ hóa hiền giả. Người đang đánh nhau cùng Tống Thành Danh chính là Du Tử Lăng. Nàng thân hình yểu điệu, tựa như một con rắn dài màu tím. Nó xuyên qua không gian giữa các khe hở trong thập trảm kiếm, tốc độ nhanh đến làm cho người ta hoa cả mắt. Mái tóc dài trên đầu nàng như những sợi tơ mềm, gương mặt xinh xắn mà tinh tế, trên làn da trắng như tuyết lưu động ánh sáng trắng trong suốt, làm cho người ta có một loại cảm giác thánh khiết không nhiễm bụi trần. Không nghĩ đến Vô Thọ Tinh Cung lại có loại kiêu nữ cấp bậc thiên kiêu như ngươi. Ngươi hẳn chính là Vô Thọ Tinh nữ của thế hệ này chứ. Tống Thành Danh cũng mặc đạo bào. Đầu đội đạo mào, áo mũ chỉnh tề, mà ngay cả mỗi một nút thắt trên người đều buộc thật sự cầu kỳ tinh tế. Áo bào trắng trên người Tống Thành Danh sớm đã bị Du Tử Lăng đánh cho rách nát, khiến cho hắn phải để lộ ra gương mặt.
dẫu trông hiên ngang oai hùng, nhưng mà sắc mặt có hơi trắng bệch quá mức. Du Tử Lăng cầm thanh phục ma cổ kiếm trong tay, trên đỉnh đầu ngưng tụ tam thanh đạo khí, vóc người xinh xắn yểu điệu, vòng ngực rất phỉnh, vòng eo như thân liễu. Vào lúc nàng thi triển kiếm quyết, đạo bào trên người tung bay đã khắc họa vóc người bề ngoài lồi lõm tinh tế có hứng thú trông thật cực kỳ mê người. Một đôi khố màu xanh nhạt bó sát hai chân thon thả mà thẳng tắp, cho dù bị gắt gao che phủ ở dưới đạo bào thì vẫn đều làm cho người ta suy nghĩ miên man. Mà ngược lại khí chất trên người nàng lại như búp sen xanh nhô lên khỏi lớp bùn, trắng nõn như tiên hạc, làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn đùa bỡn. Tống Thành Danh vừa cười nói. Vô Thọ Tinh Cung coi như là một chi tương đối cường đại trong đạo môn, xem như tên tuổi được xếp hạng trên. Nếu như có thể chinh phục một vị tinh nữ đạo môn kiệt xuất, như vậy khi đi lại trong tà đạo tuyệt đối là một chuyện rất có mặt mũi. E rằng ngươi vẫn còn không có bản lĩnh đó. Du Tử Lăng môi hồng răng trắng, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, hàng mi cong dài, đôi mắt xinh đẹp trong veo. Từ giữa mi tâm trắng muốt của nàng lóe lên một đạo thần quang màu xanh, như là có một cổ đạo sâu thẳm được mở ra. Từ bên trong lại bay ra một chiếc thần đăng phong cách cổ xưa. Vô Vọng Hàng Yêu Đăng. Chiếc thần đăng này chính là thập phẩm linh khí, giấu ở trong mi tâm của nàng. Nó đã sớm tương thông cùng tâm ý của nàng, có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực. Ầm, 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 ầm. Lực lượng của thập trảm kiếm bị Vô Vọng Hàng Yêu Đăng áp chế, 10 thanh kiếm trắng tinh không ngừng co rút thu nhỏ lại, bị áp chế quay về trong quả cầu. Thánh khiết đoan trang, khuynh thành tú lệ, ta thích. Nhưng mà, vừa rồi chẳng qua ta chỉ mới sử dụng tam trọng lực lượng thôi, hiện tại chính là lúc ta dốc toàn lực ứng phó để mà bắt ngươi. Ngươi cũng nên cẩn thận a. Ầm, 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 ầm. Trên mặt Tống Thành Danh hiện ra nụ cười chế nhạo, linh quang trên cánh tay tăng vọt, 10 thanh kiếm bành trướng ra ngoài, chúng đánh bay Vô Vọng Hàng Yêu Đăng. 10 thanh kiếm tựa như 10 con ngân xà quấn kín xung quanh Du Tử Lăng. Thân pháp của Du Tử Lăng cũng cực nhanh, nhưng mà thập trảm kiếm lại nhanh hơn. Chúng đan vào thành một cái võng, quấn chặt giam cầm thân thể mềm mại của nàng. Có cái quấn quít đôi tay, có cái quấn quít hai chân, có cái quấn quanh eo lưng, có cái nhằm thẳng mi tâm của nàng. Đại Bi Phù Lục. Du Tử Lăng mặc dù bị thập trảm kiếm quấn chặt giam cầm, nhưng mà lại không hề hoảng hốt rối loạn. Với tâm tư trầm tĩnh, từ trong miệng nàng phun ra một viên đan phù. Bùa chú nổ tung, hóa thành một cái đại bi trưởng ấn thật lớn mà công kích về phía Tống Thành Danh. Lực lượng một đạo trưởng ấn này ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, chính là do một vị đại hiền giả tế luyện mà thành. Nó chính là thần phù bảo vệ tính mạng giao cho nàng. Lực phá hoại có khả năng đánh trọng thương vũ hóa hiền giả bình thường. Thông thường truyền nhân kiệt xuất của đại giáo đứng đầu đều sẽ có một, hai chiêu số bảo vệ tính mạng. Cho dù không thể giết chết đối thủ, thì cũng có thể thong dong chạy thoát. Nếu như những người khác giờ phút này khẳng định trong lòng đã rối loạn, liều mạng bỏ chạy. Còn Tống Thành Danh sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn không lùi mà tiến tới, bay về hướng Du Tử Lăng. Một cái đại bi trưởng ấn kia cũng bay về hướng Du Tử Lăng. Mang theo một cơn gió giật cường đại. Sắc mặt của nàng hơi đổi, không nghĩ đến Tống Thành Danh lại thông minh như thế, ý chí lại kiên định như thế. Dẫu trong lòng nàng rất là không cam lòng, nhưng mà vẫn không thể không dẫn động lực lượng đại bi trưởng ấn sớm một bước, khiến cho đại bi trưởng ấn tiêu tan trước. Nếu không kết cục chính là nàng và Tống Thành Danh đồng quy vô tận. Ầm, 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 ầm. Đại bi trưởng ấn nổ tung. Nó bộc phát ra một cỗ công kích khổng lồ đánh bay Tống Thành Danh và Du Tử Lăng. Hai người đều là cường giả, cũng không có dính phải vết thương quá lớn. Tống Thành Danh khống chế thập trảm kiếm, tựa như tay cầm 10 cây roi bạc để giam cầm thân thể của Du Tử Lăng, khiến cho ngọc thể linh lung uyển chuyển của nàng trôi nổi trong huyết tuyền linh mạch. Tống Thành Danh đứng ở trên đỉnh đạo quán, một tay nâng Vô Vọng Hàng Yêu Đăng, một tay nắm thập trảm kiếm khống chế thân thể Du Tử Lăng. Ánh mắt thô thiển nhìn chăm chú thân thể mềm mại của nàng mà cười nói. Làn thu thủy đôi mắt là xương cốt của thần ngọc, còn cơ thể thơm ngát là làn da của giai nhân. Tinh nữ điện hạ, lúc này ta tuyên bố, ngươi là nữ nhân của ta. Trên người Du Tử Lăng có một thanh nhuyễn kiếm màu bạc quấn quít lấy, nhưng mà lại vẫn khó có thể phá hư chiếc chuông linh xinh đẹp tuyệt trần kia trên người nàng. Da thịt nhẵn nhụi mà mềm mại, mũi ngọc thanh tú chân bóng. Đôi môi tựa như được người thợ điêu luyện tạo hình mà thành. Bộ ngực cho dù bị bao bọc trong đạo bào lại vẫn thấy rất lớn,
có thể thông qua hình dáng vồng lên của hai trái đào tiên hương diễm hút hồn ở trước ngực mà cảm nhận được nó. Nữ nhân xinh đẹp giống như nàng làm ngay cả người có ý chí kiên định như Tống Thành Danh đều không thể hạ sát thủ đối với nàng. Hắn chỉ muốn chinh phục nàng ở trên giường, mà không phải chinh phục bằng đau thương. Du Tử Lăng hai chân thẳng tắp, vòng eo mềm dẻo, đôi mắt rất bình tĩnh, nàng nói. Ta biết các ngươi là ai, các ngươi là người của âm gian giới. Tống Thành Danh cười nói. Coi như để cho ngươi biết thì đã làm sao, giờ phút này ngươi đã mất đi tự do, sẽ trở thành một vị mỹ nhân quý giá trong phủ đệ của ta. Chờ đến khi trở lại âm gian giới, ta muốn ngươi là người thứ nhất thị tẩm cho ta. Lúc này, không gian bên trái Tống Thành Danh phát ra một tia dao động, một đạo đao ngân trắng như tuyết nhô ra từ trong hư không, cắt về phía cổ của hắn. Ai? Tống Thành Danh dù sao cũng chính là nhân vật Niết Bàn đệ lục trọng, linh tính cực kỳ cường đại. Hắn cảm giác được nguy hiểm nên vội vàng buông thập trảm kiếm ra, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Đao ngân trắng lóa vẻn vẹn chỉ là lưu lại một vết máu trên cổ hắn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể cắt được đầu của hắn. Phong Phi Vân liền âm thầm thở dài một tiếng. Hiện tại Tống Thành Danh đã cảnh giác, nếu muốn lại lần nữa giết hắn liền khó khăn hơn nhiều. Ai? Tống Thành Danh lại hỏi lần nữa, sống lưng đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Một đao vừa rồi kia thật sự không một tiếng động, thiếu chút nữa đã lấy đi tính mệnh của hắn. Hắn triển khai thần thức, nhưng lại khó có thể nhận thấy được vị trí của đối phương. Chỉ là linh giác của hắn nói cho hắn, trong huyết tuyền linh mạch đích xác đang ẩn náu một cường giả khác, khiến cho hắn không thể không toàn lực đề phòng. Du Tử Lăng sau khi thoát khốn liền triển khai ấn quyết, cướp trở về vô vọng hàng yêu đăng từ trong tay Tống Thành Danh, sau đó toàn lực công kích về hướng Tống Thành Danh. Ầm, 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 ầm. Tống Thành Danh biết có một vị cường giả âm thầm ẩn náu nên trong lòng rất là kiêng kỵ. Khi hắn đánh nhau cùng Du Tử Lăng cũng không dám toàn lực ứng phó, vẫn phải giữ lại vài phần lực lượng để bất kỳ lúc nào cũng có thể đối phó với người âm thầm đánh lén hắn. Tống Thành Danh nhất tâm lưỡng dụng, rất khó lòng đánh tiếp mà không có sai sót. Hắn không dám ở lại trong huyết tuyền linh mạch lâu hơn nữa, sợ người âm thầm kia lại ra tay đánh lén lần nữa. Ầm, 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 ầm. Tống Thành Danh khống chế đạo quán, thân thể bất ngờ phóng vọt lên cao. Hắn lao ra khỏi huyết tuyền linh mạch, bay thẳng vào trời cao. Cho đến sau khi Du Tử Lăng và Tống Thành Danh đi rồi, Phong Phi Vân mới hiện thân ra. Hắn vội vàng xuất ra kim Phật cao 99 thước, mở thiên quốc thông đạo ra rồi nhanh chóng thu huyết tuyền linh mạch vào trong thiên quốc. Soạt! Du Tử Lăng đi rồi quay lại, nàng bay xuống trong huyết tuyền linh mạch, nhìn chăm chú một vị kim Phật thật lớn, lại nhìn qua Phong Phi Vân rồi hỏi có hơi kinh ngạc. Làm thế nào lại là bán yêu nhà ngươi này? Mỗi lần nhìn thấy ngươi thì đều đang làm một chút chuyện trộm đạo. Khụ khụ, tinh nữ điện hạ, ta đây là bán yêu trộm đạo, cũng chính là người cứu ngươi hai lần. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh kim Phật cao 99 thước, tay cầm thiên tủy binh đảm. Hắn cứ thu huyết tuyền linh mạch mà coi như bên cạnh không người, cũng không sợ Du Tử Lăng ra tay đối với hắn. Du Tử Lăng mắt nhung phát lạnh, không muốn tốn hơi thừa lời. Rốt cuộc nàng có cảm giác hễ gặp phải bán yêu này đều cũng rất xúi quẩy. Mỗi lần gặp phải hắn, đích thực không có chuyện gì tốt. Người của âm gian giới đều cực kỳ hung ác tàn bạo, người muốn cướp thịt miệng hổ trong tay bọn họ thì đối với ngươi không có bất cứ ích lợi gì. Du Tử Lăng mặc đạo bào màu xanh, giống như một búp sen xanh, tiên nhan tao nhã, nàng hảo tâm khuyến cáo Phong Phi Vân. Nàng cũng không biết cho dù Phong Phi Vân không cướp lấy Thâm Uyên linh mạch, thì những tu sĩ âm gian giới này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Linh vật trong thiên địa, ai có đức thì được. Phong Phi Vân không kiêng nể gì thu huyết tuyền linh mạch, trên mặt hiện ra dáng vẻ đạo mạo. Du Tử Lăng không ngừng phẫn nộ mắt trợn trắng. Làm sao thiên hạ lại có kẻ không sợ chết, không biết xấu hổ, không muốn sống như vậy. Phong Phi Vân cười nói. Nếu ngươi đã biết bọn họ chính là người của âm gian giới, còn không mau đi thông báo cho các tu sĩ vô thọ tinh cung các ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy tu sĩ vô thọ tinh cung các ngươi đều bị chết sạch? Sau khi Du Tử Lăng nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói, sắc mặt chợt biến đổi. Nàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó biến thành một đạo ánh sáng lung linh màu xanh chạy ra khỏi huyết tuyền linh mạch. Bọn họ chính là người của âm gian giới, mọi người mau lui lại. Nàng đứng ở trên không trung, dáng người uyển chuyển, bộ ngực dựng đứng,
vòng mông cao và vểnh. Mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng đều làm cho người ta có một loại cảm giác đẹp đẽ vô hạn. Tu sĩ Vô Thọ Tinh Cung vội vàng rút lui, sau khi được ba vị lão đạo yểm hộ, một đám tiểu đạo sĩ bay lên chạy thoát ra ngoài. Những tu sĩ âm gian giới cực kỳ phẫn uất, muốn đuổi giết tới cùng nhưng mà lại sợ bị mất Thâm Uyên linh mạch. Cho nên cuối cùng dừng lại. Nam Cung Dạ Bạch đã bị người giết chết. Tạ Huyền nói. Tổng cộng có 5 dòng Thâm Uyên linh mạch bị người của Vô Thọ Tinh Cung cướp đi, thật sự đáng ghét. Bóng dáng của Mộc Linh Âm hiện hình cái đầu trên mặt đất, vòng eo cực kỳ mảnh mai, lưng như tấm ngọc. Một lão già âm gian giới lắc lắc đầu, nói. Ba vị lão đạo Vô Thọ Tinh Cung chỉ lấy đi được 3 dòng Thâm Uyên linh mạch, làm thế nào lại biến thành 5 dòng? Còn có 2 cái nữa thì ai lấy đi? Khẳng định còn có người ẩn náu trong bóng tối. Một lão già trên đỉnh đầu có mọc ra một sừng nhọn màu bạc, hai mắt cứng lại. Lão đánh ra 5 đạo trưởng ấn, chia nhau rơi vào trong 5 vực sâu trống rỗng. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. 5 đạo trưởng ấn nện dến ép hô 5 vực sâu bị sụp đổ, san thành đất bằng phẳng. Có người mặc ẩn tàm y bay ra từ lòng đất, nhằm về hướng phía tây mà bỏ chạy. Trong đám người âm gian giới có một vị đạt tới cấp bậc đại tông sư trí sư đã triển khai thiên nhãn thông. Lão thấy được một đạo hư ảnh đang chạy trốn về phía tây, lão liền ra tay công kích. Vị trí sư này có trình độ cực cao về thiên cơ mệnh, tại âm gian giới cũng có địa vị cực cao, trí tuệ cao, không thua gì Thương Hải tiên sinh của Cửu Tiêu tiên thành. Lão có thể giấu kín thiên cơ, suy tính ra được đầu đuôi câu chuyện. Thiên nhãn thông của lão có thể mơ hồ thấy vị trí của Phong Phi Vân. Đương nhiên đây đều là trong tình huống lão căn cứ vào việc tận lực thi triển thiên nhãn thông để tìm kiếm thì mới có thể làm được. Còn bình thường thì cũng rất khó nhận thấy được Phong Phi Vân đang mặc ẩn tàm xa la. Ầm, 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 ầm. Từ trong đôi mắt bắn ra 2 đạo tinh mang hóa thành kiếm bén. Nó chém về hướng Phong Phi Vân đang bay đi trốn. Một nguy cơ lớn lao liền ập tới. Đây là lực lượng vũ hóa hàng thật giá thật. Không phải mức mà bùa chú vũ hóa có khả năng bằng được. Phong Phi Vân điều động 8 ước cho cốt thánh linh trong thân thể, làm cho trong thân thể tràn đầy những điểm sáng nhấp nháy. Ánh sáng bùng lên chói mắt, từ trong cho cốt thánh linh tràn ra từng đạo ý niệm, chúng ngưng tụ ra một tia khí tức thánh linh. Ầm, 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 ầm. Khí tức thánh linh chém ngược trở lại, nó chặt đứt 2 đạo hào quang kia. A! À. Vị trí sư âm gian giới cấp bậc đại tông sư kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt xuất ra một vết máu, tựa như bị lưỡi dao cắt ở trên đồng tử, một đôi thiên nhãn cứ như vậy đã bị phá hủy. 2 con mắt không sai biệt lắm liền cắt thành 2 nửa. Tạ Huyền và Thương Kinh Thiên vội vàng nâng đỡ lão. Trên gương mặt già nua của vị trí sư cấp bậc đại tông sư này tràn đầy vẻ hoảng sợ, lão nói. Là lực lượng thánh linh, là lực lượng thánh linh. Cái gì, lực lượng thánh linh? 3 lão già khác của âm gian giới, tất cả cũng xuất hiện sắc mặt đại biến. Mặc dù chỉ là một tia thánh linh chi khí, nhưng mà cũng tuyệt đối là lực lượng thánh linh, không có sai. Trong khóe mắt vị trí sư cấp bậc đại tông sư này không ngừng chảy máu. Một đôi mắt có thể trên thấy trời, dưới thấu đất đã hoàn toàn phá hủy, bị thánh linh chi khí chém vỡ, không còn cơ hội có khả năng phục hồi như cũ. Đôi mắt này dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bị phá hủy. Cũng chỉ có thánh linh chi khí mới có thể có lực phá hủy cường đại như thế, đối phương rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có được thánh linh chi khí? Chẳng lẽ chính là truyền nhân của một vị ẩn sĩ thánh linh, chẳng lẽ là Thủy Nguyệt Thánh Nữ? Trong đôi mắt một lão già tóc trắng xóa tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vị trí sư cấp bậc đại tông sư lắc lắc đầu, huyết dịch trong khóe mắt bắt đầu đóng vảy. Lão đứng lên rồi nói với âm thanh buồn bã. Thủy Nguyệt Thánh Nữ làm việc trước sau như một đều quang minh lỗi lạc. Đạo tâm rõ ràng, tuân theo thiên địa đại đạo. Nên không có khả năng làm chuyện nham hiểm đến mức này, hẳn là một vị cường giả khác. Sau lưng đối phương có thánh linh làm chỗ dựa, chúng ta có lẽ không nên trêu chọc thì tốt hơn, để tránh dẫn đến họa sát thân cho mình. Sau này có lẽ cẩn thận một chút, gặp phải người này tốt nhất là cứ theo đường vòng mà đi. Vẻ mặt tất cả tu sĩ âm gian giới đều bắt đầu lo lắng. Mặc dù tổn thất không thể nói hết. Nhưng mà cũng không dám trả thù. Dù sao ý nghĩa mà một tia thánh linh chi khí kia đại biểu rất làm cho người ta sợ hãi. Phong Phi Vân đương nhiên không biết chính mình đánh ra một đạo thánh linh chi khí, không ngờ đều đã hù dọa đám tu sĩ âm gian giới này,
không ai còn dám đuổi theo hắn. Phong Phi Vân lại vẫn vội vã phi hành như trước, không dám dừng lại chút nào. Dù sao tu sĩ âm gian giới đều là cường giả, đích thực chỉ hơi động tay một tí thì cho dù hắn nắm giữ được chín tia thánh linh chi khí, phỏng đoán cũng khó có cơ hội giữ nổi mạng sống. Vừa rồi hắn có thể đả thương đối phương thì cũng chỉ là may mắn thôi. Hắn cũng không biết đã bay đến địa phương nào, dù sao vẫn còn ở trong di chỉ tiên thành. Sau khi xác nhận phía sau không ai truy theo, hắn mới cởi ẩn tàm xa la ra, sau đó bước nhanh đến ẩn thân vào trong một tòa phế tích mật địa. Lần này đây thu hoạch thật sự rất phong phú. Tam hỏa linh mạch, huyết tuyền linh mạch đều là thứ tốt, chiếm được hai tòa linh mạch này, hiện tại ta liền có khả năng thử nghiệm đột phá một phen vào cấp bậc truyền kỳ thiên tài. Phong Phi Vân tính toán trước hết cứ tăng thực lực lên, sau đó lại đi vào chỗ sâu trong di chỉ thiên thành để tìm kiếm cơ duyên. Nếu như không tu vi không đủ thế này, chỉ sợ cũng rất khó có thành quả. Hắn lấy ra pho kim Phật lớn cao 99 thước, đứng ở trong một cung điện đá đã bị tàn phá đổ nát, sau đó mở ra thiên quốc thông đạo. Hắn tính toán trước hết lợi dụng tinh hoa Phật khí khiến cho tu vi của chính mình đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao. Hắn bố trí rất nhiều trận pháp chung quanh cung điện đá đã bị tàn phá đổ nát, thậm chí ở ngoài trăm dặm đều bố trí trận pháp cảnh giới báo động. Một khi có người xông vào trong phạm vi trăm dặm, là hắn có thể cảm giác được. Sau khi làm xong tất cả công việc chuẩn bị này, hắn liền ngồi xếp bằng ở dưới pho kim Phật lớn cao 99 thước. Hắn dẫn đạo tinh hoa Phật khí trong thiên quốc, sử dụng thông đạo lưu động dẫn chúng đi ra từ trong thiên quốc rồi trôi nổi chung quanh thân thể của hắn, tựa như một con sông dài màu vàng vờn quanh thân thể. Một mảnh Phật quang đậm đặc bao bọc lấy Phong Phi Vân, tinh hoa Phật khí bắt đầu không ngừng bắt đầu khởi động chảy vào trong thân thể hắn, tựa như nước suối tưới cho những thửa ruộng. Với cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân, hắn đã không phải hấp thu từng giọt lực lượng tinh hoa Phật khí, mà là hấp thu từng nồi. Mỗi một nồi đều có vài trăm giọt thậm chí hơn 1000 giọt tinh hoa Phật khí. Ầm, 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 ầm. Một vạn con dị thú chiến hồn trong thân thể Phong Phi Vân cũng lao ra, bao quanh thân thể của hắn. Mỗi một con dị thú chiến hồn đều trông rất hung ác mà hung hãn, tựa như những con thái cổ mãnh thú đang đua nhau nuốt chửng tinh hoa Phật khí trên bầu trời. Tốc độ tiêu hao của tinh hoa Phật khí nhanh đến mức trước nay chưa từng có. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ cũng có 1000 giọt tinh hoa Phật khí bị hấp thu hết sạch. Lực lượng của Phong Phi Vân tăng trưởng cũng cực kỳ rõ ràng, mỗi một canh giờ khí tức trên người cũng có sự nâng cao thấy được rõ ràng. Rầm. Khối phượng cốt thứ 23 sinh ra trong thân thể hắn, nó tỏa ra thần quang sáng quắc. Sau đó nó hợp thành một thể với 22 khối phượng cốt vốn có trong thân thể hắn, cấu thành một chu thiên hoàn mỹ. Thể chất của Phong Phi Vân lại tăng trưởng một lần nữa. Ầm, 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 ầm. Khối phượng cốt thứ 24 sinh ra. Ầm, 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 ầm. Khối phượng cốt thứ 25 sinh ra. Khối phượng cốt thứ 27 sinh ra. Trên dưới toàn thân Phong Phi Vân đều là ánh lửa, thân thể giống như là hóa thành một hỏa nhân. Ở trong đó có 27 vầng sáng trở nên cực kỳ sáng ngời, tựa như 27 mặt trời đang xoay tròn trong thân thể hắn. Bất tử Phượng Hoàng thân lại vẫn còn tăng chu thiên lên một lần nữa. Tu vi của Phong Phi Vân đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao, lực lượng trong thân thể đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Cũng chỉ có hắn mới có được tốc độ tăng lên hùng bố như thế. Bởi vì cảnh giới của hắn cũng sớm đã đủ rồi, căn bản sẽ không sợ bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh mà tạo thành tình huống tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa hắn lại nắm giữ được một tòa bí cảnh cao cấp, có khả năng không ngừng cuồn cuộn cung cấp lực lượng tinh hoa cho hắn. Phong Phi Vân đã một lần tính toán ra, tinh hoa Phật khí trong thiên quốc đủ để hỗ trợ hắn tu luyện tới Niết Bàn đệ cửu trọng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn thành Niết Bàn lần thứ 9. 9 lần Niết Bàn là một truyền thuyết, chỉ có một vài nhân vật ngang dọc trời đất thần thoại thời kỳ thái cổ mới có thể đạt tới cấp độ kia. Mà ngay cả rất nhiều thánh linh đều không hề hoàn thành 9 lần Niết Bàn. Ở trong sách cổ cũng ghi chép tuyệt đại đa số thánh linh cũng chỉ có niết bàn 7 lần hoặc là 8 lần, có thể đạt tới 9 lần tuyệt đối thuộc về cực kỳ hiếm có. Tuyệt đại đa số thiên tài cấp bậc sử thi chỉ có thể hoàn thành 6 lần niết bàn. Con số thiên tài cấp bậc sử thi có thể hoàn thành 7 lần niết bàn cực kỳ ít ỏi đến đáng thương, trong một vạn người đều rất khó xuất hiện một người. Đối với tuyệt đại đa số thiên tài cấp bậc sử thi mà nói,
có thể đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng cũng đã quả là không tồi, có thể nói tiền đồ rạng rỡ dẫu chưa tới cấp bá chủ. Ví dụ như đám người Tống Thành Danh, Du Tử Lăng, đều có thể lấy thiên phú cấp bậc sử thi đỉnh cao bẩm sinh để đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng. Đương nhiên phàm là thiên tài có thể đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng, cũng đều là hạng người tính tình kiêu ngạo. Đương nhiên họ sẽ không chịu thỏa mãn như vậy, mà sẽ đi đột phá vào cảnh giới tới hạn Niết Bàn đệ thất trọng mà thiên tài cấp bậc sử thi có thể đạt tới. Một khi có thể bước vào Niết Bàn đệ thất trọng, mặc dù còn chưa đột phá cảnh giới vũ hóa, thì cũng có thể chống lại hiền giả cảnh giới vũ hóa, trở thành thiên kiêu chí cao vô thượng, tiền đồ vô lượng. Không ai nguyện ý đắc tội tu sĩ Niết Bàn đệ thất trọng, bởi vì tu sĩ có thể đạt tới Niết Bàn đệ thất trọng thì tương lai tại cảnh giới vũ hóa cũng có thể đi được xa hơn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao đám người Tống Thành Danh và Du Tử Lăng này, sau khi đã đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng thì lại chậm chạp không chịu đột phá cảnh giới vũ hóa. Cảnh giới Niết Bàn chính là một cảnh giới kỳ quái. Nó tràn ngập nguy hiểm, mỗi lần đột phá một cảnh giới thì đều coi như một chuyến tiếp xúc gần gũi cùng tử vong. Đồng thời cảnh giới Niết Bàn lại là một cảnh giới tràn ngập kỳ ngộ và thách thức, điểm này tập trung vào thể hiện việc làm tăng trưởng tuổi thọ đối với tu sĩ. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ tứ trọng, có thể có được tuổi thọ 8.000 năm đến 9.000 năm. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ ngũ trọng, có thể có được tuổi thọ tiếp cận 1.200.000 năm đến 1.300.000 năm. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ lục trọng, có thể có được tuổi thọ 1.500.000 đến 2.000.000 năm. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ thất trọng, có thể có được tuổi thọ 3.000.000 năm đến 3.500.000 năm. Tu sĩ đạt tới Niết Bàn đệ bát trọng, có thể có được tuổi thọ 4.000.000 năm đến 5.000.000 năm. Còn về phần tu sĩ sau khi đạt tới Niết Bàn đệ cửu trọng có thể sống bao lâu, thì không có ghi chép cụ thể. Tóm lại một câu nói, cứ mỗi một lần có thêm Niết Bàn, thì tuổi thọ sẽ gia tăng một nấc rất lớn. Tình huống như vậy chỉ xuất hiện tại cảnh giới Niết Bàn, bởi vì tu sĩ đạt tới tu vi cảnh giới vũ hóa thì bất kể tuổi thọ rất cao cũng sẽ không tại tăng trưởng. Chỉ có một chút nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh, chính là nhân vật đạt tới cảnh giới thánh linh thì tuổi thọ mới có thể gia tăng chút ít. Hơn nữa coi như là đạt tới cảnh giới thánh linh, tuổi thọ tăng lên cũng là cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa căn cơ để tu sĩ thành thánh nguyên không giống nhau, mức độ tăng lên tuổi thọ bao nhiêu cũng khác nhau. Có cường giả cái thế hơn đời sau khi thành thánh thì tuổi thọ cũng không gia tăng rõ rệt, cuối cùng chết già ở cấp thánh linh. Có thể nói cảnh giới Niết Bàn chính là muốn tu sĩ lấy mạng đổi mạng. Chỉ có người nào dám dũng cảm tiến tới, người nào dám trực diện đối mặt sinh tử thì mới có thể đoạt càng nhiều tuổi thọ. Đó là lúc tranh thủ càng nhiều thời gian hơn cho cảnh giới vũ hóa. Bình thường những hiền giả tại Niết Bàn đệ tứ trọng liền đột phá cảnh giới vũ hóa, tất cả cũng nhất định chỉ có thể trở thành một vị hiền giả, mức độ có thể tăng lên cao đã bị hạn chế. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một vạn con linh thú chiến hồn đều đang không ngừng tấn chức. Chúng đua nhau bước vào cấp bậc Niết Bàn đệ ngũ trọng, bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đàn thú gầm liên tục làm rung động trời cao. Nếu không phải Phong Phi Vân bố trí rất nhiều trận pháp ở chung quanh tòa cung điện bằng đá này, chỉ sợ âm thanh của những linh thú chiến hồn này có thể vang vọng khắp cả Di Chỉ Tiên Thành. Lực lượng trên người Phong Phi Vân không ngừng tăng lên, mỗi một tấc cơ thể, xương cốt đều đang không ngừng bị luyện hóa, ngưng tụ luyện ra thân thể càng lúc càng cường đại. Hiện tại lực lượng ẩn chứa trong một sợi tóc của Phong Phi Vân đều có thể giết chết một vị chân nhân tu vi Niết Bàn đệ nhất trọng, vẩy ra một giọt huyết dịch là có thể khiến cho một hồ nước trở thành tà hồ mà nhân loại cấm đặt chân. Ầm, 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 ầm. Một vạn con linh thú chiến hồn toàn bộ thăng cấp thành Niết Bàn đệ ngũ trọng. Chúng hóa thành một tòa mãng thú đại vực, mỗi một con linh thú chiến hồn đều đang có Phật quang bập bùng quanh thân. Thân hình khổng lồ của chúng cơ hồ đã ngưng tụ thành thật thể. Tựa như có một vạn con cự thú đứng ở phía sau Phong Phi Vân. Đây là một loại khí thế ngạc nhiên vô cùng, tựa như vạn thọ tôn giả đã đến trái đất, làm cho tất cả linh thú trong thiên địa đều phải nghe ngài truyền lệnh. Phong Phi Vân cảm giác lực lượng hiện tại của mình có thể chống chọi trực diện với một chút hiền giả tu vi cảnh giới vũ hóa cấp thấp. Nếu như có thể đạt tới cảnh giới cấp bậc truyền kỳ thiên tài, như vậy khẳng định là có thể có được lực lượng đánh một trận với tu sĩ cảnh giới vũ hóa. Linh Chu. Phong Phi Vân vốn định lập tức luyện hóa tam hỏa linh mạch vào huyết tuyền linh mạch, thử nghiệm đột phá vào cấp bậc truyền kỳ thiên tài, nhưng mà liền lúc này, trong óc hắn sinh ra cảnh giác. Có người xông qua trận pháp cảnh báo mà hắn thiết lập ở ngoài trăm dặm, đang chạy về hướng bên này. Đến thật là nhanh.
Phong Phi Vân sợ bị người biết bí mật của mình, vội vàng thu hồi vạn thú chiến vực và kim Phật cao 99 thước, sau đó lại hủy bỏ trận pháp chung quanh. Soạt! Một đám tu sĩ kia chạy đến cực nhanh, cự ly xa trăm dặm mà chỉ trong nháy mắt liền đến, đã lọt vào trong một mảnh phế tích này. Phong Phi Vân, tại sao ngươi ở chỗ này? Lưu Tô Tử có vẻ hơi chật vật, chiếc trường bào màu tím trên người có nhiều chỗ rách nát. Cái búi tóc công tử trên đầu cũng bị người ta chém rơi làm mái tóc dài thả xuống rối bù, trông cực kỳ phóng khoáng. Dẫu bớt đi vài phần tư thế oai hùng, nhưng có thêm vài phần mềm mại nữ nhân. So sánh với hình dáng do Lưu Tô Hồng biến ảo thành thì còn có hứng thú hơn. Trên người nàng có một khí chất cao quý của thiên kim tiểu thư, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Mà dạng nữ nhân này cũng khiến cho nam nhân sinh ra dục vọng chinh phục nhất. Đồng hành cùng nàng còn có hơn 10 vị lão nhân phủ cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, tất cả cũng có vẻ rất là chật vật. Có lão nhân trên người còn có vết thương, hiển nhiên là bị kẻ khác công kích. Phong Phi Vân sờ sờ mũi, rất ít khi hắn thấy Lưu Tô Tử có dáng dấp chật vật như vậy, thế này đâu còn là công tử hay chuyện trò vui vẻ nữa. Hắn cười nói, ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Di chỉ cửu huyên tiên thành xuất hiện, có hài cốt chân long xuất thế. Rất nhiều tu sĩ đều chạy đến một mảnh đất này tìm kiếm cơ duyên. Đồn đại có không ít cường giả yêu tộc đều vượt qua đường hầm xuyên không gian giáng xuống đến nơi này. Đương nhiên ta cũng đến đây tìm kiếm cơ duyên. Lưu Tô Tử quấn chặt lại mái tóc dài đen nhánh ở sau lưng, lại lần nữa vấn mái tóc dài lên đầu. Động tác vấn tóc của nàng rất tao nhã, ngón tay ngọc mềm mại, sợi tóc trơn bóng, làm cho người ta nhìn mà có hơi ngẩn người. Phong Phi Vân xem ra cũng có hơi ngây dại. Đơn giản một động tác vấn tóc lại có thể lay động lòng người như thế. Hắn nói. Rất chờ mong xem nữ trang của ngươi có hình dáng gì nữa. Ngươi nói cái gì? Lưu Tô Tử môi hồng răng trắng, mày ngài mảnh mai. Con ngươi trong mắt rất đen, trong trắng mắt rất trắng, trắng hay đen tương phản khiến cho ánh mắt của nàng có vẻ cực kỳ sáng ngời. Nếu như tu sĩ ý chí không đủ kiên định mà nhìn thấy đôi mắt sáng ngời tinh tường này của nàng thì ắt sẽ kìm lòng không đậu đành cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Đó là một khí thế của kẻ ngồi trên cao. Ta nói, ngươi luôn mặc trang phục nữ giả nam, không phải là thích nữ nhân chứ? Phong Phi Vân mở miệng trêu chọc. Lưu Tô Tử nheo mắt lại, gương mặt xinh đẹp cứng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Phong Phi Vân tiếp tục trêu chọc. Không phải là ngươi thích hiên viên nhất nhất chứ? Khó trách mỗi lần ta đều thấy ánh mắt của ngươi nhìn nàng đều rất không đúng. Cái này cũng thật là đáng sợ. Ngươi muốn chết. Lưu Tô Tử xuất ra một thanh cổ kiếm, ống tay áo tím biếc phung lên, cổ kiếm bay ngang ra, kiếm khí vô cùng lạnh lùng. Phong Phi Vân vội vàng triển khai luân hồi tật tốc, thân thể lướt ngang đi ra ngoài, chỉ trong tích tắc liền rơi xuống bên kia Lưu Tô Tử. Hắn vẫn cười ha hả như trước, rồi nói. Hiên viên nhất nhất với ngươi đều là giai nhân tuyệt đỉnh, đáng tiếc đều không bình thường. Một người thích làm bộ thuần khiết. Một người thích đóng giả nam nhân. Hai người các ngươi mà đi cùng một chỗ, ta hoàn toàn không lường được. Tử bán yêu, ngươi tốt nhất đừng làm nhục nhất nhất, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thảm, ta cam đoan với ngươi. Lưu Tô Tử biết Phong Phi Vân hiện tại tu vi tiến nhanh, đã không phải Phong Phi Vân trước kia, cho nên không có ra tay nữa. Nàng thu hồi cổ kiếm rồi đứng ở nơi đó, trên người có một cỗ khí chất phú quý mà ngạo nghễ. Phong Phi Vân sắc mặt kinh ngạc. Bắt đầu hoài nghi liệu nàng và hiên viên nhất nhất có phải thật sự như vậy hay không. Vốn hắn định lại mở miệng trêu chọc nàng một phen, nhưng mà vừa nghĩ tới thủ đoạn nàng đối phó Tiêu Thiên Duyệt, lập tức khiến cho Phong Phi Vân hơi dựng ngược tóc gáy, hắn đành thu hồi ý đồ kia. Nữ nhân này thật sự rất quỷ kế đa đoan, hơn nữa sau lưng còn có một tòa phủ cảnh chủ khổng lồ làm hậu thuẫn. Nếu như nàng thực sự định đối phó Phong Phi Vân, thật đúng là sẽ mang lại phiền toái rất lớn cho Phong Phi Vân. Chỉ đùa một chút mà thôi, cái này đâu phải thật sự như vậy sao? Phong Phi Vân khẽ nói. Lưu Tô Tử mắt ngọc mày ngài, dáng người yểu điệu, khuôn ngực cao ngất, vóc người lồi lõm uyển chuyển, hiển nhiên hôm nay nàng cũng không dùng mảnh lụa cuốn lấy bộ ngực, cho nên lúc vừa rồi nàng vấn tóc mới có thể có vẻ hương vị nữ nhân như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ tới phía trong trang phục liệu nàng có mặc cửu y hay không, thì chợt khiến cho Phong Phi Vân lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Xem ra sau khi dở trò một lần với Lưu Tô Hồng, thì trong lòng hắn đã sinh ra tà niệm đối với Lưu Tô Tử, cái này quả thực không tốt ha.
vạn nhất không cẩn thận mà phạm sai lầm thì biết làm sao bây giờ. Cái đó khẳng định đều là Lưu Tô Hồng làm hại. Trong lòng Phong Phi Vân đích thật là sinh ra ham muốn đối với Lưu Tô Tử. Loại cảm giác này cực kỳ tế nhị, khiến cho Phong Phi Vân đều cảm giác được mà không hiểu ra sao cả. Hình như là đi tới Di Chỉ Tiên Thành mới xuất hiện tình huống như thế. Còn tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ trong Di Chỉ Tiên Thành này còn có cái gì có thể ảnh hưởng yêu ma chi huyết trong thân thể ta? Lưu Tô Tử liếc mắt nhìn xéo Phong Phi Vân, cảm giác trong lòng có hơi sợ hãi. Nàng hơi lùi xa vài bước với Phong Phi Vân rồi nói. Ngươi nhìn chăm chú ta làm chi, hơn nữa không phải ngươi và Nhất Nhất đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sao? Hiện tại nàng ở đâu? Phong Phi Vân tóc dài xõa vai, tư thế trông thật hiên ngang oai hùng. Hắn thu hồi ánh mắt rồi vận chuyển kim tàm Phật khí trong thân thể. Hắn cố gắng áp chế yêu ma chi huyết trong thân thể, để cho tâm tư trở nên tĩnh lặng, rồi cười nói. Chúng ta thông qua cổ trận đài đi tới nơi này, gặp phải người của âm gian giới công kích, sau đó liền chạy tách ra. Phong Phi Vân đi hai bước về phía nàng, hắn cười hỏi. Làm thế nào mà các ngươi lại có vẻ chật vật như vậy, chẳng lẽ cũng gặp phải người của âm gian giới? Lưu Tô Tử có hơi nhíu nhíu mày, nàng không muốn đứng gần Phong Phi Vân quá nên dịch hai bước ra phía ngoài. Trong đôi mắt tinh tường mang theo vài phần lạnh nhạt, nàng nói. Thật ra cũng không là người của âm gian giới. Còn về phần là ai, ngươi là một bán yêu nho nhỏ. Cũng không nên xen vào. Ta mặc kệ, ta cũng lười quản. Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười rồi tránh lui đến một bên. Một ông lão gần thất tuần đi vào phế tích, thân thể nhảy nhót giữa đống đổ nát thê lương giống như một đạo quỷ ảnh. Chả mấy chốc lão liền rơi xuống trước mặt Lưu Tô Tử, cung kính vái một cái rồi nói. Đám nhân mã của tứ quận chúa đã đuổi kịp đến. Từ một phương khác, lại có một ông lão bay đến, như một con chim to từ trên trời lao xuống. Lão cũng cung kính vái một cái với Lưu Tô Tử rồi nói. Đám nhân mã của lục quận chúa cũng chạy đến từ phía trước mặt, chặt đứt con đường chúng ta đi đến trung tâm Di Chỉ Tiên Thành. Lưu Tô Tử mắt nhung chuyển động, hàng mi cong dài rung rinh. Nàng cười nói. Bọn họ thật đúng là tính toán thật hay. Xem ra là muốn mượn cơ hội lần đi Di Chỉ Tiên Thành này xuất thế để liên thủ loại bỏ ta. Ta cũng thật hiếu kỳ là chuyện tốt như vậy, vì sao đại tỷ lại không tham gia cùng. Đích xác rất kỳ quái, không giống như là phong cách làm việc của đại quận chúa. Một người quân sư tay cầm quạt lông cũng nói. Một vị đại trí sư khác nói. Lục quận chúa bái nhập làm môn hạ huyền pháp đạo trưởng của Vô Thọ Tinh Cung. Ở trong sư môn kết giao với rất nhiều tu sĩ. Lần này nàng đã liên lạc cùng tu sĩ Vô Thọ Tinh Cung, chả mấy chốc sẽ chạy tới đây. Lực lượng của Vô Thọ Tinh Cung không thể khinh thường a. Tứ quận chúa có quan hệ tốt cùng Cửu Tiêu Tiên Thành, lần này cũng liên hợp với tu sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành, mà Hoàn Thiên Cảnh là sân nhà của bọn hắn. Cửu Tiêu Tiên Thành điều động không ít tu sĩ chạy đến đây, tình huống cũng rất bất lợi. Phong Phi Vân xem như nghe ra một chút manh mối, xem ra lại là cuộc tranh giành người kế thừa phủ cảnh chủ. Cũng đúng thôi, bình thường cũng chỉ dám làm những chuyện vặt vãnh còn con, không dám đích thực hạ sát thủ. Dù sao đều ở ngay dưới mũi cảnh chủ nên cũng không ai muốn làm huyên náo quá mức. Nhưng mà hiện tại Di Chỉ Cửu Huyên Tiên Thành xuất thổ, có rất nhiều hung thần xuất thế, càng là có long thì chiếm cứ. Điều đó khiến cho thiên cơ nơi này trở nên cực kỳ hỗn loạn, cho dù có thiên chi kiêu tử phát sinh chuyện bất trắc ở chỗ này, thì đó cũng là điều rất bình thường. Lúc này cũng là thời điểm bọn họ muốn hoàn toàn giết chết đối thủ. Để có thể trở thành người được đề cử làm người kế thừa, thì có ai là hạng người nhân từ nương tay? Phủ cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh tổng cộng có 4 người được đề cử làm người kế thừa, hơn nữa đều là nữ nhân thiên tư tuyệt đỉnh, đại quận chúa Lưu Tô Hồng, tứ quận chúa Lưu Tô Lục, lục quận chúa Lưu Tô Lam, thất quận chúa Lưu Tô Tử. Vốn tổng cộng có 7 người được đề cử, đều được phong làm quận chúa và thế tử. Nhưng mà 2 vị thế tử và 1 vị quận chúa kia đều đã chết ở trong cuộc cạnh tranh, chỉ còn 4 vị quận chúa còn sống. Đương nhiên tên của bọn họ cũng đều là được ban tặng sau khi được phong làm quận chúa, gọi theo 7 màu sắc cơ bản. 4 nàng thiên chi kiêu nữ này có thể bộc lộ tài năng trong số đông đảo thiên tài, đều không phải hạng người dễ đối phó. Từ Lưu Tô Hồng và Lưu Tô Tử liền có thể nhìn ra mức độ lợi hại của 2 vị khác. Phong Phi Vân không hề muốn gia nhập vào cuộc tranh giành ngôi vị người kế thừa phủ cảnh chủ, hắn định bụng lập tức chạy đi trung tâm Di Chỉ Thiên Thành.
bí mật của Long Thi kia mới là chuyện mà hắn bức thiết muốn biết rõ ràng. Nếu không có chuyện khác, vậy tại hạ cũng không làm phiền thất quận chúa hơn, xin cáo từ. Lưu Tô Tử cũng không giữ Phong Phi Vân lại, mặc cho hắn rời đi. Phong Phi Vân vừa mới đi ra khỏi một mảnh phế tích cung điện bằng đá này, thì liền dừng bước chân. Hắn lại lui trở về, đứng ở phía sau Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử liếc mắt nhìn hắn mà cười hỏi. Tại sao ngươi lại không đi? Phong Phi Vân cũng không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài phế tích, chỉ thấy mặt đất đang nhô lên lớp lớp, rồi biến thành ba quả núi cao khổng lồ chắn ngang trước mắt. Những tảng đá lớn mấy chục vạn cân đang lăn xuống từ trên sườn núi. Ba quả núi cao đến gần mấy ngàn thước tạo thành bức vách đen ngòm, ngăn cản tầm mắt của người ta. Hiu, hiu, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Không lâu sau, liền có mấy trăm vị tu sĩ cường đại đứng ở trên ba quả núi cao đó. Bọn họ ai nấy đều có khí tức rất mạnh mẽ. Mọi người xuất ra bốn món thập phẩm linh khí, chúng bộc phát ra lực lượng làm rung động tâm linh, rồi phong tỏa một mảnh không gian này. Trong đó có một thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo xanh đứng ở trên đỉnh quả núi cao chính giữa, trên vai có một con linh điểu màu xanh đang đậu. Trên người có đeo sáu dải vải màu xanh biếc thật dài đang tung bay ở trong gió, tựa như một vị tiên tử thuận gió mà bay đến. Lưu Tô Lục thân thể rất mảnh mai, ánh mắt cực kỳ dịu dàng thùy mị, cánh tay ngọc mảnh mai, đôi chân đẹp cực kỳ thon thả. Tựa như một trận gió thổi tới là có thể hất ngã nàng. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói. Tỷ muội chúng ta thật vất vả mới có một lần nói chuyện cũ, người hà tất phải đi khẩn cấp như vậy. Trên gương mặt Lưu Tô Tử cũng không có ý sợ hãi chút nào, nàng cười khẽ rồi nói. Ta sợ, tứ tỷ muốn giết ta. Làm sao có thể, tỷ muội chúng ta đọ sức, nhiều lắm thì ta phế đi tu vi bản thân của ngươi. Lưu Tô Lục nhìn như yếu đuối, âm thanh cũng mềm mại, nhưng mà trong ngôn ngữ kia lại để lộ ra khí thế vẫn có thể hù dọa được rất nhiều người, làm cho người ta táng đởm kinh hồn. Thật đúng là nữ nhân có lòng dạ độc ác. Cái này đã không phải tỉ muội có chung huyết thống, quả thực đã sánh ngang những kẻ có mối thù giết cha được rồi. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ như thế, trên mặt hiện ra nụ cười mỉa mai thấp thoáng. Hắn càng không muốn xen lẫn vào cuộc tranh giành ngôi vị người kế thừa giữa bọn họ, nên hắn cười cười mà nói. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta còn có việc, vậy ta đi trước. Phong Phi Vân cảm giác tình thế cực kỳ bất lợi đối với Lưu Tô Tử. Chính mình và nàng cứ tiếp tục đứng chung một chỗ thì nói không chừng sẽ bị liên lụy. Trong số đám tu sĩ đứng ở trên đỉnh núi cao lại có một vị anh tài trẻ tuổi cảnh giới niết bàn đệ tứ trọng nhìn kỹ Phong Phi Vân hồi lâu. Trong ánh mắt hắn hiện ra vẻ nghi hoặc, rồi đột nhiên nói. Không thể thả hắn đi, hắn chính là bán yêu đã giết chết thiếu thành chủ, Phong Phi Vân. Vị anh tài trẻ tuổi này đã từng tham gia thịnh yến động thiên ở Tiên Hư Hoa, đã nhìn thấy Phong Phi Vân một lần từ xa xa. Hắn nhận ra Phong Phi Vân, nhưng mà Phong Phi Vân lại không nhận ra hắn. Không sai chính là hắn. Một thiếu nữ xinh đẹp tuổi còn trẻ cũng đã nhận ra Phong Phi Vân. Thiếu nữ này cực kỳ xinh đẹp thuần khiết, da trắng má hồng, đôi mắt tròn xoe, vừa nhìn đã biết là loại thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Nhưng mà tu vi bản thân của nàng lại không thấp. Phong Phi Vân càng nhìn nàng càng cảm thấy quen thuộc, cuối cùng thì hắn cũng nhớ ra nàng. Mấy năm trước hai lần hắn đã đánh nhau trong thánh linh mộ táng. Hình như nàng là cháu gái của Tiêu Thiên Duyệt, có tên gọi là Tiêu Tiểu Thiền. Nàng không thể giết chết Phong Phi Vân, lại bị Phong Phi Vân bắt đi, cuối cùng được Hiên Viên Nhất Nhất mang đi. Thì ra là Tiêu cô nương, người có chính mắt nhìn thấy ta giết chết thiếu thành chủ cửu Tiêu Tiên Thành không? Lúc ấy là các ngươi liên thủ định giết ta mới là người bị hại. Phong Phi Vân hậm hực nói như vậy. Tiêu Tiểu Thiền hai tròng mắt đỏ lên, nàng nói. Chính ta tận mắt thấy, lúc ấy ở trong bất tử điện, tam thúc của ta và con nối dõi của vực chủ 12 vực đều phơi thây bên cạnh đầm nước đỏ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng nhìn thấy. Cho nên ngươi đừng nghĩ đến chuyện nói xạo. Lưu Tô Tử và Lưu Tô Lục đều có hơi quay sang liếc mắt nhìn Phong Phi Vân, đều lộ ra vài phần vẻ tò mò. Chẳng lẽ Tiêu Thiên Duyệt thật đúng là bị bán yêu này giết chết? Tiêu Thiên Duyệt đâu phải là nhân vật tầm thường. Hắn có tài năng đủ để nhòm ngó tới ngôi báu bá chủ trong tương lai. Nhân vật có thể đạt tầm cỡ thế này, làm cho người ta không thể khinh thường. Phong Phi Vân có hơi trao mày một cái. Một mực tới nay, hắn đều cho là những chuyện lúc đó đã bị Hiên Viên Nhất Nhất len lén nói cho cửu Tiêu Tiên Thành và phủ chủ 12 vực.
nhưng mà giờ phút này mới phát hiện chính mình đã tính thiếu một người, chính là thiếu nữ trước mắt này Tiêu Tiểu Thiền. Lúc ấy nàng ở chung một chỗ với Hiên Viên Nhất Nhất, nên khẳng định cũng biết chuyện này. Nói như vậy, chính mình một mực tới nay đều phát sinh hiểu lầm về Hiên Viên Nhất Nhất. Cái mặt mo của Phong Phi Vân không khỏi đỏ lên, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương mà trong lòng cảm giác có hơi ngượng ngùng. Người phi thánh hiền thì ai cũng có thể sai. Mà coi như là thánh hiền làm việc, thì cũng không nhất thiết liền tuyệt đối là đúng. Xem ra chính mình vẫn còn là có hơi quá đánh giá xấu về người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Trong lòng Phong Phi Vân thoáng có hơi áy náy, dù sao lần này thật sự hắn đổ oan cho người tốt. Dẫu có nói gì đi chăng nữa thì phẩm hạnh của Hiên Viên Nhất Nhất này vẫn đáng giá làm cho người ta bội phục, so sánh Thủy Nguyệt Đình phải cao hơn rất nhiều. Tốt, thì ra ngươi chính là Phong Phi Vân, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Một vị trưởng lão cửu tiêu tiên thành nhẹ nhàng nói lạnh lùng. Vị trưởng lão này râu tóc bạc trắng, quanh thân quấn kim ti yêu đái thắt lưng tơ vàng, trong ánh mắt hiện ra lôi điện sấm chớp, còn trên làn da già nua chẳng chịt những ánh sáng tiên linh. Lão chính là nhân vật lớp tổ phụ của Tiêu Thiên Duyệt, tu vi cực kỳ uyên thâm, đã nửa chân bước vào cảnh giới vũ hóa, trong thân thể đã tu luyện ra vũ hóa chi khí. Lão không có nói bất cứ lời thừa nào, trực tiếp ra tay đối với Phong Phi Vân. Trên bàn tay nâng lên một mảnh mây đen xám xịt, nó bao bọc lấy một tảng kỳ thạch. Kỳ thạch bành trướng, hóa thành một quả núi ngũ hành sơn, nó đè ép xuống về hướng Phong Phi Vân. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân không sợ chút nào, trong thân thể lao ra một vạn con linh thú chiến hồn. Linh thú chiến hồn, mỗi một con đều hung ác dọa người, vô cùng khổng lồ. Hắn dùng lực lượng của vạn thú công kích một trường về phía trước. Cứ như vậy hắn nâng tảng kỳ thạch cực lớn kia, sau đó đẩy lui làm nó phải trở về. Tảng kỳ thạch kia chính là đúc luyện từ vô số âm linh tinh mà thành, sức nặng có thể so với cả một dãy núi, mức độ cứng rắn có khả năng so sánh với thập phẩm linh khí. Phong Phi Vân như một vị vạn thú tôn giả, chân đạp trên tảng kỳ thạch to như dãy ngũ hành sơn, đánh cho kỳ thạch rơi xuống đất, chui sâu vào trong lòng đất. Ầm, 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 ầm. Mặt đất lún sụt, cát bụi mù mịt. Phong Phi Vân lại đánh ra một chưởng nữa, đánh cho vị trưởng lão cửu tiêu tiên thành miệng phun ra máu, khớp xương trên cánh tay hóa thành phấn vụn, trên thân thể có vô số vết nứt. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân công kích ra trưởng thứ ba, nó hoàn toàn nện chết vị trưởng lão cửu tiêu tiên thành, lưng gãy rời, mạch máu đứt quãng, đan điền rách nát. Một nhân vật cấp bậc trưởng lão nằm tê liệt trên mặt đất, toàn thân đẫm máu đã mất đi sức sống. Ngao! Phía sau Phong Phi Vân có vạn thú lao nhanh cực kỳ dã tính, chúng nện cho cả phế tích đều cùng run rẩy. Hắn nhìn với ánh mắt thách thức rồi nói. Ta không muốn phiền toái mơ hồ cùng cửu tiêu tiên thành các ngươi. Nếu như lại chọc ta cho các ngươi một người đều không thể quay về. Khí thế Phong Phi Vân thật sự quá mạnh mẽ, chỉ ba trưởng liền đánh chết một vị trưởng lão đã bước nửa bước vào cảnh giới vũ hóa, phơi thây ngay tại chỗ. Điều này khiến cho hai vị thiên chi kiêu nữ Lưu Tô Lục và Lưu Tô Tử này đều cực kỳ kinh ngạc, trong lòng rung động rất lớn.